Vừa mới Diệp Thần thọ ôn hỏa thuật kinh khủng, bọn hắn hiển nhiên là cảm giác được. Bọn hắn vốn định ngăn cản Diệp Thần, vì nghi thức phục sinh tranh thủ thời gian, nhưng Diệp Thần lớn mạnh đến mức này, lại như thế nào ngăn được? Các ngươi cũng nghĩ ngăn đón ta sao? Diệp Thần cước bộ vẫn là không ngừng, vẫn là nhanh chân đi tới. Ba vị phòng thủ lăng trưởng lão không nói gì, nghiêng người né ra nhường đường. Ngăn cản đã không có ý nghĩa. Không cần thiết lãng phí sinh mệnh của mình. Nhìn thấy ba vị trưởng lão nhường đường, Diệp Thần cùng Thiên Nữ liền muốn tiếp tục tiến lên. Nhưng, lúc này, phía trước thông đạo, truyền đến một hồi tiếng bước chân, một thiếu niên, trong tay liếc nắm lấy một thanh đao, chậm rãi đi tới. Cước bộ của hắn, nhìn như chậm chạp, nhưng trên thực tế tốc độ lại là cực nhanh, như nhật nguyệt chi quang lấp lóe, trong chớp mắt, liền đi tới Diệp Thần cùng Thiên Nữ trước mặt. Thiếu chủ, ba vị trưởng lão nhìn thấy thiếu niên này đến, lập tức giật nảy cả mình. Thiếu niên ngưng mắt nhìn xem Diệp Thần, bình tĩnh nói, dừng ở đây a, luân hồi chi chủ. Diệp Thần chân mày vẩy một cái, nhìn về phía thiếu niên ở trước mắt, thiếu niên toàn thân bốc hơi lên từng sợi hòa hợp kim sắc quang vụ, lộ ra một cỗ thanh lương thấm người mùi thuốc, cái kia quang vụ không phải cái gì nội tức khí tượng, lại là đan dược tản ra dược khí. Ngươi chính là Vân tộc dài nhi tử, Vân Chu. Dược phương kim đan tại trong cơ thể ngươi. Diệp Thần nhìn từ trên xuống dưới thiếu niên, thoáng chốc chính là bắt được, tại thiếu niên thể nội, cất giấu một cỗ cực kỳ hùng hồn năng lượng, nghĩ đến chính là viên kia dược phương kim đan. Thiếu niên nuốt dược phương kim đan, tại dược phương kim đan linh khí tẩm bổ phía dưới, hắn nhục thân tràn ngập vô thượng ôn nhuận dư thừa dược khí, lộ ra cải tử hồi sinh huyền diệu linh uẩn. Diệp Thần có thể chắc chắn, coi như mình đem thiếu niên chém thành muôn mảnh, tại dược phương kim đan tẩm bổ phía dưới, thiếu niên cũng có thể chớp mắt trùng sinh khôi phục. Chính là tại hạ, luân hồi chi chủ. Thiếu niên Vân Chu ngữ khí rất ôn hòa, thản nhiên nói, dược phương kim đan ta đã tiêu hóa, người muốn kế thừa dược phương lão tổ tông đạo thống, sợ là không thể. Diệp Thần sắc mặt biến hóa, nói, người luyện hóa dược phương kim đan. Dựa theo Vân Phi Hồng thuyết pháp, Vân Chu trong gia tộc loạn bên trong trọng thương, muội muội của hắn Vân Mộng Giao, thừa dịp loạn trộm được dược phương kim đan, cho hắn nuốt vào chữa thương. Thế nhưng dược phương kim đan, là từ hoài dược phương lưu lại đạo thống truyền thừa thần vật, chính là đỉnh cấp thiên đế, đều khó có khả năng hòa tan luyện hóa. Theo lẽ thường mà nói, coi như Vân Chu nuốt vào dược phương kim đan, viên kia kim đan, cũng là hoàn hảo không hao tổn chìm ở trong bụng hắn, chỉ cần xé ra hắn bụng dưới, liền có thể đem kim đan một lần nữa móc ra. Nhưng bây giờ, hắn lại nói, hắn đã tiêu hóa dược phương kim đan. Vân Chu trên mặt lộ ra điểm cổ quái do dự bộ dáng, cuối cùng gật đầu nói, xem như thế đi. Diệp Thần nói, xem như là có ý gì, cái này kim đan, ngươi là luyện hóa, vẫn là không có luyện hóa. Vân Chu cũng không có trả lời thẳng, nói, tóm lại, ngươi vẫn là đi thôi, lão tổ tông lập tức liền muốn phục sinh, vốn là ngươi muốn học lão tổ tông y thuật, có thể mời hắn dạy ngươi. Nhưng, ngươi thế mà đã học được thọ ôn hỏa thuật, cái kia từ hoài y thuật, liền tuyệt đối không thể học được. Diệp Thần nói, vì cái gì? Vân Chu nói, bởi vì âm dương tương xung, từ hoài y thuật là chính đạo, thọ ôn hỏa thuật là tà đạo, trước kia lão tổ tông cùng tổ sư nãi nãi, đều phải tách đi ra tu luyện, hai cỗ thuộc tính hoàn toàn tương xung pháp môn, nếu như tập trung ở trên người một người, liền sẽ đem thân thể người no bạo, ta không muốn hại chết ngươi. Diệp Thần cười cười, nói, huynh đệ hảo tâm, ta liền tâm lĩnh, bất quá chỉ là âm dương tương xung, ta cũng không sợ, chuyện này về sau bàn lại. Các người hiện nay lập tức ngừng nghi thức phục sinh, cũng không nên phục sinh một cái quái vật đi ra. Dược phương kim đan lại có thể đã bị Vân Chu tiêu hóa, cái kia Diệp Thần muốn tập được dược phương bí điển, sự tình trở nên gian khổ phức tạp. Bất quá chuyện này, có thể đợi về sau lại xử lý, trận này nghi thức phục sinh, lại là nhất định phải lập tức kết thúc. Bởi vì, từ hoài dược phương trước kia bị thiên đấu sát thần giết chết, thi thể lây dính đậm đà sát khí huyết nhiệt, dùng hắn thi thể làm tài liệu. Phục sinh đi ra ngoài đồ vật, rất có thể chính là một đầu từ đầu đến đuôi quái vật. Diệp Thần không muốn phục sinh một cái quái vật đi ra. Vân Chu nói, sẽ không, có chư vị phòng thủ lăng trưởng lão áp trận, lại hội tụ dược vương cổ địa thiên thời địa lợi năng lượng, chúng ta nhất định có thể phục sinh dược vương lão tổ tông. Cùng thủy mẫu đế cơ đánh cược, chúng ta cũng chắc chắn có thể thắng. Luân hồi chi chủ, ngươi là người ngoài, còn xin ngươi không cần ngăn cản. Diệp Thần xâm nghiêm nói, ngươi xác định ta là người ngoài sao? Đang khi nói chuyện,
Diệp Thần thọ ôn hỏa thuật vận chuyển, từng sợi kinh khủng tai họa khí tức tại hắn trên thân thể bốc hơi lên, như cổ lão thiên ma sát khí, làm cho người sợ hãi. Vân Chu thần sắc lập tức đại biến, đúng a, Diệp Thần chấp trưởng thọ ôn hỏa thuật, hơn phân nửa cùng hắn tổ sư nãi nãi thọ ôn hắc mẫu thần, có không thể cắt ngọn nguồn, như thế nào lại là không chút liên hệ nào ngoại nhân? Chẳng lẽ Diệp Thần là tổ sư nãi nãi truyền nhân? Dừng một chút, Vân Chu lại lắc đầu nói tóm lại, luân hồi chi chủ, ta không thể lại để cho ngươi đi tới nửa bước. Nói xong, Vân Chu giơ lên trong tay đao, ông một tiếng, thân đao bắn ra một cỗ hào quang sáng chói, như liệt nhật lóa mắt, như minh nguyệt trong sáng, phảng phất lại ẩn chứa sông núi nguy nga, giang hà bành trướng, khí thế cực thịnh. Thế gian lại có như thế chi đao? Chẳng lẽ, cây đao này, chính là Côn Lôn đao sao? Diệp Thần con mắt hơi sáng, nhìn xem Vân Chu đao trong tay, lập tức liền cảm thấy một cỗ bàng bạc uy nghiêm khí tức, không gian chung quanh, tại cây đao này uy áp bên dưới, cũng hơi bắt đầu vặn vẹo, phảng phất không chịu nổi đao này uy thế. Một chút ở giữa, Diệp Thần thì nhìn đi ra, đó chính là trong truyền thuyết Côn Lôn đao. Quang chiếu nhật nguyệt, thế chiếu càn khôn, quả thật là đỉnh cấp thần khí. Cây đao này, đã ẩn ẩn đã vượt ra không không lúc nào chống không thiên địa pháp tắc, mang theo một cỗ tinh không diệu uẩn. Hồn Thiên Đế trước kia đúc đao sau khi thành công, chắc chắn là từng chiếm được tinh không chúc phúc, hắn cây đao này, đã có thể cùng tinh không nhật nguyệt cộng minh. Coi như là bình thường thiên đế, đều khó mà chấp trưởng Côn Lôn đao, cây đao này khí thế quá hung mãnh, trên thân đao tản ra nhật nguyệt chi quang, giống như thực chất đồng dạng, có thể nhẹ nhõm đem thân thể người xuyên qua đánh nát. Vân Chu tay nắm lấy Côn Lôn đao, bàn tay của hắn, không tách ra nứt, bị Côn Lôn đao tiết ra ngoài ra tia sáng cùng khí tức, không ngừng xé rách, cắt chém, xuyên thủng, nhưng tay của hắn, nhưng lại tại một loại nào đó năng lượng thần bí tẩm bổ phía dưới, cơ bắp không ngừng co rúm, khép lại, khôi phục. Đó là trong cơ thể hắn, dược phương kim đan sức mạnh. Tại dược phương kim đan tẩm bổ phía dưới, Vân Chu vững vàng cầm Côn Lôn đao. Nếu như không phải có dược phương kim đan che chở, chỉ là Côn Lôn đao tản ra khí tức bén nhọn, cũng đủ để đem hắn xuyên qua xé rách vỡ vụn. Bàn tay không ngừng thụ thương xé rách, lại không ngừng khép lại khôi phục, quá trình này mang tới đau đớn, không cần nói cũng biết. Nhưng, Vân Chu ánh mắt bình tĩnh, thừa nhận đây hết thảy đau đớn, tay cầm đao vẫn như cũ rất ổn. Hắn muốn dựa vào cây đao này, còn có trong cơ thể mình dược vương kim đan sức mạnh, ngăn cản Diệp Thần bước chân. Thiên nữ yên lặng nhìn xem Vân Chu, cảm nhận được một tia uy hiếp. Nếu như là nàng mà nói, nhất định phải đem hết toàn lực, mới có thể cùng Vân Chu đối nghịch. Nhưng, Diệp Thần lại là không thèm quan tâm bộ dáng, gương mặt phong khinh vân đạm, hướng Vân Chu nói, huynh đệ, ngươi không phải địch thủ của ta, tránh ra a, ta không giết ngươi. Trừ phi Hồn Thiên Đế tự mình buông xuống, tự tay chấp trưởng Côn Lôn đao, bằng không nơi đây không người có thể uy hiếp được ta. Vân Chu nói, có phải hay không địch thủ, vậy phải đánh qua mới biết được. Hắn đương nhiên biết Diệp Thần lợi hại, nhưng suy nghĩ chính mình chấp trưởng dược phương kim đan cùng Côn Lôn đao, lại có dược phương cổ địa, tinh không đế lăng địa mạch sức mạnh phụ trợ, coi như thắng không nổi Diệp Thần, lường trước đánh cái ngang tay, cũng không phải là việc khó. Diệp Thần lắc lắc đầu nói, xem dưới chân ngươi. Vân Chu sững sờ, nhìn về phía dưới chân mình, tiếp đó liền kinh ngạc phát hiện, dưới chân hắn sàn nhà, không biết chừng nào thì bắt đầu, lại đã biến thành một cái vòng xoáy màu đen. Cái này vòng xoáy màu đen, tựa như vũ trụ như lỗ đen không ngừng xoay tròn lấy, vô tận kinh khủng thôn vệ ma diệt khí tức, từ trong vòng xoáy truyền tới. Chỉ một thoáng, Vân Chu liền cảm thấy, một cỗ cực điểm kinh khủng thôn vệ chi lực, không ngừng nắm kéo hắn, muốn đem thôn vệ đến trong vòng xoáy đi, triệt để chôn vùi. Là đế rơi vũ trụ. Vân Chu hoảng hốt, vòng xoáy màu đen này, chính là trong truyền thuyết đế rơi vũ trụ, thiên mẫu nương nương chí bảo. Một hồi tiếng kêu thảm thiết đau đớn vang lên, Vân Chu bên người ba cái phòng thủ lăng trưởng lão, đã bị đế rơi vũ trụ nuốt lấy phía dưới nửa người, đế rơi vũ trụ thật giống như một cái vực sâu miệng lớn, đem thân thể người huyết nhục xương cốt toàn bộ nhai nát. Vân Chu chỉ một cái chớp mắt, ba cái kia phòng thủ lăng trưởng lão, đã triệt để bị đế rơi vũ trụ nuốt lấy, hài cốt không còn. Diệp Thần kỳ thực cũng không muốn giết người, nhưng trong lúc trước mắt, cũng không lo được nhiều như vậy. Đế rơi vũ trụ một khi mở ra, đó là thôn vệ chôn vùi hết thảy. Vân Chu triệt để sợ hãi, hắn hoàn toàn không có phát hiện, duy nghệ là lúc nào động thủ. Diệp Thần thi pháp thủ đoạn, đã đến xảo diệu thiên thành,
ngôn xuất pháp tùy tình cảnh. Nếu là cứng đối cứng, Vân Chu coi như đánh không lại Diệp Thần, cũng sẽ không dễ dàng bị thua, chấp trưởng Dược Vương Kim Đan cùng đế rơi vũ trụ hắn, thực lực tuyệt đối cường hãn. Nhưng, Diệp Thần căn bản không có cứng trọi cứng ý tứ, đế rơi vũ trụ thi triển, một cái thôn phệ, liền muốn đem hắn triệt để thôn phệ hết. Chấp trưởng luân hồi pháp cùng hỗ tự quyết Diệp Thần, tại trên tay hắn, đế rơi vũ trụ có thể bộc phát ra đỉnh phong nhất uy lực khủng bố nhất, luân hồi pháp bản thân thôn phệ hiệu quả, cùng đế rơi vũ trụ kết hợp, đơn giản vô địch. Lại thêm, hỗ tự quyết âm dương pháp tắc, chỉ cần âm dương nghịch loạn xông lên, đế rơi vũ trụ nội bộ hỗn loạn bạo ngược va chạm khí tức, đủ để đem thiên đế cấp bậc cao thủ, cũng tại trong nháy mắt say nghiền thành bụi phấn. Vân Chu cảm giác chính mình cả người, đều phải hướng đế rơi vũ trụ rơi xuống, như đọa hướng vực sâu không đáy, chìm vào không thể vãn hồi tử vong. Ta phải chết. Vân Chu trong lòng đản sinh ra ý nghĩ này, một cỗ cực lớn khủng hoảng trong nháy mắt xông lên đầu não, hắn toàn thân lập tức lạnh cái thấu triệt, cơ bắp cứng ngắc căng cứng. Vốn là, hắn tiêu hóa Dược Vương Kim Đan, lại chấp trưởng Côn Lôn đao sau, nhiều hào tình tráng trí, chỉ cảm thấy thực lực mình đã đột nhiên tăng mạnh, có thể đưa thân đương thời đỉnh cấp cao thủ liệt kê, nhưng không ngờ, tại Diệp Thần thủ hạ, hắn thế mà giống như một con gà không hề có lực hoàn thủ. Diệp Thần đều không cùng hắn chiến đấu, chỉ là đế rơi vũ trụ một cái thôn phệ, hắn liền không ngăn được. Luân hồi chi chủ, ngươi! Vân Chu cắn răng, hai chân cũng đã đắm chìm đến đế rơi trong vũ trụ đi, như nắng như sền sệt nước bùn bên trong, đau đớn kịch liệt từ chỗ hai chân truyền đến. Đế rơi vũ trụ nội bộ âm dương nghịch loạn khí tức, không ngừng va chạm nổ tung xé rách, đã đem hai chân hắn cắn nát. Nhật Nguyệt Côn Luân, phá cho ta. Sống chết trước mắt, Vân Chu hét lớn một tiếng, trong tay Côn Lôn đao đột nhiên bổ xuống, muốn đem dưới thân đế rơi vũ trụ bổ ra. Một đao này cực kỳ hung mãnh, chảm phá vũ trụ, đế rơi vũ trụ hình thành vòng xoáy khí tượng, lập tức bị Vân Chu chém ra một đạo rãnh sâu hóm vết thương, vũ trụ nội bộ pháp tắc đều bị phá hư. Không thể không nói, Côn Luân đạo uy thế thật là kinh khủng, Nhật Nguyệt Thiên uy nổ tung, vũ trụ đều phải phá diệt. Vân Chu cảm thấy dưới thân thôn vệ pháp tắc buông lỏng, ngay lập tức muốn bước ra thoát ly. Hỗ tự quyết, sắc. Nhưng lúc này, Diệp Thần phất tay bóp cái tự quyết, đế rơi vũ trụ xoay tròn vòng xoáy, chia làm âm dương hai nửa, âm dương khí tức hòa giải, vừa mới bị Vân Chu chém ra vết thương, lập tức liền phi tốc khép lại. Giãn ra thôn vệ pháp tắc. Lập tức lại như sền sệt đầm lầy nước bùn giống như, phô thiên cái địa bao trùm tới. Ách! Vân Chu phát ra một tiếng thanh âm tuyệt vọng, cũng không còn cách nào rút ra, thân thể cấp tốc trầm xuống, sau đó bị đế rơi vũ trụ nuốt lấy, cơ thể bị xé nứt trở thành bọt máu. Thiên nữ hơi có chút kinh ngạc nhìn xem một màn này, nói, ngươi giết hắn. Diệp Thần bất đắc dĩ lắc đầu nói, đó cũng là chuyện không có cách nào khác. Vân Chu cản đường, Diệp Thần ngoại trừ giết hắn mở đường. Không có thứ hai con đường có thể đi. Thiên nữ nói, người thủ đoạn thật đúng là quá xảo quyệt, cái này giết người biện pháp, thực sự là gia nhân ý liệu. Nàng vốn đang cho là, Diệp Thần sẽ cùng Vân Chu chiến đấu một phen, không nghĩ tới trực tiếp thả ra đế rơi vũ trụ, một cái thôn phệ, liền đem Vân Chu nuốt lấy. Diệp Thần không nói gì thêm, liền chuẩn bị thu hồi đế rơi vũ trụ, chợt nghe đế rơi trong vũ trụ, một đạo to rõ âm thanh truyền ra. Luân hồi chi chủ. Ngươi không giết chết được ta. Sau đó, chỉ thấy một tia sương mù kim sắc, lộ ra mùi thuốc, từ đế rơi trong vũ trụ bay ra. Cái kia càng là Dược Vương Kim Đan dược khí. Cái này sợi dược khí, bay ra, một hồi sôi trào dung chuyển vặn vẹo, lại từ trong dược khí sinh sôi chảy máu thịt cùng xương cốt, cuối cùng tạo hóa sinh thành một cái hình người, chính là Vân Chu. Vừa mới bị đế rơi vũ trụ thôn vệ giết chết Vân Chu, bây giờ vậy mà sống lại. Hô! Phục sinh sau Vân Chu, thở gấp một hơi, gương mặt tái nhợt, đây không phải là hư nhược tái nhợt, khí tức của hắn cũng không có bất luận cái gì suy yếu, hoàn toàn như trước đây rồi dào cường đại. Đó là bởi vì đối với Diệp Thần sợ hãi cùng kiêng kỵ sinh sản ra tái nhợt. Dược Vương Kim Đan, linh khí lại dồi dào như thế. Diệp Thần nhìn thấy Vân Chu phục sinh, cũng là lấy làm kinh hãi. Cái này hiển nhiên, là Vân Chu luyện hóa Dược Vương Kim Đan. Nhận được Dược Vương Kim Đan che chở, cho nên coi như thân hồn câu diệt, chỉ cần Dược Vương Kim Đan còn có một tia dược khí tồn tại, hắn liền có thể phục hoạt trùng sinh, thậm chí sức mạnh đều không mang theo mảy may suy giảm. Thiên nữ cũng là chấn kinh, nghĩ thầm cái này Dược Vương Kim Đan, quả nhiên lợi hại, lên người chết, sống bạch cốt, bất quá tại trong nháy mắt.
Vân Chu cước bộ liên tiếp lui về phía sau, tránh thoát đế rơi vũ trụ thôn phệ, lấy lại bình tĩnh, tay nắm chặt, lòng bàn tay hiển hóa ra Côn Lôn đao, cây đao này còn tại trong tay hắn. Chỉ là, hắn đã không có dũng khí, lại hướng Diệp Thần xuất đao. Hắn cho là mình có thể nhìn thẳng Diệp Thần, nhưng vừa mới chết qua một lần, hắn mới biết được, thực lực của mình, cùng Diệp Thần chênh lệch quá xa, chiến đấu đã không có ý nghĩa, tiếp tục đánh xuống hắn cũng chỉ có chết. Luân hồi chi chủ, người rất mạnh, ta rất bội phục. Bất quá, nghi thức phục sinh không thể gián đoạn, còn xin ngươi lưu tại nơi này a. Ân, ngươi cùng vị cô nương này hôm nay thành thân, lập tức liền muốn động phòng hoa trúc, ta sẽ không quấy rầy các ngươi. Vân Chu nhìn xem Diệp Thần, trong mắt tràn đầy bội phục, hắn biết mình đánh không lại Diệp Thần, nhưng hắn cũng không có liền như vậy bỏ qua, hắn còn có thủ đoạn. Chỉ thấy hắn cười nhẹ một tiếng, nhấc ngang Côn Lôn đao, tay trái tại trên lưỡi đao sắc bén một vòng, từng sợi tinh huyết cốt cốt chảy ra. Khuôn mặt của hắn, trong nháy mắt lâm vào độ sâu tái nhợt. Đó là chân chính bởi vì khí huyết hao tổn nghiêm trọng hư nhược tái nhợt. Máu của hắn, lưu lạc tới địa tấm, lại phát ra một hồi suy suy âm thanh, tinh huyết bốc hơi, tản mát ra từng luồng dược khí, đậm đà dược khí hội tụ thành sương mù, cấp tốc khuếch tán. Diệp Thần cùng thiên nữ chính là nghi hoặc, không biết Vân Chu nói hôm nay thành thân, động phòng hoa trúc là có ý gì, trong khoảnh khắc, dược vụ tràn ngập tới. Hai người cũng là cực người cơ mẫn, lập tức ngừng thở, vận công phong bế toàn thân huyệt khiếu lỗ chân lông. Thương long rửa thế pháp. Diệp Thần cũng là lập tức động thủ, thi triển thương long rửa thế pháp, một đầu thương long từ trong cơ thể hắn bay ra, gào thét vũ động, mang theo vô thượng gột rửa chi uy, muốn quét sạch sương mù. Nhưng, một màn kinh người xuất hiện, chỉ thấy Diệp Thần thương long, thế mà không cách nào tẩy chung quanh dược vụ. Cẩn thận cảm ứng một chút, Diệp Thần liền phát hiện. Những thứ này dược vụ, tính chất vô cùng đặc thù, không phải hoàn toàn thực chất, mà là mang theo mộng ảo pháp tắc. Hắn thương long rửa thế pháp, chính là vô cùng cường hãn trụ thần pháp, có thể tẩy rửa vạn tượng, nhưng gột rửa không được trong mộng ảo đồ vật, bởi vì mộng ảo là không tồn tại, cùng không khí một dạng. Dược vụ càng lúc càng nồng nặc, một mảnh trắng xóa, Vân Chu mang theo mập mờ nụ cười, lui thân rời đi. Hắn biết mình đánh không lại Diệp Thần, nhưng hắn có biện pháp. Có thể đem Diệp Thần tạm thời lưu tại nơi này, dây dưa đến nghi thức phục sinh hoàn thành. Chỉ cần Từ Hoài Dược Vương có thể phục sinh, hắn tin tưởng, chết đi phòng thủ lăng các trưởng lão, cũng có thể trùng sinh, hết thảy vấn đề, cũng có thể giải quyết dễ dàng. Dù sao, Từ Hoài Dược Vương sau lưng, thế nhưng là một vị nào đó tam thanh đại năng a. Tại trong sương mù dày đặc, Diệp Thần cùng thiên nữ, dần dần sinh ra một tia mộng ảo mê ly cảm giác. Bọn hắn cũng không có hút vào sương mù, nhưng trong sương mù lại mang theo một cỗ quỷ bí phóng xạ, để cho bọn hắn sinh ra ảo giác. Bên trong giấc mộng, Diệp Thần ý thức có chút điên đảo, trước mắt xuất hiện ảo giác, ở đây giống như không phải cái gì lăng mộ phòng tối, mà là một cái cổ kính phòng cưới. Gian phòng thiêu đốt lên đỏ rực vui nến, tinh xảo khắc hoa giường lớn, liền đặt tại trước mắt hắn, phía trên là thêu lên uyên ương đỏ chót mền gấm, giường thơm nhẹ rủ xuống, long phượng trình tường. Thật là lợi hại ảo giác. Diệp Thần biết mình lấy nói, bất quá hắn là huyễn thuật một đường đại tông sư, lập tức mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, trong lòng quan tưởng luân hồi bàn, trước mắt huyễn tượng rất nhanh liền tản đi. Mộ chủ cẩn thận, đây là, phù quang huyễn ức, là cực kỳ cao minh gây ảo ảnh y thuật. Luân hồi mộ địa bên trong, Thọ Ôn Hắc Mẫu Thần mở miệng tỉnh táo. Phù quang huyễn ức. Diệp Thần trong lòng hơi động, hắn đã thanh tỉnh. Thọ Ôn Hắc Mẫu Thần nói, đúng vậy. Đây là dược vương bí điển chính đạo thiên pháp môn, thông qua phóng thích chí huyễn dược khí, có thể khiến người lâm vào bên trong giấc mộng, thậm chí đem mộng ảo lắng đọng thành chân thực. Thế gian này, có chút tật bệnh đau đớn, không phải dược thạch có thể chữa, lúc này, liền có thể cân nhắc vận dụng huyễn thuật thủ đoạn, khiến người say đắm ở bên trong giấc mộng, giảm bớt đau đớn. Nếu như vận khí tốt, mộng ảo lắng đọng thành chân thực, thảm đi nữa nhà tật bệnh đau đớn, cũng có thể khỏi hẳn. Thậm chí nếu như gây ảo ảnh dược tề đầy đủ, còn có thể hòa dịu phần thiên đại kiếp đau đớn. Diệp Thần cả kinh, nói, phần thiên đại kiếp sao? Thọ Ôn Hắc Mẫu Thần nói, đúng vậy, ân, bất quá, cái này phù quang huyễn ức thủ đoạn, sẽ phá hư đại não của con người, là sau cùng trị liệu thủ đoạn, không đến vạn bất đắc dĩ, không thể tùy tiện sử dụng. Cái kia Vân Chu tiểu tử, là muốn dùng huyễn thuật vây khốn các ngươi, hắn. Hắn thế mà sinh thành động phòng hoa trúc huyễn cảnh. Thực sự là dụng ý khó dò. Nam nữ hoan ái,
chính là nhân sinh chi lớn muốn, cũng là dễ dàng nhất mê hoặc người, may mà Diệp Thần đạo tâm cường hãn, bây giờ là tỉnh táo lại, không bị ảnh hưởng. Nhưng, thiên nữ trạng thái, lại tựa hồ như có chút không ổn. Chỉ thấy thiên nữ ánh mắt say khướt, lộ ra một tia vũ mị, mềm nhũn thân thể áp vào trên thân Diệp Thần tới, ôn nhu nói, Diệp Thần, ta. Ta nghĩ không ra, ngươi thế mà lại cưới ta. Thôi, quá khứ rất nhiều tranh đấu, liền theo gió mây tạnh đi thôi, ta đêm nay chính là nữ nhân của ngươi. Diệp Thần mỗi ngày nữ nhu tình như nước bộ dáng, lập tức sợ hết hồn, không nghĩ tới Vân Chu cái kia phủ quang huyền ức huyễn thuật, có hiệu lực nhanh như vậy, hiệu quả khủng bố như thế. Bây giờ thiên nữ, đã hoàn toàn chìm đắm trong ảo giác. Cái kia dược vương kim đan, lại lợi hại tới mức như thế. Diệp Thần trong lòng trầm xuống, biết cái này xét đến cùng, không phải Vân Chu thủ đoạn lợi hại, là cái kia dược vương kim đan năng lượng, kinh khủng dồi dào, lại nhẹ nhõm phá mất thiên nữ đạo tâm. Nếu như không có dược vương kim đan phụ trợ, Vân Chu huyễn thuật, không có khả năng lệnh thiên nữ phá phòng ngự. Không tốt, nữ nhân này lấy cùng nhau. Thọ Ôn Hắc mẫu thần mỗi ngày nữ bộ dáng như thế, lập tức lo nghĩ. Thiên nữ, tỉnh. Diệp Thần cũng sợ thiên nữ xa vào ảo giác quá lâu, sẽ tổn thương đại não, lập tức huy trưởng đánh vào thiên nữ trên đầu vai, một đạo linh lực quán chú đi vào, nhưng lại như bùn nghiêu vào biển đồng dạng, thiên nữ ánh mắt vẫn là mộng ảo mê ly bộ dáng. Thiên nữ trong mắt mang theo ôn nhu vũ mị thần sắc, bờ môi đụng lên tới muốn hôn. Diệp Thần hai tay đè lại bả vai nàng, không để nàng tới gần. Diệp Thần, người thế nào? Thiên nữ nghi hoặc nhìn Diệp Thần. Thức tỉnh a. Diệp Thần nhìn xem con mắt của nàng, lập tức phát động kính vạn hoa huyết nhãn, cặp mắt hắn thoáng chốc liền hóa thành màu huyết hồng, truyền ra một cỗ mãnh liệt nát bấy ý niệm. Hắn muốn nát bấy thiên nữ trong lòng mộng ảo. Bản thân hắn chính là huyễn thuật một đường đại sư, luận huyễn thuật tu vi, không không lúc nào khoảng không không có người có thể so sánh được hắn. Tại Diệp Thần phát động kính vạn hoa huyết nhãn sau, thiên nữ ánh mắt mê ly, quả nhiên liền tản đi, lại lần nữa khôi phục tỉnh táo. Trong lòng Diệp Thần vui mừng, nhưng cái này vui sướng, chỉ là kéo dài trong nháy mắt, bởi vì hắn nhìn thấy, thiên nữ thanh minh ánh mắt, không ngờ cấp tốc trở nên mộng ảo mê ly. Diệp Thần, chúng ta đều không ngủ, như thế nào tỉnh lại? Thiên nữ sâu kín nói, một bên kéo Diệp Thần bàn tay, đặt ở trên ngực của mình. Diệp Thần xúc tu một hồi mềm mại, không khỏi tâm thần rung động. Thọ Ôn Hắc mẫu thần nói, mộ chủ, nàng tựa hồ không muốn tỉnh lại. Trong nội tâm nàng có ngươi. Diệp Thần nghe nói như thế, toàn thân lập tức lên một thân nổi da gà, biểu lộ cũng biến thành phức tạp. Lấy hắn huyễn thuật thủ đoạn, vừa mới hắn phát động kính vạn hoa huyết nhãn thời điểm, thiên nữ kỳ thực đã có thể thoát khỏi mộng ảo tỉnh lại. Nhưng, thiên nữ cũng không nguyện thanh tỉnh. Nàng tình nguyện, tiếp tục sa vào tại hư vô này bên trong giấc mộng. Tại nàng trong mộng ảo, nàng lập tức liền muốn cùng Diệp Thần động phòng hoa chúc. Diệp Thần cho tới bây giờ chưa thấy qua thiên nữ ôn nhu như vậy ánh mắt, trong nháy mắt liền nhớ lại, hai người song tu Mỹ thần tâm kinh lúc hình ảnh. Khi đó, hai người tại trong mộng ảo song tu, bây giờ lại có thể chân chính thực hiện. Diệp Thần đều nghĩ lập tức ôm lấy thiên nữ, nhưng hắn vô cùng rõ ràng, việc cấp bách là ngăn cản Từ Hoài Dược Vương phục sinh, còn có cướp đoạt Côn Lôn đao. Thiên nữ, ngươi ở nơi này không nên động, ta chậm một chút trở lại tìm ngươi. Diệp Thần biết. Chính mình gọi không dậy thiên nữ, giống như không cách nào đánh thức một cái người giả bộ ngủ. Thiên nữ khăng khăng phải ngủ say tại bên trong giấc mộng, không muốn tỉnh lại, Diệp Thần không cách nào đánh thức nàng. Lập tức, Diệp Thần bàn tay đè ép, liền đem thiên nữ đặt ở trên mặt đất, chanh 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 bắn ra 6 thanh thiên hình kiếm, làm thành một vòng, đem thiên nữ nhốt ở bên trong. Diệp Thần, ngươi làm cái gì? Thiên nữ bị phong tại thiên hình trong kiếm trận, cực kỳ kinh ngạc, nghĩ lao ra. Nhưng thiên hình trên thân kiếm tản ra kinh khủng hình phạt tai kiếp khí tức, lại làm cho nàng không cách nào đột phá. Cưỡng ép đột phá, chỉ cần lọt vào thiên hình kiếm khí sát phạt, lâm vào vô biên đau đớn hạ tràng. Ngươi ở nơi này không nên động, kiếm trận của ta sẽ bảo hộ ngươi, ta lập tức trở về. Diệp Thần thời gian không nhiều lắm, cũng không có nhiều lời, tại phong tỏa ngăn cản thiên nữ sau, lập tức dọc theo trước thông đạo sông. Hắn vừa quay đầu nhìn thiên nữ một mắt. Tiếp xúc đến thiên nữ ánh mắt, đó là một đôi tràn ngập thất vọng, bi thương, ánh mắt thương hại, trống rỗng phải như phản chiếu ánh sao hải. Diệp Thần trong lòng run lên, luôn luôn kiêu ngạo thiên nữ, thế mà toát ra loại ánh mắt này,
xem ra trong nội tâm nàng cũng có cực kỳ mềm mại một mặt. Bất quá Diệp Thần trước mắt có chuyện khẩn yếu phải xử lý, cũng không biện pháp lưu luyến tại thiên nữ bên người. Lăng mộ thông đạo một mực thông hướng phía dưới, Diệp Thần bước nhanh vào tới trước phía dưới, rất nhanh liền đi tới dưới nền đất thế giới, trước mắt đột nhiên mở rộng, một mảnh cực lớn địa cung xuất hiện ở trước mặt hắn. Tứ phía cung điện vây quanh chỗ, một đạo thần thánh bạch quang, xông thẳng dựng lên, trong cột sáng nhấp nhô các loại phù văn cổ xưa, từng trận viễn cổ tiếng ngâm sướng, thành kính trang nghiêm, không biết từ nơi nào phát ra tới, truyền vào Diệp Thần trong tai, gột rửa tâm hồn, dậy người thần hồn rung chuyển. Quang mang này, Diệp Thần nhìn xem trước mắt thuần trắng cột sáng, ngẩn ngơ. Hắn trước đó gặp qua ngàn sắc vạn tượng chi quang, nhưng từ trước tới nay chưa từng gặp qua thần thánh như vậy, tinh khiết như vậy, như thế trang nghiêm quang, tựa hồ hội tụ thế gian hết thảy vẻ đẹp cùng chúc phúc, vậy tuyệt không phải không không lúc nào khoảng không có thể có quang, thậm chí có thể ngay cả tinh không bỉ ngạn, cũng không có loại này quang. Là thái sơ tia sáng sao, càng như thế thần thánh. Trong lòng Diệp Thần sinh ra một tia kính sợ, cước bộ lại nhìn không được lui về sau một bước, giống như sợ mình quá mức đến gần mà nói, sẽ tiết độc thần thánh quang huy. Mộ chủ, không nên bị mê hoặc a. Vân Chu tiểu tử kia, còn có mấy cái kia phòng thủ lăng trưởng lão, đang khinh nhờn trưởng phu ta di hài. Thọ ôn hắc mẫu thần hét lớn, nàng từ quang mang này phía dưới, bắt được trưởng phu nàng di cốt khí tức. Diệp Thần trong lòng run lên, lập tức tỉnh táo lại, gật gật đầu. Lập tức hướng về cột sáng phát ra chỗ đi đến. Tiếp theo sát, Diệp Thần liền bước vào tòa này dưới mặt đất cung điện nội bộ. Chỉ thấy rộng lớn cung nội quảng trường, khắc rõ một tòa đại trận, trên đại trận hiện đầy từng đạo quang minh phù văn, thần thánh huy hoàng đạo uẩn, không ngừng tản mát ra, lại có rất nhiều mộng ảo nguyện vọng tranh cảnh, như mây khói giống như phiêu phù ở trên đại trận, không ngừng đan xen. Những cái kia mộng ảo nguyện vọng tranh cảnh, có thiên đấu sát thần bộ dáng, có Từ Hoài Dược Vương bộ dáng, một bên là Thủy Mẫu Đế Cơ phục sinh thiên đấu sát thần nguyện vọng, một bên là Dược Vương gia tộc muốn phục sinh Từ Hoài Dược Vương nguyện vọng. Hai cỗ nguyện vọng, ngay tại sen lẫn đụng chạm. Đại trận tứ giác, phân biệt ngồi xếp bằng một vị trưởng lão, chính là 10 vị phòng thủ lăng trưởng lão bên trong, cuối cùng còn lại 4 vị, bọn hắn liền tỏa trấn ở đây, vận chuyển trận pháp. Đây chính là Thủy Mẫu Đế Cơ ánh sáng của bầu trời trận đồ. Diệp Thần đích thân tới đại trận. Nhìn thấy trong trận pháp thần thánh bạch quang lưu chuyển khí tượng, càng cảm thấy như mộng như ảo. Trận pháp lóe lên tia sáng, vô cùng huyền diệu, lộ ra một cỗ vô thượng đạo uẩn, kia tuyệt đối không phải không không lúc nào khoảng không có thể có quang, Diệp Thần thậm chí hoài nghi là thái sơ quang. Lấy đạo tâm của hắn, khi nhìn đến những thứ này quang thời điểm, lại vô hình sinh ra kính sợ cảm giác. Phải biết, lấy Diệp Thần thực lực trước mắt, liền xem như Nguyên Thiên Đế, Hồn Thiên Đế loại này cấp bậc cao thủ. Đứng ở trước mặt hắn, hắn đều sẽ không còn có cái gì kính sợ. Cần hắn kinh úy, nhất thiết phải thực lực vượt xa hắn tồn tại. Nhưng bây giờ, nhìn thấy những thứ này quang, hắn thế mà bản năng sinh ra kính sợ, lại có loại muốn cúng bái quy y xúc động. Hắn hít thở một cái khí, chấn định tâm thần, mới đưa chính mình trong lòng không hiểu kính sợ cảm giác cùng quy y xúc động, toàn bộ trấn áp xuống dưới. Thật không biết cái kia Thủy Mẫu Đế Cơ, từ nơi nào góp nhặt những thứ này quang. Đúc thành hôm nay quang trận đồ. Diệp Thần nội tâm âm thầm hồ nghi, những thứ này quang, thần thánh như thế, đủ để đáp lại người nguyện vọng. Truyền thuyết hướng lưu tinh hứa hẹn, có thể thực hiện nguyện vọng, thế nhưng dù sao chỉ là hư vô mờ mịt truyền thuyết, nhưng đối diện với mấy cái này thần thánh quang, hướng thánh quang hứa hẹn, lại là thật sự có thể thực hiện hết thảy nguyện vọng, quang sẽ hạ xuống ân điển cùng chúc phúc, chiếu rọi người nguyện vọng. Thủy Mẫu Đế Cơ nguyện vọng, là phục sinh thiên đấu sát thần. Phòng thủ lăng các trưởng lão nguyện vọng, là phục sinh Từ Hoài Dược Vương. Hai cỗ nguyện vọng, tại cái này ánh sáng của bầu trời đại trận bên trong sen lẫn đụng chạm, đan vào trung tâm, trận pháp trung ương trận nhãn chỗ, chính là một bộ màu vàng xanh nhạt quan tài, rõ ràng chính là Từ Hoài Dược Vương thi quan tài. Thanh đồng thi quan tài Karen Long chấn động, nắp quan tài đã mở một đường nhỏ, ánh sáng của bầu trời đại trận thánh quang thấm vào, thi trong quan lại có quỷ dị huyết quang tràn ngập ra, một vào một ra. Giống như có cái gì quái vật tại trong quan tài, không ngừng phun ra nuốt vào hô hấp đồng dạng. Xếp bằng ở đại trận tứ giác các trưởng lão, sắc mặt đều là ngưng trọng tới cực điểm, biết lúc này, chính là phục sinh Từ Hoài Dược Vương thời khắc mấu chốt, không thể sai sót. Khi bọn hắn nhìn thấy Diệp Thần đến sau, trên mặt đều là lộ ra kinh ngạc vẻ kinh ngạc, nhưng muốn duy trì lấy trận pháp nghi thức phục sinh vận chuyển, cũng không cách nào ra tay cái gì.
Luân hồi chi chủ, ngươi nhanh như vậy liền. Vân Chu đang xách theo côn lôn đao, trấn thủ tại trận pháp bên cạnh, nhìn thấy Diệp Thần đến, hắn cũng là vô cùng kinh ngạc. Ngươi động phòng hoa trúc, nhanh như vậy liền hoàn thành. Vân Chu chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, hắn vừa mới dùng phù quang huyễn ức thuốc mê thủ đoạn, vốn cho rằng có thể vây khốn Diệp Thần cùng thiên nữ, để cho hai người lâm vào trong tình dục kiếp hải, không nghĩ tới Diệp Thần nhanh như vậy liền thoát thân đến. Ngươi huyễn thuốc còn mê không được ta. Diệp Thần ánh mắt lạnh lẽo, cũng không để ý tới Vân Chu, nhanh chân hướng trung ương trận pháp thanh đồng thi quan tài đi đến. Thanh đồng thi quan tài tại kịch liệt chấn động, trong quan tài chi vật như muốn xuất thế, Diệp Thần cũng không muốn thấy cái gì quái vật xuất hiện, hắn nhất thiết phải ngăn cản trận này nghi thức phục sinh. Dừng lại. Vân Chu chân mày vẩy một cái, cũng không thể để cho Diệp Thần ngăn cản nghi thức, hắn lập tức huy động côn lôn đao, một đao mang theo chói mắt nhật nguyệt tia sáng, hoành không chém giết mà đến. Diệp Thần cước bộ không ngừng, vẫn như cũ hướng về trung ương trận pháp thanh đồng thi quan tài bước nhanh tới, nhìn thấy Vân Chu đao trẻ tới, hắn cũng không né tránh hoặc đón đỡ cái gì, chỉ là nhẹ nhàng bấm cái quyết. Thái Vũ Thần khoảng không, năm ánh sáng mênh mông. Ông một tiếng, một cỗ không gian pháp tắc năng lượng ba động, lập tức khuếch tán ra, Diệp Thần điều động vũ trụ mệnh cách năng lượng, đem chính mình cùng Vân Chu ở giữa không gian, trong nháy mắt mở rộng đến vũ trụ năm ánh sáng giống như xa xôi. Tại Vân Chu trong thị giác, chính mình cùng Diệp Thần không gian khoảng cách, cũng không hề biến hóa, nhưng quỷ dị chính là, hắn tấn mãnh như lôi đình một đao, cũng không cách nào bổ tới trên thân Diệp Thần. Hai người từ đầu đến cuối kém 10 bước khoảng cách. Không gian pháp tắc. Vân Chu lập tức kinh hãi, cảm thấy được không thích hợp. Kỳ thực luận cứng trọi cứng sức chiến đấu, hắn cũng không so Diệp Thần kém bao nhiêu, ít nhất cũng có Diệp Thần 8 thành sức mạnh, dù sao hắn nắm giữ lấy côn lôn đao cùng dược vương kim đan, thực lực không thể coi thường. Nhưng vấn đề là, Diệp Thần căn bản vốn không cùng hắn đánh chính diện, thoáng vận dụng một điểm thần thông pháp tắc biến hóa thủ đoạn, liền để hắn các loại võ nghệ đều đã mất đi đất dụng võ, giống như một quyền nện ở trên bông bất lực. Luân hồi chi chủ, người không thể vào. Mở trận bốn vị trưởng lão, nhìn thấy Diệp Thần xâm nhập trong trận pháp, đều là hoảng hốt, liên thanh uống ngăn. Nhưng Diệp Thần bất phi sở động, đã đi đến thanh đồng thi quan tài trước mặt, giơ bàn tay lên, liền muốn một trưởng trấn áp xuống dưới. Dừng tay. Vân Chu hét lớn, đột nhiên đao thế tăng vọt, lại một đao chảm phá Diệp Thần không gian pháp tắc. Đem giữa hai người khoảng cách cấp tốc rút ngắn, lưỡi đao sắc bén thẳng chém về phía Diệp Thần cổ. Diệp Thần sắc mặt lập tức biến đổi, không nghĩ tới Vân Chu lại có thể đột phá chính mình không gian pháp tắc hạn chế, hơn nữa, khí thế của hắn, lại còn trong nháy mắt tăng vọt rất nhiều, từ một cái thanh tú thiếu niên lang bộ dáng, lột vỏ thành một đầu cuồng hóa chiến thần. Cái này đột nhiên tăng vụt khí thế, để cho Diệp Thần đều cảm thấy một tia uy hiếp. Cái này rất giống hắn mượn dùng luân hồi đại năng sức mạnh. Đột nhiên bộc phát đồng dạng, Vân Chu bây giờ cũng đột nhiên bạo phát. Chẳng lẽ, trong cơ thể của hắn, còn cất giấu cái gì cường giả linh hồn hay sao? Tại một cái chớp mắt này ở giữa, trong lòng Diệp Thần thoáng qua rất nhiều ý niệm, mắt thấy đến Vân Chu cuồng đao gào thét mà đến, chính mình khí thế hoàn toàn bị khóa chặt, đã không cách nào tránh lui. Nhưng, hắn vẫn là không có ngạnh bính. Âm dương hóa sinh, tứ lạng bạt thiên cân. Trong lòng Diệp Thần mặc niệm, tại Vân Chu vung đao chém tới trong nháy mắt, hai tay của hắn ôm tròn, thi triển hỗ tự quyết, bắt được Vân Chu cổ tay, cử trọng nhược khinh khu vực, liền đem Vân Chu đao thế, toàn bộ tháo bỏ xuống, lại thuận tay đem côn lôn đao đoạt lấy. Cái này hỗ tự quyết tinh diệu dị thường, vừa tối thích hợp với đạo gia âm dương bát quái chí lý, tá lực đả lực, tứ lạng bạt thiên cân, Diệp Thần vừa mới một chút tá lực, hắn tháo bỏ xuống sức mạnh, toàn bộ chuyển rời đến Vân Chu trên người mình, hơi có điểm lấy đạo của người. Hoàn thi bị thân ý tứ. Vân Chu một đao không thể bổ trúng Diệp Thần, lại bị Diệp Thần tá lực đả lực, hắn một thân hung mãnh bá đạo thế lực, toàn bộ đánh vào trên người mình, cước bộ hướng phía trước lảo đảo mấy bước, sau đó phịch một tiếng trọng trọng té ngã trên đất, hồn thân cốt cách răng rắc vỡ nát, đổ đâm xuyên thấu tạng phủ, khóe miệng chảy ra máu tươi. Đao của ta, chịu này trọng thương, Vân Chu chỉ là kêu lên một tiếng, lại vẫn có thể run rẩy thân thể hoạt động. Xoay người lại nhìn chằm chằm Diệp Thần. Diệp Thần đều không thể không cảm khái, cái này dược phương kim đan trị liệu tăng thêm hộ thân hiệu quả, thật sự là thái quá. Một mực tha thiết ước mơ côn lôn đao, bây giờ Diệp Thần liền dễ dàng đoạt đưa tới tay, cây đao này đích thật là tuyệt thế hảo đao, Diệp Thần chỉ là đơn giản nắm ở trong tay, đều cảm giác một cỗ ôn nhuận, nhật nguyệt quang huy tại tư dưỡng hắn.
đến nỗi Côn Lôn đao bản thân bổ sung thêm nhật nguyệt tia sáng xuyên thấu sát phạt, vậy dĩ nhiên không tổn thương được Diệp Thần, hắn có thần giáp mệnh tinh che chở, nhục thân cường đại. Cây đao này năng lượng nội tình, trên thực tế đã vượt ra khỏi hồn thiên đế chế tạo phạm trù, cây đao này đã chiếm được qua tinh không bỉ ngạn chúc phúc. Trước kia, hồn thiên đế đúc đao thành công thời điểm, đao này cùng tinh không bỉ ngạn cộng minh, thật sự lấy được nhật nguyệt pháp tắc tẩy lễ. Diệp Thần có dự cảm, cây đao này tương lai vận dụng thỏa đáng, có lẽ có thể phá vỡ đạo quân cảnh hạn chế, thật sự chảm phá vách tường thế giới, phi thăng bỉ ngạn cũng không nhất định. Bất quá, bây giờ cướp được Côn Lôn đao, Diệp Thần cũng không thời gian đi hưng phấn chúc mừng cái gì, trước mắt còn có chuyện không có giải quyết. Ánh mắt của hắn ngưng lại, lần nữa nhìn về phía cái kia thanh đồng thi quan tài, muốn xuất thủ trấn áp, đánh gãy nghi thức phục sinh. Nhưng, một màn kinh người đã phát sinh, chỉ thấy trận pháp tứ giác các trưởng lão, thừa dịp Diệp Thần cùng Vân Chu vừa mới tranh đấu, bọn hắn đã nắm lấy cơ hội, gia tốc nghi thức phục sinh vận chuyển. Dùng tính mạng của mình đi gia tốc. Không tiếc bất cứ giá nào đều phải hoàn thành. Bốn vị trưởng lão vô cùng có ăn ý, hai tay kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm, thân thể của bọn hắn không ngừng khô quắt tiếp, khí huyết đang không ngừng trôi đi, dọc theo trận pháp đường vân, một đường chảy vào thanh đồng thi trong quan đi. Trong khoảnh khắc, bốn vị trưởng lão thân thể, liền triệt để khô cạn, trở thành bốn cỗ khô thi, trên mặt dừng lại lấy bất đắc dĩ ảm nhiên thần sắc, bọn hắn cũng nghĩ tận mắt thấy Tử Hoài Dược Vương phục sinh, nhưng tiếc là lại không thấy được. Tại bọn hắn máu tươi cùng sinh mệnh quán trú, thanh đồng thi trong quan hồng quang đại tác, thẩm thấu ra hồng quang giống như thực chất giống như nồng đậm, trong đó mang theo kinh khủng sát khí cùng oán niệm ba động. Diệp Thần sắc mặt đột biến, cảm thấy kêu to hỏng bét, lại cảm thấy thi quan tài bên trong, một cỗ đáng sợ mãnh liệt khí tức, đã uẩn nhưỡng hoàn thành. Quái vật sắp xuất thế. Đây là Diệp Thần ý niệm. Phanh. Thi quan tài bị một cỗ lực lượng kinh khủng phá giải, một cái huyết sắc tay khô gầy trưởng khoác lên thi quan tài trên biên giới, sau đó một bóng người, chậm rãi mượn lực bò lên. Đó là một cái mặt mũi hiền lành trung niên nhân, đem lão chưa già bộ dáng, mặc tơ vàng trường bào, hắn vừa xuất hiện, Diệp Thần luân hồi trong mộ địa, liền truyền ra Thọ Ôn Hắc Mẫu Thần kinh hô tiếng thét chói tai. Tướng công, cái này mặt mũi hiền lành trung niên nhân, rõ ràng chính là nàng trượng phu, Tử Hoài Dược Vương. Thọ Ôn Hắc Mẫu Thần trong thanh âm, trong lúc kinh ngạc lại dẫn ba phần mừng rỡ. Nhìn tình thế này, Tử Hoài Dược Vương tựa hồ thật sự sống lại. Nhưng, nàng mừng rỡ, cũng không có kéo dài bao lâu. Tiếp theo sát, quỷ dị biến hóa, ngay tại từ trên thân Hoài Dược Vương xuất hiện. Chỉ thấy Tử Hoài Dược Vương ngũ quan, cấp tốc vặn vẹo, từ một cái mặt mũi hiền lành trung niên nhân, đã biến thành một cái uy nghiêm lạnh lùng thanh niên nam tử, ngũ quan hình dáng rõ ràng quá mức, giống như pho tượng, trên người tơ vàng trường bào, cũng cấp tốc bị thể nội tản ra huyết sắc sát khí. Nhuộm thành hoàn toàn đỏ ngầu. Thiên đấu sát thần. Nhìn xem cái này thanh niên nam tử, Diệp Thần choáng váng, tướng mạo này, rõ ràng là thiên đấu sát thần. Vừa mới phục sinh từ Hoài Dược Vương, thế mà đã biến thành thiên đấu sát thần. Đây là luân hồi mộ địa bên trong, thiên đấu sát thần cũng cảm giác được ngoại giới biến hóa kinh người, thân ảnh từ trên bia mộ nổi lên, hắn nhìn thấy ngoại giới cái kia phục sinh đi ra ngoài thiên đấu sát thần, cũng là một hồi kinh ngạc. Thọ Ôn Hắc Mẫu Thần nhìn thấy chính mình yêu nhất trượng phu, trong chớp mắt thế mà đã biến thành nàng căm ghét nhất thiên đấu sát thần, biểu tình mừng rỡ lập tức động lại, đã biến thành kinh ngạc cùng chấn động. Này, đây là có chuyện gì? Ta tướng công, như thế nào đã biến thành thiên đấu sát thần cái này nghiệt vật? Thiên đấu sát thần nói, hắn là thiên đấu sát thần, vậy ta là ai? Hắn hầu nghi bên trong vẫn như cũ mang theo kinh ngạc, bởi vì hắn phát hiện. Bên ngoài cái kia phục sinh đi ra ngoài thiên đấu sát thần, vô luận là hình dáng tướng mạo hay là khí chất, đều cùng năm đó hắn, rất tương tự, đơn giản có thể nói là giống nhau như đúc. Thậm chí ngay cả chính hắn, đều cho là bên ngoài người kia, mới thật sự là thiên đấu sát thần, hắn là tên giả mạo. Ngươi là, luân hồi chi chủ. Thiên đấu sát thần chậm rãi từ thanh đồng thi trong quan tài bay ra, thân thể nhẹ nhàng phải tựa như một tia quang, hắn ngưng mắt nhìn xem Diệp Thần. Lạnh lùng trên khuôn mặt lướt qua một tia mờ mịt. Là ta, ngươi là ai? Diệp Thần lấy lại bình tĩnh, hỏi. Trước mắt thiên đấu sát thần, khí thế phi thường cường đại, cũng may mà Diệp Thần thực lực không kém, mới có tư cách mặt đối mặt đứng. Ta đi, ta tự nhiên chính là kiếm hoàng hóa thân, thiên đấu sát thần. Ngươi học qua ta thiên đấu đại đồ kiếm, hẳn là nhận ra ta.
Thiên đấu sát thần nhìn chăm chú Diệp thần, thanh âm nói chuyện âm vang hữu lực, mỗi một chữ đều giống như dùng đao cùng kiếm mũi nhọn va chạm đi ra. Là, sát thần tiền bối, người sống lại, thực sự là thiên đại hảo sự, chúc mừng, ân, chúng ta có lẽ có thể. Diệp thần cân nhắc ngôn từ, trước mắt thiên đấu sát thần khí tức cực kỳ khủng bố, toàn thân huyết sắc sát khí quấn quanh, một khi bộc phát mà nói, Diệp thần đều khó mà tranh phong, hắn suy nghĩ dùng ngôn ngữ trước tiên ổn định đối phương, lại suy nghĩ giải quyết đối sách. Chúc mừng, người nghĩ một đằng nói một nẻo, trong lòng ngươi có quỷ. Thiên đấu sát thần lại đột nhiên đánh gãy Diệp thần nói chuyện, ánh mắt trở nên như loại băng hàn lạnh lẽo. Diệp thần trong nháy mắt không nói gì với nhau. Ta chỉ hỏi ngươi một câu, có muốn cùng ta giết hết thiên hạ, lấy chư thiên võ giả thi cốt, đúc một đầu nghịch thiên con đường. Ta muốn hôm nay, cũng lại che không được mắt của ta. Ta phải trở về thế giới bên ngoài đi, ta không phải ta, ta bản nguyên, chính là ngũ hoàng bên trong kiếm hoàng, ta muốn đi vực sâu cứu vớt hắn. Thiên đấu sát thần nhìn chằm chằm Diệp thần, còn muốn cùng Diệp thần giết hết thiên hạ, đi thế giới bên ngoài, cứu vớt kiếm hoàng. Diệp thần theo bản năng trầm mặc, muốn hắn làm điều sằng bậy sát lục, như thế nào khả năng? Ngươi không muốn. Thiên đấu sát thần bén nhạy bắt được khác thường, ánh mắt trở nên càng lạnh như băng. Không phải, sát thần tiền bối. Diệp thần tính toán làm như thế nào ổn định đối phương. Nhưng, thiên đấu sát thần cũng không có cho hắn cơ hội, lại đánh gãy hắn nói chuyện nói. Không cần nói, thiên nhược hữu tình thiên diệt lão, thiên đạo vô tình, ta chú định lẻ loi một mình. Thiên đấu đại đồ kiếm. Khí huyết nổ tung, thiên đấu sát thần toàn thân huyết sắc sát khí cuồn cuộn, tại lòng bàn tay bên trong chế tạo thành một cái trường kiếm màu đỏ ngòm, càng là không nói lời gì, một kiếm liền hướng Diệp thần cuồng đập tới. Một kiếm này, chính là thiên đấu đại đồ kiếm, là thiên đấu sát thần sáng tạo kiếm pháp, tại trong tam thập tam thiên thần thuật bài danh thứ ba, cực kỳ lợi hại hung mãnh, tận rõ sát đạo áo nghĩa. Thiên đấu sát thần tự mình ra tay. Hôm nay lớn chừng cái đấu đồ kiếm phong mang, càng là lăng lệ hung hãn vô biên. Diệp thần đồng tử lập tức co rụt lại, chỉ cảm thấy thiên đấu sát thần một kiếm chém ra, như có vạn quỷ khóc thét, vô số oan hồn chu chéo, vô tận sát lục kiếm ý, giống như nộ trào mãnh liệt gào thét mà đến, ép người vô pháp hô hấp. Tại thiên đấu sát thần phục sinh thời điểm, Diệp thần đã một mực tại cẩn thận đề phòng. Nhưng bây giờ thiên đấu sát thần một kiếm chém giết mà đến, bẻ gãy nghiền nát. Hắn vẫn là có loại khó mà chống lại cảm giác. May mắn lúc này, luân hồi mộ địa bên trong, Thọ Ôn Hắc Mẫu Thần mượn lực, một cỗ hùng hồn linh khí, lập tức quán trú vào trong Diệp Thần kinh mạch. Diệp Thần khí lực tăng vọt, hai tay giơ lên côn lôn đao đón đỡ, keng một tiếng, miễn cưỡng ngăn trở thiên đấu sát thần thiên đấu đại đồ kiếm, không có thụ thương, nhưng ở cái kia bàng bạc kiếm thế phía dưới, hắn vẫn là đặng lui lại 7-8 bước, có chút chật vật. Gia hỏa này thực sự là mạnh a. Diệp thần khẽ cắn môi, suy nghĩ ứng sách. Không tệ, lại có thể tiếp ta một kiếm. Thiên đấu sát thần nhe răng cười một chút, không nói hai lời, lại là một kiếm điên cuồng chém mà đến. Diệp thần sắc mặt nghiêm túc, đang chờ nghênh kích, bỗng nhiên thấy hoa mắt, một thân ảnh, ngăn ở trước mặt hắn. Đó lại là Vân Chu. Vừa mới trọng thương ngã xuống đất Vân Chu, bây giờ đã nhảy dựng lên, liền ngăn tại thiên đấu sát thần dưới kiếm phong. Hắn thân thể tràn ngập màu vàng dược khí sương mù, tại dược phương kim đan trị liệu xong, hắn vừa mới thương thế mà đã khỏi rồi, bây giờ lại là long tinh hổ mãnh bộ dáng. Răng rắc, thiên đấu sát thần hung ác một kiếm, liền hung hăng chém dụng tại trên thân Vân Chu, thân kiếm hoàn toàn rơi vào tại trong cơ thể của Vân Chu, cơ hồ đem Vân Chu nửa người cắt ra. Vân Chu cơ hồ bị chém thành hai nửa, nhưng trong mắt lại không có nửa điểm e ngại vẻ thống khổ, chỉ có vô tận phẫn nộ. Nhìn chằm chằm thiên đấu sát thần, cắn răng nghiến lợi nói. Người cái này nghiệt vật, người chiếm đoạt lão tổ tông di hài. Vừa mới thanh đồng thi trong quan phục sinh đi ra ngoài người, rõ ràng là từ hoài dược phương, nhưng qua trong giây lát, lại lột vỏ thành thiên đấu sát thần. Vân Chu biết, mình cùng thủy mẫu đế cơ đánh cược, đã thua, nhưng trong lòng lại không thể nào tiếp thu được sự thật này, hắn còn tại khát vọng từ hoài dược phương phục sinh, đỏ ngầu cả mắt. Cũng không để ý thiên đấu sát thần chém vào trong cơ thể mình kiếm, lại dậm chân tiến mạnh, hai tay hướng thiên đấu sát thần cổ bóp đi. Thiên đấu sát thần lông mày nhíu một cái, tay trái nhanh chóng ra, phát sau mà đến trước, chế trụ Vân Chu cổ, dùng sức bóp, đem hắn xương cổ bóp gãy, bàn tay lại hung hăng hất lên, liền đem Vân Chu thân thể quăng bay ra đi. Phịch một tiếng,
Vân Chu thân thể đâm vào trên vách tường, cọ sát ra một vòng huyết thủy chậm rãi rơi xuống, xương cổ đứt gãy phía dưới, đầu đã nghiêng qua một bên. Thiên đấu sát thần khinh thường liếc qua, sau đó thu hồi ánh mắt, lực chú ý một lần nữa phóng tới trên thân Diệp Thần. Hắn đang muốn xuất thủ lần nữa, chợt nghe sau lưng truyền đến một đạo giả nua tiếng cười. Ha ha, thiên đấu sát thần, đừng như thế dùng sức a, thân thể này cốt, lão phu giữ lại còn có chút dùng, người thật làm hư không thể được. Chỉ thấy vừa mới bị bóp gãy cổ Vân Chu, lúc này đã ngồi dậy, nghiêng cổ lộ ra nụ cười quỷ dị, trong cổ họng phát ra âm thanh nhưng lại không có so giả nua, giống như đột nhiên biến thành người khác vậy, làm cho người dùng mình. Nghe được thanh âm này, Diệp Thần một hồi kinh ngạc, chẳng lẽ nói, trong cơ thể của Vân Chu, còn thật sự cất giấu cái gì đại năng linh hồn hay sao? Ngươi là... Thiên đấu sát thần nghe được cái này thanh âm giả nua, cũng là vạn phần kinh dị, lộ ra biểu tình không thể tin, hốt hoảng lui lại hai bước. Hắn tựa hồ biết thanh âm này người sau lưng, đến cùng là ai, đến cùng là bực nào nhân vật đáng sợ, hắn không thể tin được, lâm vào trong chấn động to lớn. Mộ chủ, cơ hội. Thọ Ôn Hắc Mẫu Thần kêu to, lúc này thiên đấu sát thần ở vào thất thần trong lúc khiếp sợ, chính là Diệp Thần ra tay tập sát tốt đẹp thời cơ. Nghe vậy, Diệp Thần cấp tốc lấy lại tinh thần, cũng biết đây là cơ hội ngàn năm một thuở, bỏ lỡ liền không có. Đế Tấn xương khô chú, đốt ta cốt hồn, đại bạo nứt. Diệp Thần cầm đao, xương cốt tinh túy mãnh liệt thiêu đốt, toàn thân như liệt hỏa sôi trào, cuồn cuộn năng lượng bàng bạc kinh thiên, toàn bộ quán chú tới trong tay côn luân trong đao, cả thanh côn luân đao bộc phát ra rực rỡ chói mắt nhật nguyệt phong mang, hắn một đao mang theo uy thế kinh khủng, liền hướng thiên đấu sát thần chém tới. Một chiêu này Đế Tấn xương khô chú, chính là Thọ Ôn Hắc Mẫu Thần bí pháp, là từ Thọ Ôn hỏa thuật diễn sinh ra tới pháp môn, tinh túy áo nghĩa cũng là một cái hỏa chữ, đặc biệt nhằm vào thịnh vượng sinh mệnh, có thể thiêu đốt sinh mệnh xương cốt cùng tinh túy, theo trên căn nguyên tấn diệt mệnh nguyên, sản xuất chết tai hỏa. Mà trong lúc chiến đấu đợi, Đế Tấn xương khô chú cũng có thể dùng để thiêu đốt chính mình cốt tủy, đem tầng sâu cốt tủy mệnh nguyên năng lượng bạo phát đi ra, từ đó trong khoảng thời gian ngắn bộc phát ra kinh thiên sức mạnh. Loại này đốt cốt đốt mệnh nguyên thủ đoạn là cực kỳ cao thâm pháp môn, khai quật sinh mệnh bổn nguyên nhất tiềm lực, uy năng vô tận. Tại trong truyền thuyết, tinh không bỉ ngạn thế giới có 7 cái cảnh giới, tiền tứ cảnh là nhật nguyệt, nhiên đăng, vực sâu, thần chiếu, mà đi theo đệ ngũ cảnh, gọi mệnh nguyên cảnh, chính là một cái không ngừng thiêu đốt chính mình sinh mệnh bản nguyên cảnh giới, như dục hỏa niết bàn. Niết bàn người thành công, nhưng tấn thăng đệ lục cảnh, bước vào đại thiên bất diệt cảnh cảnh giới, trung cực thiên đạo cảnh cũng có hy vọng. Niết bàn thất bại, mệnh nguyên đốt sạch, thì hóa thành cho bụi. Loại này cực hạn thăng hoa, cực hạn nở rộ, thiêu đốt chính mình sinh mệnh bản nguyên thủ đoạn, liền xem như tại tinh không bỉ ngạn thế giới, cũng là 10 phần cao minh, 10 phần huyền diệu tồn tại, nhưng bây giờ, Diệp Thần dựa vào Đế Tấn xương khô chú, lại có thể sơ bộ làm đến điểm này. Đây là lấy mạng thiêu đốt kinh thiên thủ đoạn, Diệp Thần biết thiên đấu sát thần lợi hại, cho nên cũng không dám chậm trễ, vừa ra tay chính là kinh thiên sát chiêu. Tại Đế Tấn xương khô nguyền rủa trợ lực phía dưới, Diệp Thần côn lôn đao bộc phát ra phong mang, quả thực là không gì sánh kịp, kinh thế kinh thiên. Thiên đấu sát thần ngẩn ngơ, trong lúc vội vàng không cách nào ngăn cản, thổi phù một tiếng, tại chỗ bị Diệp Thần chém ngang lưng, thân thể chém thành hai nửa, máu tươi ruột phun tung tóe, ngã trên mặt đất. Một bên Vân Chu, nhìn thấy Diệp Thần lấy tài năng kinh tế, chém ngang lưng thiên đấu sát thần, cũng là ngẩn ngơ, sau đó không biết là bởi vì thụ thương quá nặng vẫn là bị đao thế tác động đến, nghiêng đầu một cái liền ngất đi. Diệp Thần dậm chân tiến công, cũng không có phớt lờ, hắn biết thiên đấu sát thần sinh mệnh lực ương ngạnh, hắn nhìn thấy cái kia cắt thành hai khúc thân thể, còn tại nhúc nhích, hắn liền một hồi ác hàn, nghĩ bổ đao chém giết. Chậm đã, bị chém ngang lưng thiên đấu sát thần mở miệng, muốn gọi lại Diệp Thần. Nhưng Diệp Thần đao thế không có chút nào dừng lại, vẫn là hung mãnh chém giết tiếp, nhưng mà, thiên đấu sát thần thể nội, lại tràn ngập ra một cỗ màu vàng dược vụ, cỗ này dược vụ mang theo một cỗ lực lượng nhu hòa, lại chặn Diệp Thần đao. Diệp Thần tiến đao mãnh liệt bổ, trong lúc nhất thời lại cũng không phá nổi cái kia dược vụ vây khốn ngăn. Thiên đấu sát thần khóe miệng mang theo nhàn nhạt cười, tại cái kia kim sắc dược vụ tầm bổ phía dưới, hắn gãy mất hai khúc thân thể, đang chậm rãi nhúc nhích khép lại, hơn nữa hắn còn chậm rãi bỏ lên. Luận bối phận, người phải gọi ta một tiếng sư phó, luân hồi chi chủ. Lấy đồ thí sư, người thực sự là đại nghịch bất đạo a.
Thiên đấu sát thần nhìn xem Diệp Thần, lần nữa khôi phục thân thể chậm rãi đứng lên, từng sợi huyết sắc sát khí hỗn hợp có màu vàng dược khí sương mù, tại quanh người hắn lượn vòng lấy, trong mắt của hắn phong mang cũng dần dần ngưng luyện, diễn biến thành sắc bén sát ý. Diệp Thần kế thừa hắn thiên đấu đại đồ kiếm, đích xác xem như đồ đệ của hắn. Ngươi không phải trời đánh giết thần, ngươi chỉ là một đầu quái vật, là thủy mẫu đế cơ nguyện vọng, đem ngươi tạo hóa đi ra. Diệp Thần lạnh lùng nhìn xem thiên đấu sát thần, dùng sức áp đao, nhưng vẫn là không cách nào đột phá cái kia dược vụ vây khốn ngăn. Bất quá hắn đã nhìn ra, trước mắt thiên đấu sát thần, cũng không phải là chân chính thiên đấu sát thần, mà là một cái ký ức thể. Là thủy mẫu đế cơ ký ức, chút xuống đến từ hoài dược phương thi hài bên trong, từ đó tạo ra được một cái quái vật như vậy, cùng chân chính thiên đấu sát thần rất tương tự, nhưng cuối cùng chỉ là ký ức nguyện vọng cùng một cỗ thi thể phối hợp đản sinh ra quái vật. Bất quá, quái vật này cơ thể sức khôi phục, cực kỳ cường hãn, bởi vì dung hợp từ hoài dược phương thi hài, từ hoài dược phương đủ loại thần diệu y đạo dược thuật, đều ở đây quái vật trong lòng bàn tay, coi như bị Diệp Thần chém ngang lưng, hắn còn có thể khôi phục lại. Quái vật sao, cũng được, ta thiên đấu sát thần, vốn chính là quái vật a. Ngươi không đứng tại ta bên này, ta liền giết ngươi. Giết hết thiên hạ, giết sạch thương sinh, máu tươi của các ngươi tính mệnh, sẽ trở thành chất dinh dưỡng của ta. Thiên đấu sát thần nhe răng cười, thân thể quanh quẩn từng sợi màu vàng dược vụ, tại cái này dược vụ tẩm bổ phía dưới, hắn toàn thân bắn ra một cỗ hừng hực như là mặt trời chói chang sinh mệnh lực, mỗi một cái lỗ chân lông đều phóng ra kim quang, da thịt bên trên dài ra màu vàng ngân hạnh, màu đỏ hoa bỉ ngạn các loại dị tượng, cơ thể bốn phía lại là lượt sinh trăm hoa, mỹ lệ dị thường. Ầm ầm, mênh mông sinh mệnh lực nở rộ, thiên đấu sát thần thân thể không ngừng cất cao, trở thành một tôn cực lớn, hơn nữa muốn chống ra tinh không đế lăng mái vòm. Hắn cái kia hừng hực mênh mông sinh mệnh lực, tràn ra ngoài đi ra, tạo thành một tầng khí chàng cường đại, liền Diệp Thần Côn Lôn đao, đều không thể đột phá cỗ này bàng bạc khí chàng. Nguy rồi, mộ chủ, là phong nhương chú, uy lực thế mà khổng lồ như thế. Thực sự là không thể tưởng tượng nổi. Thọ Ôn Hắc Mẫu Thần nhìn xem thiên đấu sát thần không ngừng cất cao thân thể, liền phát ra thanh âm thán phục, cũng là kiêng kỵ lo nghĩ tới cực điểm. Phong nhương chú, Diệp Thần hỏi. Thọ Ôn Hắc Mẫu Thần nói, ân, cái này là từ dược vương bí điển chính đạo thiên, ánh sáng của bầu trời thần dược thuật diễn sinh ra tới pháp môn, phong nhương chú, mang theo vô thượng phì nhiêu chúc phúc, có thể khiến tử địa sinh hoa, cũng có thể không ngừng mở rộng nhân thể mệnh nguyên, hiệu quả vừa vặn cùng ta đế tẫn xương khô chú tương phản. Ta đế tẫn xương khô chú, là thiêu đốt mệnh nguyên, mà phong nhương chú, lại là không ngừng mở rộng mệnh nguyên, cả hai như âm dương nghịch chuyển. Nếu như nhân thể sinh mệnh, không thêm vào hạn chế, một mực cường đại tiếp, vô hạn cất cao, cái kia cuối cùng cũng có một ngày, sẽ cùng thiên tướng tiếp, thậm chí chọc thủng trời. Đạp nát địa. Đây là phì nhiêu chúc phúc, cũng là thiên địa kiếp nạn. Diệp Thần nghe Thọ Ôn Hắc Mẫu Thần lời nói, trong lòng một hồi chấn động, ẩn ẩn có chút ngộ đạo cảm giác, trong nháy mắt nghĩ tới rất nhiều rất nhiều. Nhân thể một thân, bản thân liền tồn tại đủ loại hạn chế, võ đạo gông xiềng của vận mệnh, tính cách gông xiềng, còn có hệ thống tu luyện bản thân, chính là một cái hạn chế. Nếu có thủ đoạn gì, có thể đột phá hạn chế, giải khai nhân thể trói buộc mà nói, cái kia nhân thể liền có thể điên cuồng cất cao, tề thiên phá thiên, nghịch thiên diệt thiên. Diệp Thần luân hồi sách, xem như một cái thủ đoạn, nhưng trước mắt còn không cách nào cùng trụ thần thủ đoạn so sánh. Trong truyền thuyết trụ thần, có thể sửa chữa pháp tắc, thậm chí có thể nhẹ nhõm sửa chữa nhân thể tu vi, đem một con run dế, cất cao đến tình cảnh thiên đế, nhưng ở phản thiên thế giới bên trong, loại thủ đoạn này không cách nào thi triển, bởi vì phản thiên thế giới tầng dưới chót pháp tắc, đã trút xuống rất nhiều trụ thần tâm huyết, nội tình thâm hậu đến tình cảnh một cái trụ thần không cách nào dao động. Nhưng từ hoài dược vương phong nhương chú, lại có thể lách qua phản thiên thế giới pháp tắc, từ một loại nào đó đặc thù góc độ, mở rộng nhân thể tu vi. Phong nhương chú vận chuyển, có thể được đến phì nhiêu chúc phúc, nhân thể sinh mệnh lực, liền có thể trong khoảng thời gian ngắn nổ tung bành trướng. Bây giờ thiên đấu sát thần sinh mệnh lực, chính là nổ tung bành trướng, cái kia cỗ hừng hực sinh mệnh nguyên khí, ngay cả Thọ Ôn Hắc Mẫu Thần đều kinh hãi. Phản thiên thế giới dù sao cũng là phản thiên thế giới, coi như phong nhương chú có thể lách qua tầng dưới chót pháp tắc, cũng khó có thể trong nháy mắt dẫn bạo nhân thể sinh mệnh lực, dù sao thiên địa hạn chế vẫn phải có. Nhưng giờ khắc này, thiên đấu sát thần sinh mệnh lực, lại bộc phát đến nước này. Suy nghĩ kỹ một chút,
cái này hiển nhiên là dược vương cổ địa địa mạch trợ lực. Mảnh này dược vương cổ địa, ẩn giấu phong phú linh lực, ở địa mạch chi lực chúc phúc phía dưới, thiên đấu sát thần liền bộc phát đến nước này. Thiên đấu sát thần minh mông sinh mệnh lực, thậm chí tạo thành một cỗ cường đại khí tràng, liền Diệp Thần đều khó mà đột phá. Diệp Thần kiến Côn Lôn đao không cách nào đột phá, liền chuẩn bị biến hóa thủ đoạn. Diệp Thần, ta tới giúp ngươi. Nhưng lúc này, lại nghe một đạo âm thanh trong trẻo lạnh lùng vang lên. Chỉ thấy một cái nữ tử áo trắng, toàn thân vết thương chồng chất, đang cầm kiếm bay lượn mà đến, một kiếm hướng về thiên đấu sát thần đâm tới. Thiên nữ. Cái này nữ tử áo trắng, chính là Nhậm Thiên Nữ, Diệp Thần nhìn thấy nàng đến, lập tức lấy làm kinh hãi. Lúc trước hắn dùng thiên hình kiếm phong bế thiên nữ, chính là sợ nàng ý loạn tình mê, không nghĩ tới bây giờ thiên nữ thế mà đột phá kiếm trận phong tỏa xông lại. Thiên nữ trên thân, tràn đầy vết thương, đó là thiên hình kiếm rảo cắt ra tới kiếm thương, nàng đột phá kiếm trận phong tỏa thời điểm, rõ ràng thụ thương không nhẹ. Thiên hình kiếm ẩn chứa mãnh liệt thiên hình pháp tắc sát phạt, thế gian này không người có thể tiếp nhận, thiên nữ bị thiên hình kiếm gây thương tích, nhất định là thừa nhận kịch liệt hình phạt dày vò. Nhưng nhìn nàng bộ dáng, lại là ánh mắt kiên định, không thấy có chút đau đớn. Diệp Thần rất là chấn động, nhìn thấy thiên nữ cầm kiếm hướng thiên đấu sát thần đâm tới, hắn lại cấp tốc lấy lại tinh thần, lập tức thu đao đổi kiếm, cùng trời nữ song kiếm hợp bích, hướng phía trước bạo đâm. Xoẹt! Hai người song kiếm hợp bích phía dưới, kiếm khí bão táp, trực tiếp đâm thủng thiên đấu sát thần sinh mệnh khí tràng. Thiên đấu sát thần không ngừng cất cao sinh mệnh, lập tức bị đánh gãy. Đỉnh đầu đã kém chút đụng tới tinh không đế lăng mái vòm, thân thể chừng cao mấy chục trượng, nguy nga như cự nhân. Diệp Thần vốn còn muốn cùng thiên nữ kết hợp xuất kiếm, nhưng thiên nữ vừa mới thi triển xong một kiếm sau, càng là có sức mà không dùng được, mặt tái nhợt, thân thể như nhũn ra, cơ hồ muốn té ngã, đã vô lực tái chiến. Diệp Thần lấy làm kinh hãi, một tay nắm ở thiên nữ eo nhỏ, tay kia vẫn như cũ vững vàng nắm chặt chuôi kiếm. Đế Tấn Xương Khô Chú. Diệp Thần một kiếm bão táp mà ra, tiếp tục thiêu đốt chính mình cốt tủy tinh hoa, đều chút xuống tới trong tay tuyệt mệnh thiên kiếm bên trong, một đạo chói mắt kiếm mang, mang theo kinh khủng diệt sát kiếm ý chém giết ra ngoài. Cái này Đế Tấn Xương Khô Chú, thiêu đốt chính mình sinh mệnh bản nguyên, đối với cơ thể gánh vác cực lớn, may mắn bây giờ Diệp Thần sinh mệnh lực cũng là cực kỳ cường đại hùng hồn, cho nên có thể chèo chống một hai chiêu bộc phát. Thiên đấu sát thần tại sinh mệnh lực bộc phát mở rộng trước mắt. Đột nhiên bị Diệp Thần một kiếm chém giết, đó là Đế Tấn Xương Khô một kiếm, mang theo kinh thiên hỏa thuật khí tức, nhất là sát phạt sinh mệnh, lệnh phồn hoa tấn diệt, sơn hà thành cho. Xoẹt! Một đạo sâu đậm kiếm thương, liền xuất hiện tại thiên đấu sát thần trên thân thể, máu tươi phun tung tóe, kiếm thương chung quanh da thịt, triệt để khô héo biến thành màu đen, Diệp Thần hỏa khí đã có hiệu lực, tại kiềm chế lấy thiên đấu sát thần sinh mệnh. Cũng may mà vừa mới bắt đầu ngày mới nữ chạy đến. Diệp Thần cùng nàng song kiếm hợp bích, phá vỡ thiên đấu sát thần sinh mệnh khí tràng, bây giờ mới có thể gây tổn thương cho đến hắn. Thiên hình 12 kiếm, đi. Một làm bị thương thiên đấu sát thần, Diệp Thần quyết định thật nhanh, lập tức gọi ra 6 thanh thiên hình kiếm, bàn tay lại vung lên, trước đây dùng để phong tỏa thiên nữ mặt khác 6 thanh kiếm, cũng là hóa thành lưu quang bay vụt mà đến. Ước chừng 12 thanh thiên hình kiếm, mang theo vô cùng hung hãn thiên kiếp sát phạt khí tức, giống như phô thiên cái địa. Vù vù xé rách không khí, phốc 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 hung hăng bắn về phía thiên đấu sát thần, thật sâu ám sát đi vào, trực tiếp xuyên qua thân thể của hắn. Ách, a a a! Thiên đấu sát thần lập tức phát ra đau đớn gọi, hắn như núi cao nguy nga thân thể, bị thiên hình 12 kiếm xuyên qua, mỗi một chiếc thiên hình kiếm, phía trên xen lẫn kinh khủng hình phạt khí tức, toàn bộ chút xuống đến trong thân thể của hắn. Cái kia các loại hình phạt kiếp nạn khí tức, có thể so với một hồi cỡ nhỏ phần thiên đại kiếp. Liền xem như thiên đấu sát thần, cũng không cách nào tiếp nhận. Phanh, phanh phanh. Thiên đấu sát thần cước bộ lui về phía sau lảo đảo, bàn chân dẫm đến đại địa băng liệt, phát ra núi lở một dạng tiếng vang, sau đó thân thể của hắn, liền vô cùng chật vật đâm vào trên vách núi đá, toàn thân đều co quắp. Thiên hình 12 kiếm sát thương phi thường khủng bố, thiên đấu sát thần vừa mới bành trướng hừng hực bộc phát sinh mệnh lực, cơ hồ là trong nháy mắt liền bị cắt đứt, hắn thở hồng hộc, một hơi lại hút không lên đây. Chỉ cảm thấy toàn thân đều đang đau, đều tại dày vò. Đó là thiên hình 12 kiếm mang tới dày vò, hắn thân thể cơ bắp co quắp, ngũ quan bởi vì cực lớn sắc bén đau đớn mà vặn vẹo lên. Đây là, thiên hình 12 kiếm, làm sao lại? Thiên đấu sát thần hít sâu một hơi, rõ ràng không ngờ tới,
Diệp Thần thế mà chấp trưởng thiên hình 12 kiếm, hơn nữa huy sái tự nhiên. Hô! Diệp Thần giãn ra một ngụm chọc khí, cái trán mồ hôi đầm đìa, luân phiên bộc phát đế tấn xương khô chú, lại thúc giục thiên hình 12 kiếm, thân thể của hắn cơ hồ bị rút sạch, ngay cả thọ ôn hắc mẫu thần khí tức, cũng mang theo bị tiêu hao rất nhiều. Thiên hình 12 kiếm uy lực tuy lớn, nhưng muốn thôi động, cũng là cần hao phí cực lớn khí lực. May mắn, nhìn thấy thiên đấu sát thần run rẩy đau đớn bộ dáng, Diệp Thần biết mình thắng, không có người có thể ngăn cản thiên hình 12 kiếm sát phạt. Thiên đấu sát thần lồng ngực gấp rút phập phồng, không ngừng thở dốc, thiên hình 12 kiếm quán xuyên thân thể của hắn, các loại hình phạt kiếp mài, đem đạo tâm của hắn tinh thần, đấu chí chiến ý toàn bộ nghiền nát, quanh thân truyền đến như lửa nướng, như sấm oanh, như điện kích, như xương giá, như kiếm đâm hình phạt dày vò, phô thiên cái địa đem tinh thần của hắn bao phủ, hắn rất nhanh ngay cả ý thức đều mơ hồ, chỉ có thể ngồi liệt trên mặt đất kêu rên co quắp. Thiên hình 12 kiếm hình phạt dày vò, tương đương với một hồi cỡ nhỏ phần thiên đại kiếp. Phần thiên đại kiếp kinh khủng, không cần nói cũng biết, đó là ngay cả trụ thần đều vì đó run rẩy tồn tại, trụ thần đều chịu không được, chớ nói chi là thiên đấu sát thần. Một khi thụ hình, chỉ có bị hình phạt dày vò đến chết, không có siêu thoát khả năng. Thắng. Suy yếu bên trong thiên nữ thở một hơi, nhìn thấy thiên đấu sát thần đã ngã xuống, nàng có chút không thể tin được, không nghĩ tới kết thúc chiến đấu đến nhanh như vậy. Thiên nữ, ngươi như thế nào, đau không? Diệp Thần lại là có chút đau lòng nhìn xem thiên nữ, trên người nàng mang theo rất nhiều kiếm thương, đó là bị thiên hình kiếm rào cắt ra tới vết thương, nàng cũng đang chịu thiên hình kiếp phạt dày vò. Thiên nữ mỉm cười, con mắt mang theo ôn nhu nhìn qua Diệp Thần, nói, chỉ cần có ngươi ở bên cạnh ta, ta liền không đau. Diệp Thần tâm thần rung động, nhìn xem nàng như thế ôn nhu lại hừng hực ánh mắt, hắn nhịn không được sờ lên tóc nàng, lại tại nàng mang theo tái nhợt trên môi hôn một cái, nói, ngươi còn tại trong mộng. Thiên nữ bị Diệp Thần hôn một cái, lập tức mặt mũi tràn đầy say hồng, cười ngọt ngào nói, thanh tỉnh vẫn là mộng ảo, đều không trọng yếu, trọng yếu là ngươi ở bên cạnh ta. Trước đây Vân Chu phóng thích phù quang huyễn ức thuốc mê thuật, thiên nữ bây giờ có hay không từ cái kia trong mê huyễn tỉnh lại, Diệp Thần không biết, nhìn xem nàng trước nay chưa có ánh mắt ôn nhu, hắn cũng không muốn biết. Đêm nay nghỉ ngơi thật tốt, thiên hình kiếm mang tới đau đớn, sẽ đi qua. Diệp Thần nhẹ nhàng ôm bả vai nàng, đạo. Thiên nữ nói, ân, vậy tối nay, người bồi ta sao? Nàng âm thanh tựa như nói mê nhu hòa. Diệp Thần nhìn xem nàng ánh mắt nóng bỏng, tâm thần lần nữa rung động, gật đầu một cái, ân. Thọ ôn hắc mẫu thần nói, mộ chủ, mau giết quái vật kia, ta có dự cảm, có người muốn tới. Nàng sợ đêm dài lắm mộng, vạn nhất sinh ra biến cố gì, thiên đấu sát thần lại lần nữa mạnh mẽ lên, cái kia cực kỳ không ổn. Diệp Thần nhìn xem đã ngồi liệt trên đất thiên đấu sát thần, khẽ cau mày, nói, quái vật này sinh mệnh lực ương ngạnh, không dễ giết, chỉ có thể dùng thiên hình kiếm chậm rãi ma diệt sinh cơ của hắn, ít nhất cũng phải thời gian. Trước mắt thiên đấu sát thần, sinh mệnh lực quá dư thừa, dung hợp từ hoài dược vương thi hài, thủy mẫu đế cơ nguyện vọng, còn nắm giữ lấy dược vương bí điển các loại kỳ ảo, sinh mệnh lực khủng bố, coi như Diệp Thần đem nghiền xương thành cho, đối phương cũng có thể hóa khí trùng sinh. Bây giờ thiên đấu sát thần toàn thân trên dưới, đều quanh quẩn từng sợi kim sắc dược vụ, không ngừng tẩm bổ miệng vết thương của hắn, miệng vết thương của hắn liều mạng khép lại, lại không ngừng bị thiên hình 12 kiếm xé rách. Diệp Thần kiếm, cùng tính mạng của hắn sức khôi phục, chỉ tại không ngừng lẫn nhau nắm kéo, tuy nói là Diệp Thần thiên hình 12 kiếm, chiếm cứ lấy tuyệt đối thượng phong, nhưng muốn triệt để diệt sát thiên đấu sát thần, cũng không phải trong khoảnh khắc có thể làm được, hắn đoán chừng ít nhất cũng phải công phu. Thọ ôn hắc mẫu thần nói, cái kia trước tiên đem hắn thu vào luân hồi mộ địa, ta tới xử lý. Diệp Thần nói, có thể. Lập tức, Diệp Thần bàn tay nhô ra, liền nghĩ bắt được thiên đấu sát thần. Nhưng ngay lúc này, hư không nứt ra, một mảnh đậm đà bạch quang tuôn ra, cuồn cuộn bạch quang lại ngưng kết thành một cái sứa, sứa một chút bật lên, lại cuốn lấy Diệp Thần bàn tay, xúc tu một mực cuốn lấy hắn ra thịt, cũng muốn thật sâu xiết đi vào. Đột nhiên xuất hiện sứa, làm cho Diệp Thần biến sắc, hắn phản ứng nhanh chóng, thọ ôn hỏa thuật một chút phát động, trên bàn tay tuôn ra một cỗ kinh khủng mất đi hỏa khí trùng vào nước trong mẫu thể, toàn bộ sứa lập tức hắc hóa tán loạn, hóa thành điểm điểm lưu quang. Không tệ, không tệ, luân hồi chi chủ, quả nhiên hảo thủ đoạn. Diệp Thần trước mắt, cái kia giãn nước trong hư không, truyền ra một đạo âm thanh trong trẻo lạnh lùng, chỉ thấy một cái cung trang mỹ phụ nhân,
chậm rãi bước ra. Mỹ phụ nhân quanh người, từng tầng thần thánh bạch quang quanh quẩn, các loại khí tượng tràn ngập, diễn hóa ra từng cái trong suốt sứ, vây quanh nàng thân thể lưu động nhảy lên lấy, mỹ lệ kỳ quan. Một cỗ cường đại khí thế, cũng là từ mỹ phụ nhân trên thân bộc phát ra. Ngươi là, thủy mẫu đế cơ. Diệp thần sắc mặt biến thành động, lùi về sau một bước. Trước mắt hắn thủy mẫu đế cơ, tu vi là thượng phẩm thiên đế, lấy diệp thần thực lực trước mắt, cũng không e ngại loại này cấp bậc cường giả, nhưng ở thủy mẫu đế cơ trên thân, lại cất giấu một loại nào đó quỷ bí sức mạnh, cỗ lực lượng này, để cho diệp thần cũng vì đó kiêng kỵ. Là ta, thủy mẫu đế cơ ngắm nhìn diệp thần, luân hồi chi chủ, nghĩ không ra, người thế mà lại hàng lâm nơi này. Nàng quay đầu nhìn thiên đấu sát thần một mắt, nhìn thấy thiên đấu sát thần bản thân chịu thiên hình 12 kiếm hành hạ bộ dáng, trong mắt nàng liền lướt qua một tia che lấp. Vốn là, ta cùng Dược Vương gia tộc đánh cược, ta nhất định thắng. Bây giờ sát thần đại ca phục sinh, cũng mang ý nghĩa ta thắng, chỉ là không nghĩ tới, sự xuất hiện của ngươi, sẽ mang đến biến số như thế. Trong mắt nàng che lấp càng lúc càng nồng nặc, hận không thể giết chết Diệp thần, nhưng Diệp thần thực lực cường đại. Làm nàng cũng là kiêng kỵ ba phần, ẩn nhẫn lấy không có động thủ. Ngươi muốn như thế nào? Diệp thần hỏi. Thủy mẫu đế cơ trầm mặc một chút, nói, làm giao dịch, côn lôn đao ngươi đã nắm bắt tới tay, ngươi đeo đao rời đi, ta không ngăn cản ngươi, sát thần đại ca giao cho ta, ngươi triệt tiêu ngươi thiên hình kiếm, chúng ta cũng có thể cầm tới đồ vật mong muốn. Lui về phía sau quãng đời còn lại, ta chỉ muốn cùng sát thần đại ca qua điểm bình tĩnh một chút thời gian. Mãi đến thế giới quy khư, ta đời này cũng không uổng công. Ta đáp ứng ngươi, ta dẫn hắn rời đi về sau liền sẽ ẩn cư không ra, ngươi coi như thế gian không có chúng ta hai người. Nàng lại trở về mong thiên đấu sát thần một mắt, trong mắt mang theo lưu luyến si mê sầu não chi ý. Từ ánh mắt của nàng, Diệp thần liền biết, nàng yêu tha thiết thiên đấu sát thần. Nàng vốn là hồn thiên đế dưới trướng một nữ nô, là thiên đấu giết thần tướng nàng cứu ra. Kể từ lúc đó bắt đầu, trái tim nàng, liền toàn bộ khí thác vào thiên đấu sát thần trên thân. Diệp thần nhìn thấy thủy mẫu đế cơ cái kia lưu luyến si mê ánh mắt, cũng là một hồi động dung. A nô, luân hồi mộ địa bên trong, chân chính thiên đấu sát thần, thần hồn dung chuyển, rất muốn ra ngoài nhận nhau, nhưng lại kiêng kỵ ba quỷ thần nguyền rủa, nhưng cũng không thể tùy tiện hiện thân. Diệp thần khẽ chấn động, cũng trầm mặc một chút, sau đó hướng thủy mẫu đế cơ đạo, thủy mẫu đế cơ. Ngươi hẳn phải biết, ngươi phục sinh đi ra ngoài, cũng không phải thật sự là thiên đấu sát thần, chỉ là nguyện vọng của ngươi cùng trí nhớ hóa thân thôi, chỉ có thể coi là một cái ký ức thể, chân chính thiên đấu sát thần. Thủy mẫu đế cơ đạo, ta biết, nhưng không quan trọng, thu hồi ngươi thiên hình kiếm, ta muốn dẫn sát thần đại ca rời đi. Ngươi mang đi côn lôn đao, ta mang đi ta người, rất công bằng đúng không? Nghe vậy, Diệp thần nhíu mày suy tính, muốn hắn cứ như vậy thả đi thiên đấu sát thần. Hắn lại là có chút không cam lòng. Nhưng, muốn cùng thủy mẫu đế cơ vạch mặt, cái kia phong hiểm cũng quá lớn, dù sao hồn thiên đế còn đang đọc sau nhìn chằm chằm, vạn nhất hắn cùng thủy mẫu đế cơ đại chiến, kinh động thiên cơ, sớm bị hồn thiên đế phát hiện, ngao cỏ tranh nhau, ngư ông đắc lợi, cái kia cực kỳ không ổn. Thọ ôn hắc mẫu thần nói, mộ chủ, không thể giao dịch. Thiên đấu sát thần quái vật này, nhất định phải giết chết a. Một cái thiên đấu sát thần. Đã quá phiền phức, nếu là có hai cái thiên đấu sát thần, chẳng phải là càng hỏng bét. Cái này thủy mẫu đế cơ, muốn cùng thiên đấu sát thần song túc song phi, ẩn cư không ra, đó là người si nói mộng, thiên đấu sát thần như thế nào có thể an phận thủ thường. Nàng quản thúc không ngừng, nhất thiết phải giết quái vật kia. Diệp thần trong lòng trầm xuống, suy nghĩ tính toán. A nô, lúc này, chỉ thấy thiên đấu sát thần cũng chậm rãi mở miệng, hắn toàn thân cắm 12 thanh kiếm. Bên dưới thống khổ, tiếng nói mang theo vặn vẹo, trong mắt lại tràn đầy hung quang, nói. Không cần cùng tiểu tử này ăn nói khép nép, đem ánh sáng của bầu trời thần tinh lấy ra, ban thưởng ta quang chúc phúc, ta có thể phản sát. Thủy mẫu đế cơ ngẩn ngơ, nói, sát thần đại ca, không thể. Thiên đấu sát thần quát lên, cho ta, ánh sáng của bầu trời thần tinh. Thủy mẫu đế cơ lui ra phía sau một bước, do dự nói, không được, sát thần đại ca. Ánh sáng của bầu trời thần tinh chúc phúc, không thể tùy tiện sử dụng, vạn nhất ngươi đã biến thành quang, triệt để tiêu vong, cái kia. Thiên đấu sát thần chịu đựng thiên hình đau đớn, tiếp tục quát lớn, nhanh cho ta. Thanh âm hắn phẫn nộ, không cho người phản bác, thủy mẫu đế cơ thân thể run lên, liền run bàn tay,
móc ra một quả nho nhỏ tinh thạch, cái kia tinh thạch hình như giọt nước mắt, óng ánh trong suốt, tràn ngập tinh khiết thần thánh bạch quang, chính là ánh sáng của bầu trời thần tinh. Cho ta! Thiên đấu sát thần nhìn thấy cái kia ánh sáng của bầu trời thần tinh, hai mắt lập tức lộ ra cuồng nhiệt thần sắc. Thủy mẫu đế cơ bất đắc dĩ, vung tay lên, ánh sáng của bầu trời thần tinh rơi xuống thiên đấu sát thần trước mặt, phóng ra vô tận bạch quang, cái kia cỗ bạch quang, mang theo một cỗ thần thánh siêu thoát ý vị, đã vượt ra không không lúc nào chống không pháp tắc, tuyệt không phải không không lúc nào khoảng không có thể có quang. Đây là, thái sơ chi quang sao? Làm sao có thể? Diệp thần nhìn thấy cái kia ánh sáng của bầu trời thần tinh toát ra tia sáng, lập tức kinh ngạc không thôi, chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Quang mang kia hừng hực nồng đậm, mang theo thần thánh chúc phúc, tại cuồn cuộn bạch quang chiếu rọi xuống, thiên đấu sát thần sinh mệnh lực, lại bắt đầu mạnh mẽ căng vọt, bắp thịt cả người ngọ nguậy, lại ngạnh sinh sinh đem Diệp thần thiên hình 12 kiếm, toàn bộ ép ra ngoài. Bịch bịch, từng thanh thiên hình kiếm, liền rớt xuống đất. Ha 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 ha. Thiên đấu sát thần thoát khỏi thiên hình kiếm giày vò, nhất thời hưng phấn ngửa mặt lên trời cuồng thiếu, cả người đều đắm chìm trong thuần trắng ánh sáng của bầu trời. Viên kia ánh sáng của bầu trời thần tinh, cũng cấp tốc cùng hắn dung hợp, khảm nạm đến hắn trong mi tâm. Thái sơ tia sáng, quả nhiên bàng bạc cường đại, ha ha ha, thủy mẫu đế cơ, ánh sáng của bầu trời thần tinh thần vật như thế, đây chính là ánh sáng của bầu trời thần thủy kết tinh, ngươi thế mà cam lòng cho ta. Trên đời này ở giữa, tại sao có thể có người ngu xuẩn như vậy nữ nhân? Thiên đấu sát thần mi tâm ánh sáng của bầu trời thần tinh, không ngừng lập lòe thuần trắng thánh quang, tại này cổ tia sáng chúc phúc phía dưới, hắn sức mạnh cuồng bạo tăng vọt, vừa mới thiên hình kiếm mang cho hắn đau đớn, đã toàn bộ đánh tan, hắn bây giờ mạnh đến mức đáng sợ, tay nắm chặt, vô tận thánh quang hội tụ thành kiếm, một kiếm liền hướng thủy mẫu đế cơ chém giết tiếp, càng là không lưu chỗ trống, muốn một kiếm đem thủy mẫu đế cơ đánh chết. Thủy mẫu đế cơ hoảng hốt, vội vàng lui lại tránh né, nói, sát thần đại ca, là ta, ngươi như thế nào? Thiên đấu sát thần cười gằn nói, giết chính là ngươi. Ngươi muốn mang ta ẩn cư, muốn dùng phấn hồng ôn nhu hương, làm hao mòn tinh thần của ta, thực sự là tâm hắn đáng chết. Hôm nay ta liền tiên huy kiếm đoạn tình ti. Ta quyết không cho phép bất luận kẻ nào ảnh hưởng của ta đạo. Hắn biết thủy mẫu đế cơ đối với hắn tâm tư, nhưng hắn tuyệt không thể tiếp nhận. Hắn nói, là sát lục chi đạo, như thế nào có thể chìm đắm trong ôn nhu hương. Dạng này sẽ chỉ làm chính mình trầm luân. Xoẹt, thiên đấu sát thần thánh quang kiếm khí, giống như nộ trào oanh phá hư không, đã bạo sát đến thủy mẫu đế cơ trước mặt. Trong lúc nguy cấp, thủy mẫu đế cơ tế ra trường kiếm đón đỡ, keng một tiếng, lại là hoàn toàn ngăn không được, cả người mang kiếm bị thiên đấu sát thần đánh bay, trọng trọng ngã xuống đất, xương cốt phá toái. Phốc một chút há miệng phun máu tươi tung tóe. A a a a. Thiên đấu sát thần hung hãn cuồng tiếu, mi tâm ánh sáng của bầu trời thần tinh không ngừng lập lòe thánh quang, toàn thân sinh mệnh lực bành trướng bộc phát, từ cự nhân biến thành kinh khủng hơn cự nhân, thân thể không ngừng cất cao, đã ủng ủng xanh phá tinh không đế lăng mái vòm. Tòa này tinh không đế lăng, bên trong lũy thế lấy vô số viễn cổ cường giả thi cốt, lần này lăng mộ bị nứt vỡ, những cái kia thi cốt rớt xuống, lại từng cổ vỡ tan bại nát. Chảy ra từng sợi hắc khí, toàn bộ bị thiên đấu sát thần hấp thu hết. Ngàn ngàn vạn vạn cỗ viễn cổ ma thần thi cốt, năng lượng sát khí cỡ nào bành trướng, thiên đấu sát thần không chút kiêng kỵ điên cuồng hấp thu, trên người huyết sát càng lúc càng nồng nặc, hết lần này tới lần khác chỗ mi tâm ánh sáng của bầu trời thần tinh, lại vẫn luôn lập lòe thần thánh bạch quang. Kiếm trong tay hắn, cũng là nổ sáng chói thuần trắng quang huy, cả người tựa như thánh ma một thể, sinh mệnh lực hùng hồn hừng hực tới cực điểm. Thiên hình kiếm phá. Diệp thần sầm mặt lại, 12 thanh thiên hình kiếm bắn lên, hiu 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 hướng về thiên đấu sát thần ám sát mà đi, nhưng căn bản vô dụng. Thời khắc này thiên đấu sát thần, sinh mệnh lực quá mênh mông, sinh mệnh lực của hắn, tạo thành một cỗ cường đại khí tràng, trực tiếp liền chặn diệp thần thiên hình kiếm ám sát. Diệp thần chỉ cảm thấy thiên đấu sát thần chung quanh thân thể, có từng bước vô hình khí tường, hắn căn bản là không có cách xuyên qua. Nguy rồi, không ngăn được. Luân hồi mộ địa bên trong, Thọ Ôn Hắc Mẫu Thần nhìn thấy không ngừng cất cao thiên đấu sát thần, lập tức liền dâng lên một cỗ rung động cùng tuyệt vọng. Phì nhiêu chúc phúc đã bộc phát, không ngăn được, mộ chủ, chạy mau a. Rời đi dược phương cổ địa, bằng không, ngươi sẽ bị phì nhiêu bao phủ. Tinh không đế lăng phá toái, triệt để bị thiên đấu sát thần no bạo, từng sợi kim sắc dược vụ, lại quanh quẩn thiên đấu sát thần xoay tròn lấy,
đó là thuộc về Phì Nhiêu chúc phúc, là từ Hoài Dược Vương hài cốt lưu lại, còn có Dược Vương bí điển vận dụng, thậm chí sau lưng có một vị nào đó tam thanh đại năng ân điển. Tại các loại năng lượng cùng chúc phúc phía dưới, thiên đấu sát thần khí tức, quá hung mãnh, quá kinh khủng, quá bàng bạc. Vô tận Phì Nhiêu dược khí, từ trên người hắn bạo phát đi ra, hướng về toàn bộ Dược Vương cổ địa chút xuống tiếp, kinh người dị tượng xuất hiện, tinh không đế lăng chung quanh sa mạc đại địa, tiếp xúc đến hắn Phì Nhiêu dược khí, liền lớn lên ra vô số hoa bỉ ngạn cùng ngân hạnh, còn có rất nhiều diệp thần không biết tên thực vật. Vân Phi Hồng cùng Dược Vương gia tộc vệ binh, các đệ tử, vốn là tại tinh không đế lăng bên ngoài lược trận, nhưng đế lăng đột nhiên phá toái, thiên đấu sát thần thân thể cao lớn rút lên, trong khoảnh khắc cất cao đến vạn trượng, bọn hắn mắt thấy như thế nguy nga tràng diện, cũng là triệt để chấn kinh. Từ thiên đấu sát thần trên thân chảy ra Phì Nhiêu dược khí, cũng chút xuống đến Dược Vương gia tộc đám người trên thân, lập tức, đám người từng cái tinh thần phấn chấn, thể khắp kim quang, giống như lấy được thiên đại chúc phúc. Nhưng rất nhanh, từng đợt kêu thảm liền bạo phát, tại bàng bạc Phì Nhiêu dược khí quán trú, rất nhiều người trong ngũ tạng lục phủ, đều sinh ra hoa bỉ ngạn cùng không tên thực vật, cuối cùng bọn hắn sống sờ sờ bị giống như nhiệt vật điên cuồng nảy sinh thực vật no bạo đi. Phì Nhiêu chúc phúc nếu như không thêm vào hạn chế, đào tạo ra sinh mệnh, liền sẽ giống như nhiệt vật điên cuồng mạn sinh, trước kia từ Hoài Dược Vương, hành y tế thế, bên cạnh hắn nhất định đi theo Thọ Ôn Hắc Mẫu Thần. Nếu như không có Thọ Ôn Hắc Mẫu Thần hỏa thuật áp chế, từ Hoài Dược Vương ban cho nhân ân điển, liền sẽ lâm vào điên cuồng nảy sinh hoàn cảnh, giống như virus ôn dịch lan tràn. Sinh mệnh sinh sôi, từ một loại nào đó góc độ tới nói, cùng virus lan tràn có chút tương tự, cũng không ngừng sinh sôi, tăng sinh, nếu như không có tài nguyên hạn chế, thiên địa pháp tắc hạn chế, nhân thể không ngừng cất cao, liền sẽ chọc thủng trời. Ha ha ha, ha ha ha, thiên đấu sát thần cuồng tiếu. Hiện tại hắn sinh mệnh, ngay tại điên cuồng bộc phát trưởng thành, thân thể cất cao đến vạn trượng còn không ngừng, còn muốn tiếp tục cất cao, một mực hướng trên trời cao trèo đi. Ánh mắt của hắn, để mắt tới trên trời viên kia Thái Dương. Đó là Dược Vương cổ địa đan dương, trên thực tế là một khỏa kim đan, bên trong ẩn chứa cực kỳ khủng bố năng lượng linh khí, truyền thuyết là từ Hoài Dược Vương sau lưng tam thanh đại năng lưu lại. Thiên đấu sát thần đưa tay ra, muốn lấy xuống viên kia Thái Dương. Hết thảy đều phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch, thiên đấu sát thần sinh mệnh lực tấn mãnh nổ tung, chọc thủng tinh không đế lăng, thậm chí muốn lấy xuống Thái Dương. Diệp thần mắt thấy đây hết thảy, lập tức một hồi sợ sợ. Nếu như bị thiên đấu sát thần thôn vệ viên kia đan dương, hắn liền triệt để xong đời, hắn không có khả năng sẽ cùng thiên đấu sát thần đối nghịch. Đến lúc đó, thiên đấu sát thần sinh mệnh lực sẽ tiến hóa đến diệp thần đều khó mà mức ngưỡng vọng. Cái người điên này! Huyết Long, đen mẫu thần tiền bối, giúp ta. Trong lòng Diệp thần hét to, ngoại trừ Thọ Ôn Hắc Mẫu Thần, hắn còn triệu hoán Huyết Long. Huyết Long lúc này tới gần đột phá siêu phẩm thiên đế, cũng không nghi nhiễm quá nhiều nhân quả, nhưng trước mắt thiên đấu sát thần, thực sự quá kinh khủng, Diệp thần cũng không lo được nhiều như vậy, nhất định phải điều động hết thảy có thể điều động sức mạnh. Hôm nay, không phải hắn còn sống, chính là người khác sống. Huyết Long nghe được Diệp thần triệu hoán. Lại là có chút khẩn trương nói, chủ nhân, đánh không lại a. Cái này, thiên đấu sát thần, quá kinh khủng, dung hợp từ Hoài Dược Vương hài cốt cùng đạo thống, còn có kia cái gì ánh sáng của bầu trời thần tinh sức mạnh, còn có tinh không đế lăng vô số ma thần thi cốt sát khí, chúng ta ép không được hắn. Trừ phi, người vận dụng trụ thần quyền chui. Đang khi nói chuyện, Huyết Long cũng đem lực lượng của mình, chút xuống đến diệp thần kinh mạch bên trong. Nhưng nó biết, cái này không cần. Bởi vì thiên đấu sát thần quá hung mãnh. Diệp thần khẽ cắn môi, lúc này nhận được Thọ Ôn Hắc Mẫu Thần cùng Huyết Long trợ lực, trong cơ thể hắn linh khí bộc phát, hai tay bóp quyết, không nói hai lời, liền bộc phát luân hồi pháp. Ông, chỉ thấy một cái óng ánh trong suốt luân hồi bàn, lập tức trong hư không tạo ra, cái này luân hồi bàn lại lộ ra màu đen, phía trên lạc ấn lấy một cái cực lớn họa chữ, kinh khủng tĩnh mịch, khô diệt, tai họa khí tức, không ngừng lan tràn. Giống. Huyết Long gầm thét, thân thể xoay quanh tại luân hồi bàn phía trên, tại Diệp Thần thôi động phía dưới, cuốn lấy cuồn cuộn tai họa chi khí, hướng thiên đấu sát thần bảo hướng mà đi. Thiên đấu sát thần nhìn thấy một đầu Huyết Long, xen lẫn kinh thiên họa khí cùng luân hồi quang vọt tới, lại là mặt không đổi sắc, thánh quang nhất kiếm vung chạm, trong kiếm quang nhưng lại mang theo đổ thiên sát khí, xoẹt một tiếng, tại chỗ liền đem Huyết Long giết lùi. Diệp Thần, Huyết Long, Thọ Ôn Hắc Mẫu Thần ba người hợp lực phía dưới.
lại bị thiên đấu sát thần một kiếm giết lùi, có thể tưởng tượng được, thời khắc này thiên đấu sát thần, uy thế có bao nhiêu ngoại hạng. Luân hồi chi chủ, đừng nóng vội, đợi ta nuốt viên này đan dương, cho ngươi thêm lên đường. Thiên đấu sát thần lộ ra một vòng nhe răng cười, ngẩng đầu nhìn trên trời viên kia kim đan thái dương, hắn từ trong đó cảm nhận được năng lượng bàng bạc linh khí. Dược phương cổ địa ngăn cách, hấp thu không đến ngoại giới thiên địa linh khí, nhưng ở đây lại thiên tài địa bảo dược thảo lượt sinh, tất cả bởi vì trên bầu trời kim đan thái dương chiếu rọi. Thiên đấu sát thần ngờ tới, viên này kim đan thái dương, rất có thể là từ hoài dược phương sau lưng, vị kia tam thanh đại năng lưu lại, là kinh thế thần vật, nếu là hắn có thể thôn phệ, nhất định có chỗ tốt cực lớn. Ầm ầm, thiên đấu sát thần thân thể, liền không ngừng cất cao, hắn có thể cảm giác được, khí tức của mình, đang cùng kim đan thái dương cộng minh lấy. Cái kia kim đan thái dương, cũng tại ông tác hưởng, tung xuống vô tận kim quang, những kim quang này rơi xuống thiên đấu sát thần trên thân, để cho sinh mệnh lực của hắn, tiến thêm một bước nổ tung căng vọt. Diệp thần con mắt co vào, trong lúc trước mắt, hắn thủ đoạn gì đều ngăn không được thiên đấu sát thần, chỉ còn lại cuối cùng một loại thủ đoạn, đó chính là trụ thần thủ đoạn. Diêm ma tử thần cái kia trụ thần quyền hành. Vận dụng trụ thần quyền chui sức mạnh, rất có thể mang đến hủy diệt họa, phần thiên đại kiếp một khi bộc phát, cái kia đem sống không bằng chết. Bất quá, chỉ cần có thể duy trì cân đối, dựa vào hiến tế một ít bảo vật, để duy trì đầy đủ cân bằng, phần thiên đại kiếp cũng sẽ không bộc phát. Lần trước, Diệp thần là thiêu đốt vĩnh hằng đại nhật, lần này, hắn cũng nhất thiết phải lấy ra tương đối bảo vật, trả giá hiến tế đánh đổi, mới có thể duy trì cân đối, không để phần thiên đại kiếp bộc phát. Trong chớp mắt, Diệp thần nghĩ tới Côn Luân đao. Hắn đã lấy được cây đao này, nếu như hiến tế Côn Luân đao, đích xác có thể trèo chống trụ thần quyền chui vận chuyển. Chỉ có điều, Côn Luân đao là hồn thiên đế binh khí, cây đao này có cực lớn giá trị nghiên cứu Côn Luân đao pháp tắc kết cấu, có khả năng đẩy ngược ra hồn thiên đế nhược điểm. Nghĩ như vậy, Diệp thần liền từ bỏ hiến tế Côn Luân đao ý niệm, may mắn hắn bảo vật đông đảo, coi như không cần Côn Luân đao, cũng có thể lấy ra những vật khác hiến tế. Liền dùng vi đà chân kinh A, Siva tiền bối, đắc tội. Diệp thần khẽ cắn môi, lập tức liền tế ra một tờ vi đà chân kinh. Vi đà chân kinh tác phẩm vĩ đại, tại tinh không bỉ ngạn, không không lúc nào khoảng không lưu truyền vi đà chân kinh, chỉ có ba mảnh trang sách, đều tại Diệp thần trên tay, trước đó đã hiến tế qua một mảnh, bây giờ còn lại hai trang. Hiến tế vi đà chân kinh, nhất định phải có Siva cho phép, bởi vì vi đà chân kinh pháp tắc kết cấu, quá kiên cố, nếu như không có Siva trong cõi u minh ban thưởng lực, coi như Diệp thần nghĩ hiến tế cũng hòa tan không xong. Theo vi đà chân kinh trang sách tế ra, từ nơi sâu xa, Diệp thần nội tâm cũng là hiện ra Siva thân ảnh. Siva đáp lại hắn hứa hẹn. À, cái quái vật này, là Phì Nhiêu đế quân truyền nhân sao? Siva cùng Diệp thần thiết lập câu thông, mượn nhờ Diệp thần ánh mắt, cũng nhìn thấy thiên đấu sát thần tồn tại. Thiên đấu sát thần không ngừng bành trướng căng vọt sinh mệnh lực, không ngừng cất cao thân hình, để cho Siva cũng chấn kinh. Như thế thịnh vượng sinh mệnh lực, để cho hắn đã nghĩ tới một người. Phì Nhiêu đế quân là ai? Diệp thần bén nhạy phát giác được cái tên này, nghe được Phì Nhiêu đế quân bốn chữ, không biết sao, nội tâm của hắn giống như lọt vào một cái muộn trụy oanh kích, một hơi lại không thở nổi, trước mắt lại có chút biến thành màu đen cảm giác, giống như chạm đến cái gì cấm kỵ. Siva tự hiểu lỡ lời, vội nói, không có gì, mau giết quái vật này. Phì Nhiêu chúc phúc không thêm hạn chế, tất nhiên sẽ ủ thành vô tận tai họa, người giết chết hắn sau đó, lại cho ta câu thông. Ta còn có chuyện khẩn yếu muốn nói với ngươi. Đối với thiên đấu sát thần, Siva tựa hồ cũng là có chút điểm kiêng kỵ ý tứ, hắn kiêng kỵ không phải thiên đấu sát thần bản thân, mà là thiên đấu sát thần cỗ này vì nhiều chúc phúc năng lượng, sau lưng chủ nhân chân chính. Siva thân ảnh, rất nhanh liền từ Diệp thần trong lòng tiêu tán. Diệp thần sử dụng vi đà chân kinh trang sách, cũng bắt đầu hòa tan, thiêu đốt, từ trong đó bắn ra năng lượng bàng bạc. Có cổ năng lượng này chèo chống. Diệp thần trong lòng ngừng lại sao, lập tức liền bắt đầu điều động thể nội trụ thần quyền chui năng lượng. Một chút xíu khí tức tử vong, từ trong cơ thể của Diệp thần lưu truyền mà ra, cấp tốc tạo thành từng sợi khói đen, quanh quẩn hắn thân thể xoay tròn lấy, một bức âm trầm địa ngục đồ quyển, cũng là từ trên đỉnh đầu hắn chậm rãi nổi lên. Cái gọi là ma ngục mệnh tinh, luân hồi địa ngục, trên thực tế chính là Diêm ma tử thần thi thể chế tạo mà thành, khi Diệp thần vận dụng tử thần quyền hành. Coi như hắn ma ngục mệnh tinh tàn khuyết không đầy đủ,
nhưng biến hóa ra địa ngục tranh cảnh, đã là sinh động như thật, thậm chí so với thiên tổ ngày xưa bày ra địa ngục, còn muốn càng rất sống động một chút. Ân, cơ thể đang không ngừng cất cao, muốn thủ trích kim đan thái dương thiên đấu sát thần, đột nhiên liền ngây ngẩn cả người, hắn cảm thấy mình cơ thể, đình chỉ lớn lên, sinh mệnh lực như gặp phải đến nguyền rủa một dạng hướng đi ảm đạm. Đó là diệp thần tử thần địa ngục khí, đã từng tia từng sợi hội tụ thành hải điên cuồng lan tràn tới, đang tại ăn mòn thân thể của hắn. Đây là, diêm ma sức mạnh của tử thần, tiểu tử, người đang tìm cái chết. Thiên đấu sát thần chấn động, từng sợi tử thần địa ngục khí, giống như rắn độc không ngừng hướng về thân thể hắn bò, không ngừng từng bước xâm chiếm sinh mệnh lực của hắn. Hắn rất là hoảng sợ, biết đây là diêm ma tử thần quyền hành sức mạnh. Diệp thần lại dám vận dụng trụ lực lượng của thần, quả thực là tự tìm cái chết, một khi dẫn nổ phần thiên đại kiếp, cái kia thậm chí là sống không bằng chết. Nhưng, diệp thần lại không có mảy may hốt hoảng, trong cơ thể hắn phần thiên đại kiếp, đích xác dục dịch, nhưng hắn đã vận chuyển hỗ tự quyết, tại thể nội tạo thành một cái cán cân nghiêng. Cán cân nghiêng một mặt, là phần thiên đại kiếp, một chỗ khác là thiêu đốt vi đà chân kinh trang sách. Không ngừng thiêu đốt vi đà chân kinh trang sách, tản ra lực lượng cường đại, đang áp chế phần thiên đại kiếp khí tức. Hỗ tự quyết hình thành cán cân nghiêng, hai đầu thẻ đánh bạc duy trì lấy vi diệu cân đối, phần thiên đại kiếp đồng thời không thể bộc phát. Thiên đấu sát thần choáng váng, hắn không nghĩ tới diệp thần còn có loại thủ đoạn này. Tử thần đạo, vong linh thiên tai kiếm. Diệp thần ánh mắt phát lạnh, ngón tay vẩy một cái, tử thần quyền hành năng lượng bộc phát đến cực hạn, cuồn cuộn ma khí bành trướng, địa ngục sôi trào, một cái tử vong chi kiếm phóng lên trời, liền hướng thiên đấu sát thần ám sát mà đi. Đó là diêm ma tử thần lưu lại trụ thần pháp, vong linh thiên tai kiếm. Cái này vong linh thiên tai kiếm, còn bị diệp thần đúc khắc một cái họa chữ, hắn đem thọ ôn hỏa thuật cực hạn pháp tắc sức mạnh, cũng chút xuống đến phía trên. Tử vong, khô héo, tịch diệt, tai họa các loại khí tức kinh khủng, không ngừng trên thân kiếm xen lẫn, cả thanh kiếm giống như một đầu tuyên cáo tử vong hắc long, thổi phù một tiếng, liền quán xuyên thiên đấu sát thần cơ thể. Thiên đấu sát thần đồng tử co vào, thân thể của hắn quá mức khổng lồ, vạn trượng không đủ để hình dung, căn bản không thể nào tránh né, một chút liền bị diệp thần vong linh thiên tai kiếm xuyên qua. Ách, 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 chỉ một thoáng, vô tận tử vong sát khí tràn vào thiên đấu sát thần thể nội, hắn phát ra tiếng rên rỉ thống khổ, thân thể cao lớn cấp tốc biến thành màu đen phát tím, cơ bắp nát giữa, từng cục rớt xuống. Tử vong đang ăn mòn hắn. Không, không cho phép tổn thương sát thần đại ca. Chỉ cần ta không cho phép, bất luận kẻ nào đều không có tư cách tổn thương người. Luân hồi chi chủ, ngươi dám. Vừa mới bị thiên đấu sát thần trọng thương đánh bay thủy mẫu đế cơ, nhìn thấy thiên đấu sát thần gặp nạn. Nàng cũng không biết từ nơi nào tràn ra khí lực, lại đột nhiên hướng diệp thần bay nhào tới, muốn ngăn cản diệp thần tổn thương thiên đấu sát thần. Nhưng, thời khắc này diệp thần, quá kinh khủng, tử thần quyền hành sức mạnh mãnh liệt bộc phát, tại quanh thân tạo thành một tầng màu đen tử vong khí chiều, thủy mẫu đế cơ bay nhào tới, căn bản không thể dựa vào gần diệp thần, liền lọt vào tử vong khí chiều xung kích, lại bị bắn bay ra ngoài, bịch một cái ngã xuống đất. Nàng da thịt trắng nõn, tại tử vong khí chiều ăn mòn, cấp tốc bổ túc một tầng đốm đen, thân thể cấp tốc hướng đi hư thối hòa tan. Đứng tại diệp thần bên người thiên nữ, ngơ ngác nhìn xem một màn này. Thời khắc này diệp thần, đơn giản chính là một cái tử thần, khí thế quá kinh khủng, giống thủy mẫu đế cơ loại này cấp bậc thiên đế, tiếp xúc đến diệp thần khí tức, cơ thể đều lập tức biến thành màu đen hư thối đi. Tử thần quyền hành bạo phát xuống, diệp thần một chút khí tức, cũng có thể hủy diệt thiên đế. Nhưng thiên nữ cũng không nhận được tổn thương. Bởi vì diệp thần tận lực dùng thần giáp mệnh tinh chúc phúc, che chở lấy nàng. Nhưng hắn cũng chỉ có thể che chở thiên nữ, thủy mẫu đế cơ có thể không quản được nhiều như vậy, còn có hoàn cảnh chung quanh, hắn cũng không cách nào bận tâm. Tử vong của hắn sát khí, như sóng chiều mãnh liệt khuếch tán ra, chung quanh thiên địa không gian, lập tức lâm vào chết cùng bên trong đen nhánh, ngay cả tia sáng đều bị ăn mòn che mất, khí tức tử vong muốn chôn vùi hết thảy. Tử thần quyền hành. So với thọ ôn hỏa thuật còn muốn lợi hại hơn rất nhiều, là diệp thần trước mắt kinh khủng nhất lá bài tẩy, lần này bạo phát đi ra, muốn đưa thiên đấu sát thần vào chỗ chết. Ta chính là phì nhiêu cùng kiếm hoàng hóa thân, ta làm sao lại chết ở trong tay ngươi? Thiên đấu sát thần phát ra kinh thiên nộ hống, diệp thần tử thần sát khí ăn mòn, mang cho hắn vô tận đau đớn, hắn bắt đầu điên cuồng phản kích, thể nội hết thảy sức mạnh, từ hoài dược vương phì nhiêu sức mạnh, kiếm hoàng oán niệm sức mạnh.
hắn tự thân sát lục sức mạnh, toàn bộ bộc phát, muốn cùng Diệp Thần tử vong khí tức đối kháng. Diệp Thần liền cảm thấy một cỗ cường hoành hung mãnh sức mạnh, như núi kêu biển gầm bạo dũng, từ thiên đấu sát thần thể nội bạo phát đi ra, đem hắn vong linh thiên tai kiếm, từng chút một ra bên ngoài chen đi ra. Người nghĩ liều mạng, ta liền cùng ngươi liều mạng. Diệp Thần khẽ cắn môi, cũng là liều mạng, tử thần quyền hành sức mạnh, cực hạn bộc phát, toàn thân sát khí mãnh liệt. Hắn cực hạn bạo phát xuống, hỗ tự quyết cán cân nghiêng đều nhanh mất cân bằng, không ngừng thiêu đốt vi đà chân kinh trang sách, cũng sắp tiêu mất không được hắn thể nội dục dịch phần thiên đại kiếp. Hắn tử thần uy năng, bộc phát đến càng lợi hại, phần thiên đại kiếp phát tác đến lại càng hung mãnh, cho dù có vi đà chân kinh hỗ trợ tiêu mất áp chế, trước mắt tối đa cũng chỉ có thể lại áp chế 10 hơi thời gian. 10 hơi đi qua, nếu như Diệp Thần vẫn không giết được thiên đấu sát thần mà nói, vậy hắn liền phiền toái. Bất quá may mắn, cục diện trước mắt, không để cho Diệp Thần thất vọng. Chỉ thấy hắn cực hạn bạo phát xuống, vong linh thiên tai kiếm ma khí tăng vọt, cuồng bạo khí tức tử vong, tạo thành che khuất bầu trời sương mù màu đen ai, toàn bộ dược vương cổ địa đều bị tử vong âm khí bao phủ. Vừa mới thiên đấu sát thần sinh mệnh lực mạnh mẽ bộc phát thời điểm, tinh không đế lăng chỗ sa mạc, vốn là vạn vật sinh sôi, khắp nơi đều lớn lên ra cây ngân hạnh cùng hoa bỉ ngạn, nhưng bây giờ, tại Diệp Thần tử vong âm khí bao phủ xuống, hết thảy thực vật đều đi về phía chết. Phụ cận dược vương gia tộc người nhóm, rất nhiều tinh nhuệ đệ tử, vệ binh, các trưởng lão, từng cái hai mắt trừng trừng, cổ họng như bị bóp chặt, không thể thở nổi, kêu rên nhao nhao ngã xuống đất mất mạng. Diệp Thần cùng thiên đấu sát thần đánh nhau, đó là thần tiên đánh nhau, bọn hắn sớm biết kinh khủng, đã sớm xa xa rút lui, nhưng Diệp Thần tử thần quyền hành một chút bộc phát, vô tận tử vong tai khí bao phủ thiên địa, khí tượng so với thiên ma tinh hải bạo loạn còn muốn đáng sợ gấp 10, bọn hắn căn bản là không có cách trốn tránh. Số lớn dược vương gia tộc người chết đi, thi thể của bọn hắn trong nháy mắt liền hư thối biến thành màu đen, chỉ có Vân Phi Hồng mấy người cao tầng cường giả, có thể tại Diệp Thần tử vong dưới bóng tối, miễn cưỡng sống sót, những người sống sót nhìn về phía Diệp Thần ánh mắt, đã tràn đầy sợ hãi kính sợ, chân chính tại ngẩng đầu nhìn một tôn tử thần. Không chỉ là vùng sa mạc này, sa mạc bên ngoài, phồn vinh phì nhiêu dược vương cổ địa, cũng tao ương, đếm không hết thực vật dược thảo, lọt vào Diệp Thần tử vong tai tức giận bao phủ, nhao nhao tàn lụi khô héo. Mảnh này phương viên có ngàn vạn dặm đại địa, toàn bộ sinh linh, ngoại trừ một chút cao tầng cường giả, những sinh linh khác toàn bộ ngạt thở co quắp chết đi, liền rất nhiều kiên cố tường thành, các loại kiến trúc chờ, cũng bị tử vong sát khí ăn mòn sụp đổ, còn có từng tòa núi cũng hòa tan mục nát, hồ nước dòng sông đều biến thành màu đen bốc mùi. Thật xin lỗi. Diệp Thần biết mình nghiệp chướng, tử thần quyền hành cực hạn bộc phát, tử vong của hắn sát khí, cơ hồ trong nháy mắt, tiêu diệt toàn bộ dược vương cổ địa. Nhưng vì diệt sát thiên đấu sát thần, hắn cũng không lo được nhiều như vậy. May mắn hắn bây giờ luân hồi pháp cao thâm, chỉ cần có thể giải quyết đi thiên đấu sát thần, hết thảy kết thúc, hắn có thể phục sinh chết đi sinh linh. Ngươi cái người điên này. Thiên đấu sát thần hai mắt trừng lớn, không nghĩ tới Diệp Thần càng là như thế không để ý đại giới. Tại Diệp Thần cực hạn bộc phát phía dưới, xuyên qua thân thể của hắn cái thanh kia vong linh thiên tai kiếm, sát khí nồng nặc không biết bao nhiêu. Bàng bạc mãnh liệt điên cuồng sắc bén nổ tung tử vong khí tức, đang không ngừng đánh thẳng vào trong thân thể của hắn trật tự, muốn đem hắn triệt để phá tan, tan rã, nát bấy, chôn vùi. Ách! Thiên đấu sát thần cổ họng phát ra chật vật tiếng hít thở, dù cho hắn liều mạng chống cự lại thể nội tàn phá bừa bãi tử vong sát khí, nhưng cũng không cách nào ngăn trở. Hắn chỗ mi tâm ánh sáng của bầu trời thần tinh, đang điên cuồng tỏa ra thần thánh bạch quang. Nhưng cũng không cách nào cùng Diệp Thần cực hạn bộc phát tử thần sát khí đối nghịch, bạch quang bị triệt để che mất, hắc khí bao phủ toàn thân hắn. Chỉ là ngắn ngủi mấy tức thời gian, thiên đấu sát thần khổng lồ nguy nga thân thể, liền triệt để sụp đổ hòa tan, từng khối cơ bắp biến thành màu đen hư thối rớt xuống, đến cuối cùng hắn biến thành người bình thường lớn nhỏ, liền thiên đấu sát thần hình dáng tướng mạo đều duy trì không được, khôi phục từ hoài dược vương bộ dáng, khôi phục nguyên bản tử thi bộ dáng. Không, ta còn không có. Thiên đấu sát thần ý thức dần dần mơ hồ đồng thời sụp đổ, khảm nạm tại mi tâm bên trên ánh sáng của bầu trời thần tinh, cũng rớt xuống. Hồn thiên đế, buông xuống a, đến lượt ngươi ra sân. Luân hồi chi chủ, ở đây. Đao của ngươi, ở đây. Thiên đấu sát thần ngước nhìn bị tử vong sát khí che đậy trời âm u khoảng không, trong ánh mắt tràn đầy vẻ không cam lòng, phát ra như mộng nghệ một dạng thấp giọng nỉ non, thanh âm của hắn phi thường nhỏ, như trong mộng kêu gọi.
nhưng Diệp Thần nghe vào trong tai, lại như bị sét đánh đồng dạng. Đây là đang kêu gọi hồn thiên đế. Xoẹt. Diệp Thần cong ngón búng ra, một đạo hắc mang phá không tuôn ra, đem suy yếu sắp chết thiên đấu sát thần triệt để chém ngang lưng. Lần này, thiên đấu sát thần không thể trùng sinh hồi phục, hắn bị tử vong sát khí ăn mòn thối giữa thân thể, tại bị Diệp Thần chém ngang lưng sau, liền triệt để nát giữa thành đầy đất hư thối biến thành màu đen bốc mùi vụn thịt tử. Mộ chủ, ngươi, hủy ta tướng công thi cốt, tâm ta, có một chút đau đớn, mặc dù đối phương làm ác, nhưng vừa rồi tên kia không phải tướng công của ta. Luân hồi mộ địa bên trong, Thọ Ôn Hắc Mẫu Thần ngẩn ngơ, lại là mờ mịt. Xin lỗi, đây là chuyện không có cách nào khác. Tiền bối ngươi yên tâm, chờ ta chế tạo ra sinh tử phong thần bi, ta sẽ phục sinh trượng phu ngươi. Diệp Thần nói, Tử Hoài Dược Vương thân phận đặc thù, dựa vào Diệp Thần trước mắt sức mạnh, khó mà phục sinh, nhưng nếu có thể chế tạo ra sinh tử phong thần bi mà nói, cái kia hết thảy vấn đề đều có thể giải quyết dễ dàng. Diệp Thần bây giờ lo lắng, là hồn thiên đế buông xuống, vừa mới thiên đấu sát thần kêu gọi, nhẹ như thế, hồn thiên đế đại khái là không nghe được. Nhưng, hắn cùng thiên đấu sát thần chiến đấu, cái chết của hắn thần uy có thể, thiên đấu sát thần phì nhiêu nổ tung sinh mệnh lực. Như thế kinh thiên khí tượng, chỉ sợ đã kinh động toàn bộ không không lúc nào khoảng không. Hồn thiên đế chỉ cần không phải mù lòa, đều có thể thấy được, thoáng đẩy ngược một chút thiên cơ, hắn tất nhiên biết Côn Lôn đao ngay ở chỗ này. Nếu là hồn thiên đế tự mình buông xuống, cái kia phiền phức vô cùng. Diệp Thần thu hồi sức mạnh của tử thần, toàn thân liền có loại cảm giác trống không, vừa mới cực hạn bộc phát tử thần uy năng, thân thể của hắn đã nhận lấy gánh vác to lớn, bây giờ là không cách nào lại chiến. Tay hắn vồ lấy, đem bị thiên đấu sát thần hư thối vụn thịt chôn cất một khối tinh phiến, cách không bắt đi ra, cái này tinh phiến thuần trắng phát quang, chính là cái kia ánh sáng của bầu trời thần tinh. Diệp Thần tử vong sát khí, hung mãnh như vậy, còn có thiên đấu sát thần thịt thối, hôi thối như thế, lại không thể ô nhiễm cái này ánh sáng của bầu trời thần tinh một chút. Cả khối ánh sáng của bầu trời thần tinh, vẫn là thuần tịnh vô hạ bộ dáng, quanh quẩn từng sợi thánh quang, cái này thánh quang giống như mộng ảo. Để cho người ta liếc mắt nhìn, liền có say mê đi xuống cảm giác, phảng phất muốn quy y cúng bái đồng dạng. Đây rốt cuộc là, đồ vật gì? Diệp Thần kinh ngạc không thôi, hoàn toàn nhìn không thấu cái này ánh sáng của bầu trời thần tinh lai lịch, cái này tinh phiến ẩn chứa quang, đã vượt ra không không lúc nào khoảng không, thậm chí là tinh không bị ngạn pháp tắc phạm trù, rất có thể là thế giới bên ngoài, thái sơ quang, cùng thái sơ có liên quan. Ánh sáng của bầu trời thánh vật, ta đồ vật. Lúc này, Thủy Mẫu Đế Cơ nhìn thấy Diệp Thần cầm ánh sáng của bầu trời thần tinh, liền cắn răng run rẩy bò lên, còn giống con nhuyễn trùng giống như xê dịch tới, giống như muốn đoạt lại khối này tinh phiến. Trước đây ung dung rực rỡ Thủy Mẫu Đế Cơ, bây giờ đã giống như quái vật, nàng vừa mới lọt vào Diệp Thần tử vong sát khí ăn mòn, bây giờ trên người da thịt, đã hòa tan mục nát chín thành, cùng nói nàng là một người, chẳng bằng nói là một bộ còn tại miễn cưỡng thở hổn hển khô lâu quái vật. A no. Diệp Thần nghe được, luân hồi mộ địa bên trong, truyền ra thiên đấu sát thần một tiếng tiếc hận ảm nhiên kêu gọi. Đó là chân chính thiên đấu sát thần, không phải nguyện vọng gì trí nhớ tạo vật. Thiên đấu sát thần nhìn thấy Thủy Mẫu Đế Cơ cảnh tượng thê thảm, cũng là mười phần thương yêu, nói, mộ chủ, có thể hay không tha cho nàng một mạng. Hắn cũng không muốn nhìn thấy Thủy Mẫu Đế Cơ chết đi, đó dù sao cũng là hắn trung thành nhất tín đồ, vẫn còn muốn mưu cầu phục sinh hắn. Diệp Thần trầm mặc. Cái này Thủy Mẫu Đế Cơ, thế nhưng là sản xuất ra thiên đại họa loạn, lợi dụng Từ Hoài Dược Vương thi cốt, muốn phục sinh thiên đấu sát thần, kết quả phục sinh ra một cái quái vật đi ra, vừa mới Diệp Thần cũng là muốn cực hạn bộc phát tử thần uy năng, mới miễn cưỡng giải quyết hết thảy. Nếu như hắn thực lực hơi yếu, chỉ sợ đã bị quái vật kia giết chết. Nàng hẳn phải biết một vài thứ, tỉ như khối này tinh phiến lai lịch. Thiên đấu sát thần đạo, muốn dùng lý do khác, tới giữ lại Thủy Mẫu Đế Cơ tính mệnh. Diệp Thần nhìn xem trong tay ánh sáng của bầu trời thần tinh, trong lòng hơi động, hắn nếm thử bắt giữ trong đó thiên cơ, nhưng chỉ nhìn thấy một mảnh trắng xóa quang, muốn biết thứ này lai lịch mà nói, có phải hay không cùng Thái Sơ có liên quan, có lẽ chỉ có thể hỏi thăm Thủy Mẫu Đế Cơ. Nếu là Thủy Mẫu Đế Cơ chết, hết thảy manh mối liền đoạn mất. Nghĩ như vậy, Diệp Thần không nói gì phóng xuất ra một điểm thần giáp mệnh tinh chúc phúc kim quang, rơi vào Thủy Mẫu Đế Cơ trên thân. Thủy Mẫu Đế Cơ bị ăn mòn hòa tan ra thịt, liền dần dần một lần nữa mọc ra. Tuy nói bây giờ Diệp Thần cũng là suy yếu vô cùng,
nhưng muốn bố trí xuống một điểm chúc phúc, vẫn là dư xài. Thủy mẫu đế cơ ngẩn ngơ, không nghĩ tới Diệp thần thế mà lại còn cứu mình. Khối này ánh sáng của bầu trời thần tinh. Tính toán, nơi đây không nên ở lâu, vẫn là rời đi lại nói, bằng không hồn thiên đế buông xuống, chúng ta đều phải chết. Diệp thần nhìn xem thủy mẫu đế cơ, còn nghĩ hỏi thăm ánh sáng của bầu trời thần tinh tung tích, nhưng bây giờ dược vương cổ địa thiên cơ tọa độ, đã triệt để bại lộ, vừa mới hắn cùng thiên đấu sát thần chiến đấu, thật là quá mức hung mãnh, đã kinh động đến toàn bộ không không lúc nào khoảng không. Không cần bao lâu, hồn thiên đế người chắc chắn liền sẽ buông xuống, thậm chí có thể hồn thiên đế bản thân sẽ tới. Thiên cơ đã không che giấu được, Diệp thần nhất định phải nhanh chóng rời đi. Sợ hãi như vậy ta sao? Luân hồi chi chủ. Ngay tại Diệp thần chuẩn bị rời đi, một đạo lạnh lùng âm thanh, như từ trong địa ngục truyền đến, truyền khắp toàn bộ dược vương cổ địa. Nghe được đạo thanh âm này, Diệp thần lập tức con ngươi co vào, cả người cơ bắp căng cứng, cứng ngắc tại chỗ. Hô hô hô. Giữa thiên địa, vang lên cực lớn phong thanh, phong bạo bao phủ, hội tụ ở một cái vòng xoáy bên trong. Vừa mới Diệp thần bộc phát tử thần uy năng, giữa thiên địa tràn ngập tử vong sương mù, đều hướng về kia vòng xoáy dũng mãnh lao tới, bị vòng xoáy kia hấp thu hết. Rất nhanh, tất cả tử vong sương mù, đều bị vòng xoáy hấp thu, dược vương cổ địa bầu trời, lại lần nữa khôi phục trong vắt, viên kia kim đan thái dương, tung xuống lập lòe hào quang, chiếu sáng đã biến thành tử vong phế tích đại địa. Vòng xoáy kia bên trong, dần dần đi ra một bóng người, đó là một cái thân hình cao ngất thanh niên nam tử, chính là hồn thiên đế. Hắn mái tóc màu đen xóa, theo gió mà động, vừa mới che khuất bầu trời tử vong sát khí, chính là bị hắn hoàn toàn cắn nuốt hết, đối với chúng sinh tới nói, đáng sợ tử vong sát khí, với hắn mà nói, lại trở thành thuốc bổ. Hắn một thân màu đen đế bào, cũng tại theo gió phần phật phiêu động, lạnh lùng như đao gọt một dạng khuôn mặt, hai con ngươi thâm thúy mà sắc bén. Đang yên lặng đánh giá Diệp thần, cao tám thước thân hình, khí thế lại cao như thiên địa, lớn như nhật nguyệt. Đây không phải là cái gì hư ảnh hoặc phân thân cái gì, mà là hồn thiên đế chân thân, bản thân hắn tự mình phủ xuống. Nhìn thấy hồn thiên đế tự mình buông xuống, Diệp thần ngây dại, chuyện hắn lo lắng nhất vẫn là xảy ra. Hồn thiên đế, ngươi thế mà đích thân đến. Diệp thần thần sắc tràn ngập không có gì sánh kịp ngưng trọng, khó mà tin được, trái tim đập bịch bịch. Ý niệm cao tốc xoay tròn, suy nghĩ lấy đối sách. Hắn không nghĩ tới, hồn thiên đế thế mà tự mình buông xuống. Ngươi cứ như vậy rời đi lãnh địa, liền không sợ bị người thừa lúc vắng mà vào sao? Diệp thần vừa cười hỏi, trên thực tế là đang kéo dài thời gian, vì chính mình tranh thủ suy nghĩ đối sách thời gian, cũng tại tranh thủ thời gian điều tức khôi phục. Đối mặt hồn thiên đế, Diệp thần cũng không phải là không có lực đánh một trận, hắn còn có một trang cuối cùng Vi Đà chân kinh. Còn có tinh không đạo thư, còn có đạo thiên kiếm, còn có thiên đế hoàng đạo kiếm, còn có đủ loại vĩ đại kỳ quan, nếu như toàn bộ bộc phát mà nói, miễn cưỡng cũng có thể cùng hồn thiên đế giao thủ mấy chiêu. Nhưng chỉ vẻn vẹn cũng là mấy chiêu. Chỉ là, hắn vừa mới bộc phát xong tử thần quyền hành, bây giờ suy yếu vô cùng, đối chiến hồn thiên đế, không có nửa điểm phần thắng, có thể toàn thân trở ra cũng rất không tệ. Diệp thần là thực sự không nghĩ tới, hồn thiên đế sẽ đích thân buông xuống. Bởi vì, bây giờ hồn thiên đế trận doanh, cùng nguyên thiên đế trận doanh tranh đấu chính diện liệt, hồn thiên đế cứ như vậy rời đi, kỳ trận doanh lâm vào trống rỗng, một khi bị nguyên thiên đế công phá, hậu quả khó mà lường được. Là có chút nguy hiểm. Hồn thiên đế gật gật đầu, cũng tán thành Diệp thần thuyết pháp, hắn nhìn chăm chú Diệp thần, chậm rãi nói. Cho nên, ta cũng không muốn nhanh như vậy, liền cùng ngươi tranh chấp, luân hồi chi chủ, ngươi đem côn luân đao cho ta có thể rời đi. Sẽ không tổn thương ngươi, ít nhất hôm nay sẽ không. Hồn thiên đế lời nói rất thẳng thắn, dù sao cũng là đối mặt Diệp thần, hết thảy ngụy trang cũng vô dụng, chẳng bằng đi thẳng vào vấn đề, thẳng thắn tương kiến. Hắn cũng rất muốn giết chết Diệp thần, nhưng hôm nay không phải lúc, hắn trận doanh còn đang chờ hắn trở về, hắn nhất thiết phải tỏa trấn hồn tộc Sơn Môn, bằng không hồn tộc trống rỗng, bị nguyên thiên đế giết vào, hắn coi như có thể giết chết Diệp thần, cũng là lợi bất cập hại. Huống chi. Diệp thần cũng không dễ giết như vậy, nếu là vạch mặt, hắn còn bị thương mà nói, cái kia càng thêm phiền phức. Cho nên, hồn thiên đế làm ra lùi bước, hắn chỉ cần côn lôn đao, chỉ cần có thể cầm tới côn lôn đao, hắn có thể lập tức rời đi, tuyệt không ra tay tổn thương Diệp thần. Diệp thần khẽ giật mình, không nghĩ tới hồn thiên đế thẳng thắn như vậy, hắn cười nói, có thật không?
ta chỉ cần đem Côn Luân đao cho ngươi, ngươi liền bỏ qua ta. Hồn Thiên Đế gật đầu nói, đúng vậy. Diệp Thần cúi đầu do dự, tựa hồ là đang suy nghĩ cân nhắc. Hồn Thiên Đế như pho tượng không nói gì, chờ lấy Diệp Thần trả lời chắc chắn. Diệp Thần cũng không có cân nhắc bao lâu, chỉ một hồi liền ngẩng đầu cười nói, hảo, ngươi muốn Côn Luân đao, ta cho ngươi. Tiếng nói rơi xuống, Diệp Thần bàn tay Nhật Nguyệt Chi Quang nổ tung, Côn Luân đao xuất hiện tại tay trái của hắn, tay phải hắn lại xuất hiện một thanh kim sắc trường kiếm, tràn ngập đại đạo diệu uẩn, lại là hắn đạo thiên kiếm. Đao kiếm thần quyết. Diệp Thần ánh mắt chợt trở nên hung ác, tay trái nắm chặt Côn Luân đao, tiên nhất đao trẻ dọc mà ra, vô tưởng đao ý bộc phát, đây là vô tưởng nhất đao. Cơ hồ là cùng lúc đó, tay phải hắn cũng động, đạo thiên kiếm nhất kiếm chém ngang, một đạo kim sắc đại đạo kiếm khí, bão táp mà ra, mang theo chỉ thủy nghịch thiên áo nghĩa, chính là chỉ thủy nhất kiếm. Một kiếm này phát sau mà đến trước, rất gần cùng Côn Luân đao bộc phát ra vô tưởng đao khí kết hợp, quét ngang dựng lên hai đạo phong mang, tạo thành một cái cực lớn 10 chữ. Đây là đao kiếm thần quyết thập tự trảm. Đao kiếm thần quyết, chính là tam thập tam thiên thần thuật bên trong, xếp hàng thứ hai kinh khủng tồn tại, thế gian ngoại trừ Diệp Thần, không người nắm giữ. Môn này thần thuật, cần dung hợp vô tưởng nhất đao cùng chỉ thủy nhất kiếm, một đao này một kiếm, Diệp Thần sớm đã nắm giữ, nhưng không có thích hợp đao, thi triển ra đao thế cùng kiếm khí khó mà cân đối, một cái sơ sẩy liền sẽ phản thương chính mình, cho nên hắn bình thường cũng rất ít dùng. Nhưng bây giờ, có Côn Luân đao nơi tay, liền có binh khí thích hợp, đao kiếm thần quyết thi triển, liền có khả năng. Một chiêu này đao kiếm thần quyết thập tự trảm, đem Diệp Thần còn sót lại không nhiều linh khí, toàn bộ rút sạch, tại thập tự trảm bổ ra sau, Diệp Thần lập tức xoay người trốn như điên. Đi! Đối mặt Hồn Thiên Đế, Diệp Thần không có chút nào phần thắng, hắn chỉ cầu dùng chiêu này thập tự trảm, thoáng ngăn cản Hồn Thiên Đế bước chân, vì chính mình tranh thủ thời gian chạy trốn, hắn lập tức liền lôi kéo Thủy Mẫu Đế Cơ cùng Thiên Nữ liều mạng rời đi. Đến nỗi Vân Chu, Diệp Thần cũng nghĩ mang đi hắn, dù sao cái kia Dược Vương Kim Đan, chính là bị Vân Chu nuốt. Tại Dược Vương Kim Đan che chở cho, lúc này Vân Chu cho dù hôn mê, nhưng không có lọt vào tổn thương gì, vừa mới Diệp Thần tàn phá bừa bãi tử vong sát khí sương mù, ngay cả Thủy Mẫu Đế Cơ nhục thân đều từng bước xâm chiếm, lại không có thể ăn mòn Vân Chu thân thể một chút. Chỉ có điều, tại Hồn Thiên Đế chăm chú, Diệp Thần cũng không cách nào mang đi hắn. Diệp Thần cho tới bây giờ không nghĩ tới, muốn đem Côn Luân đao giao cho Hồn Thiên Đế, đây là chuyện không thể nào. Côn Luân đao là Hồn Thiên Đế ngày xưa binh khí, cây đao này, đã chiếm được tinh không bỉ ngạn chúc phúc, thật sự có một loại nào đó nhật nguyệt pháp tắc tinh quang, nếu là Hồn Thiên Đế nắm bắt tới tay, hắn tu vi đủ để lần nữa đột phá, thậm chí đột phá không không lúc nào chống không pháp tắc hệ thống, thật sự chứng đạo nhật nguyệt, trở thành nhật nguyệt cảnh cường giả cũng không nhất định. Đến lúc đó, hắn lần nữa chế tạo đúc ra sinh tử phong thần bi, kia thật là vô địch, Diệp Thần cùng Nguyên Thiên Đế, thần sắc đẹp bọn người, chắc chắn phải chết. Cây đao này bản thân không tính có bao nhiêu nghịch thiên, nhưng đó là một cái ván cầu, có cơ hội để cho Hồn Thiên Đế nhảy đến nhật nguyệt cảnh vĩ đại cảnh giới. Diệp Thần nếu là thật thanh đao giao ra, vậy cùng tự tìm cái chết không sai biệt lắm. Hồn Thiên Đế lông mày nhíu một cái, nhìn xem Diệp Thần bổ tới thập tự trảm, lại nhìn thấy Diệp Thần chạy trốn thân ảnh, hắn cảm giác rất thất vọng, lại có loại bị lừa phẫn nộ. Một chiêu này đao kiếm thần quyết thập tự trảm, uy thế tương đương lăng lệ, vô tưởng nhất đao đao khí, cùng chỉ thủy nhất kiếm kiếm khí xen lẫn, xoẹt giết phá hư không, thậm chí ngay cả trong thiên địa tia sáng đều bị chém nứt, thập tự trảm phong mang lướt qua, hư không bị xé nứt thành đen như mực hỗn độn. Nhưng, đối mặt bén nhọn như vậy thập tự trảm, Hồn Thiên Đế lại không có mảy may để ý, hắn chỉ là thất vọng cùng phẫn nộ, hai mắt vô thanh vô tức hóa thành màu sắc đen nhánh, quyết tử ma nhãn đã mở ra, hắc ám cùng tử vong ma khí giống như phóng xạ bộc phát ra đi. Ô, đạo kia thập tự trảm, tại hắn quyết tử ma nhãn tử khí trùng kích vào, lập tức lại như mây khói giống như tán loạn, không có thể gây tổn thương cho hại đến hắn một chút. Khí tức tử vong tại lan tràn, từng sợi tử khí tạo thành khói đen, từ trên thân Hồn Thiên Đế lan tràn ra. Mặc dù không bằng vừa mới Diệp Thần tử thần uy năng kinh khủng, nhưng cũng đủ mạnh liệt. Trụ thần đại đạo, có chút đạo pháp tồn tại xen lẫn cộng minh, cũng không phải là độc môn, tỉ như Diêm Ma tử thần tử vong pháp tắc, tiền thân là Ma Tinh La Hầu Hồn Thiên Đế, cũng nắm giữ không thiếu tinh túy. Chỉ có điều, tử vong pháp tắc của hắn, cùng Diêm Ma tử thần tử vong pháp tắc, lại có bất đồng rất lớn. Diêm Ma tử thần tử vong, là vạn vật quy hư,
hết thảy hóa thành hư vô phế tích hỗn độn tĩnh mịch tử vong, đúng rồi sống không thú vị, không mang theo cá nhân tình cảm. Mà hồn thiên đế tử vong pháp tắc, nhưng là thiên đế chí tôn, muốn sâu xé vạn đạo, thống ngự sơn hà, tử vong là hắn lợi kiếm, hắn phải dùng tử vong thủ đoạn, lệnh chúng sinh e ngại thần phục, đây là chí tôn ma đạo, bao trùm chúng sinh, uy áp vạn trần, cùng diêm ma tử thần hư vô mất đi tử vong pháp tắc, khác nhau phi thường lớn. Diệp thần tinh thông không gian pháp tắc, tại quay người chạy trốn trong nháy mắt, hắn không gian pháp tắc đã phát động, đem chính mình cùng hồn thiên đế ở giữa khoảng cách, kéo đến tinh không năm ánh sáng một dạng xa xôi. Hồn thiên đế có thể bắt được diệp thần khí tức, nhưng đã không nhìn thấy diệp thần thân ảnh, hai người đã cách nhau năm ánh sáng, nhưng, hắn quyết tử ma nhãn một chút bộc phát, đậm đà tử vong ma khí, bao phủ mở ra, liền nghe răng rắc một hồi vang dội, không gian xung quanh điên cuồng nát bấy hết. Diệp thần không gian pháp tắc, toàn bộ bạo toái ma diệt, hắn còn đang chạy, nhưng đã chạy không xong, phía trước đã không có không gian, chỉ có tử vong vực sâu. Hắn cùng hồn thiên đế khoảng cách, một chút liền từ tinh không năm ánh sáng một dạng xa xôi, thu nhỏ đến chỉ có ba bước, cũng chỉ có chỉ là ba bước. Hai người cơ hồ là mặt đối mặt, hồn thiên đế trên người tán phát ra lạnh lùng mùi, Diệp thần rõ ràng có thể nghe. Ngươi chọc giận ta, luân hồi chi chủ. Hồn thiên đế một đôi đen nhánh quyết tử ma nhãn, nhìn chăm chú Diệp thần, tử vong áp bách cực kỳ mãnh liệt, hắn cùng Diệp thần bốn phía thiên địa không gian, toàn bộ tại tử vong của hắn uy áp bên dưới, phá diệt trở thành đen như mực hỗn độn, liền dương quang đều không chiếu vào được. Tại này cổ uy áp cường đại phía dưới, Diệp thần bên người thủy mẫu đế cơ, kêu lên một tiếng, tại chỗ liền quỳ xuống, giống như muốn thần phục. Thiên nữ cũng nghĩ quỳ, nhưng nàng cắn môi gắng gượng. Hai tay niết chặt nắm lấy Diệp thần đầu vai, không để cho chính mình quỳ xuống. Diệp thần nhìn xem hồn thiên đế, lập tức liền một hồi tê cả da đầu. Hắn cảm thấy, hồn thiên đế thực lực, so với dĩ vãng cường đại hơn, cường đại rất nhiều rất nhiều. Xem ra nguyên thiên đế nói không sai, nguyên thiên đế đang tiến bộ đồng thời, hồn thiên đế cũng tại tiến bộ. Bây giờ hồn thiên đế thực lực, đã chạm đến không không lúc nào chống không trần nhà, chính là vô thượng đạo quân cảnh giới. Đạo quân chi cảnh, đại khái có thể phân chia tiểu đạo quân, đại đạo quân, vô thượng đạo quân. Bây giờ hồn thiên đế, chính là một cái vô thượng đạo quân. Đã từng viễn cổ thời đại, đỉnh phong thời điểm hắn, khí tức mạnh đến mức nào, bây giờ liền mạnh đến mức nào. Tuy nói tại thiên đạo suy nhược dưới hoàn cảnh lớn, hắn có thật nhiều cường đại thần thông thuật pháp, uy lực cũng không sánh nổi đỉnh phong thời điểm, nhưng bất kể như thế nào, khí tức của hắn đã khôi phục đỉnh phong. Hắn đã có đầy đủ thực lực, giết chết Diệp thần. Ta vốn cũng không muốn giết ngươi, bởi vì giá quá lớn, nhưng hiện nay, mặc kệ trả giá đại giới cỡ nào, ta cũng muốn ngươi chết. Hồn thiên đế trong mắt bộc phát ra kinh khủng sát khí, lý trí nói cho hắn biết, không thể dễ dàng vạch mặt, bằng không Diệp thần thể sống chết phản kháng, hắn coi như có thể thắng, cũng muốn trả giá đánh đổi nặng nề. Nhưng bây giờ, Diệp thần triệt để đem hắn chọc giận, hắn cũng không lo được nhiều như vậy. Nếu như hôm nay không giết Diệp thần, ủy khuất như thế, về sau lưu lại tâm ma, đó cũng là phiền phức rất lớn. Oanh! Một cổ cuồng bạo tử vong cùng ma đạo khí tràng, liền từ trên thân hồn thiên đế tuôn ra, Diệp thần sắc mặt đại biến, hai tay phân nắm lấy thủy mẫu đế cơ cùng thiên nữ cánh tay, đưa các nàng xa xa ném ra ngoài, bằng không hai nữ lọt vào hồn thiên đế khí tràng xung kích, chắc chắn phải chết. Hồn thiên đế cũng không để ý tới thủy mẫu đế cơ cùng thiên nữ. Trong mắt của hắn chỉ có Diệp thần. Hô! Một trường thở ra, hồn thiên đế bàn tay hóa thành tử vong đen như mực, một trường cuốn lấy diệt thiên chi thế, liền hướng Diệp thần đánh tới. Cái này kinh thiên một trường, trên thực tế chỉ là thăm dò, nhưng suy yếu phía dưới Diệp thần, lại là ngăn cản không nổi, phịch một tiếng, lồng ngực chịu kích, xương cốt phá toái, cả người bay ngược ra ngoài, trọng trọng ngã xuống đất. Ân! Hồn thiên đế thấy mình một trường như vậy, liền đánh bay Diệp thần. Cũng là có chút ngoài ý muốn, nhưng chợt hiểu ra cảnh giác, cũng không tùy tiện truy kích, đứng tại chỗ, nói. Đừng giả bộ chết, luân hồi chi chủ, người tại thế gian này thực lực thế nhưng là vô cùng kinh khủng, ta biết, người coi như suy yếu, cũng không yếu như vậy. Khục. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Diệp thần nhếch miệng nở nụ cười, bất đắc dĩ lung la lung lay đứng lên, hắn vừa mới kỳ thực là có thể né tránh, nhưng cố ý thụ hồn thiên đế một trường. Chính là muốn dụ đối phương phất lờ, hắn lại dẫn bạo tinh không đạo thư, vì đà chân kinh các loại át chủ bài, tranh thủ một tia mong manh lật bàn cơ hội. Nhưng hiện tại xem ra,
Hồn Thiên Đế lại rất cẩn thận, lấy vô thượng đạo quân chi thân, đối chiến Diệp Thần cái này cửu đỉnh cảnh, lại còn cẩn thận đề phòng đến nước này, không có rơi vào Diệp Thần cái bẫy, lại không dám có chút ý nghĩ khinh địch. Cảnh giới chênh lệch thực sự quá lớn, đối kháng chính diện Diệp Thần không có chút nào phần thắng, chạy trốn cũng đã không thể nào, Hồn Thiên Đế tử vong uy áp, đã bao phủ lại toàn bộ Dược Vương cổ địa, chung quanh nhìn như còn có thiên địa núi sông tồn tại, trên thực tế tất cả đều là tử vong vực sâu. Trừ phi có thể giết chết hoặc trấn áp Hồn Thiên Đế, bằng không Diệp Thần không có khả năng chạy trốn, thậm chí ngay cả triệu hoán ngoại viện đều không làm được. Luân hồi mộ địa bên trong, Thọ Ôn Hắc Mẫu Thần cùng Huyết Long đều kinh hãi, còn có Sụp Đổ Chi Chủ, cũng dừng lại hòa tan mệnh kén tầm tử động tác, bên ngoài Hồn Thiên Đế uy áp cường đại, để cho bọn hắn đều chấn động. Cái này Hồn Thiên Đế, thế mà lớn mạnh đến mức này, vô thượng đạo quân A, chủ nhân, chúng ta như thế nào đối kháng? Huyết Long kinh sợ một hồi, vô thượng đạo quân cảnh giới, chỉ có Nguyên Thiên Đế mới có thể đối kháng, nó coi như cùng Thọ Ôn Hắc Mẫu Thần, Sụp Đổ Chi Chủ liên thủ, cộng lại đều không phải là Hồn Thiên Đế địch thủ, toàn bộ thiêu đốt thần hồn cũng vô dụng, tối đa chỉ có thể chống lại mấy chiêu, vì Diệp Thần tranh thủ phía dưới cơ hội chạy trốn. Vô thượng đạo quân cường đại, liền lớn mạnh đến mức này. Trước đây Hồn Thiên Đế phục sinh, kỳ thực chỉ có thể miễn cưỡng xem như tiểu đạo quân, nhưng nhanh như vậy liền khôi phục lại đỉnh phong thời điểm thực lực, quả thực làm cho người không thể tưởng tượng. Đây không phải tu luyện có thể được tới sức mạnh, đây là lực lượng thức tỉnh. Hồn Thiên Đế tiền thân, vốn chính là trụ thần giác tỉnh, vậy dĩ nhiên là kinh thiên động địa. Thọ Ôn Hắc Mẫu Thần nhìn chằm chằm Thiên Đấu Sát Thần mộ bia, thét to, Thiên Đấu Sát Thần, ngươi cút ra đây cho ta. Dâng ra lực lượng của ngươi. Hồn Thiên Đế uy áp quá mức kinh khủng, bây giờ toàn bộ luân hồi mộ địa, có thể hơi cùng Hồn Thiên Đế vịn so tay, cũng chỉ có Thiên Đấu Sát Thần. Hoa Lạp. Mộ bia chớp lóe, Thiên Đấu Sát Thần thần hồn liền từ mộ bia bên trong bay ra, cảm thụ được bên ngoài Hồn Thiên Đế khí tức, sắc mặt hắn cũng là vô cùng ngưng trọng, nói. Ta cũng đánh không lại Hồn Thiên Đế, tối đa chỉ có thể giúp các ngươi dây dưa chút thời gian. Thọ Ôn Hắc Mẫu Thần nói, cái kia cũng đủ, ngươi lưu lại dây dưa, dù là dâng ra chính mình hết thảy, cho mộ chủ tranh thủ rời đi thời gian. Cái này Hồn Thiên Đế đúng là điên, chí tôn thân thể buông xuống, hắn cũng không sợ hắn hồn tộc đạo thống sụp đổ. Thiên Đấu Sát Thần nói, mộ chủ, ta như ra tay, nhất định kinh động ba quỷ thần, bọn hắn quỷ dị nguyền rủa sẽ ăn mòn ta, làm ta đọa biến thành một cái quái vật. Ta đem ta hồn ấn ở lại đây mộ bia bên trong, nếu như ta đã biến thành quái vật, người nhất định muốn mạt sát ta. Hắn chỉ chính mình mộ bia, âm thanh mang theo vô tận thê lương buồn bã. Hắn biết, chính mình nếu là xuất thủ, nhất định sẽ kinh động ba quỷ thần sẽ không bỏ qua hắn. Hắn chỉ có linh hồn, không có nhục thân ký thác phòng hộ, ba quỷ thần nguyền rủa một chút đánh tới, hắn căn bản ngăn không được, chỉ có bị bóp méo ăn mòn hạ tràng, cuối cùng đọa biến thành quái vật, biến thành một cái chỉ biết là giết hại quái vật. Cho nên, hắn thỉnh cầu Diệp Thần, nếu như mình đọa thay đổi, cái kia Diệp Thần liền đem hắn gạt bỏ. Tiền bối. Diệp Thần lập tức trầm mặc, Thiên Đấu Sát Thần giúp hắn nhiều như vậy, hắn như thế nào cam lòng đem hắn gạt bỏ. Hô. Ầm ầm. Lúc này, Hồn Thiên Đế đã ra tay rồi. Hắn cũng không có tùy tiện tới gần Diệp Thần, mà là vẫn duy trì một khoảng cách, bàn tay nắm chặt, lòng bàn tay liền hiện ra một quả đen như mực hạt châu. Hạt châu này gọi là Thiên Ma Phệ Hồn Châu, chính là một trong cửu đại hồn khí, là hắn năm đó sử dụng pháp bảo. Này Thiên Ma Phệ Hồn Châu, ma khí xâm nghiêm, có kinh thiên phệ hồn chi uy, Hồn Thiên Đế sử dụng một cái phệ hồn châu, trong thiên địa tập tục, liền ùng ùng chuyển động. Từng cỗ phong bạo tại quanh người hắn xen lẫn, vô tận ma khí dâng lên, cả viên hạt châu bộc phát ra ngập trời đen như mực nắng sớm, diễn biến thành vô tận ma vật huyễn tượng. Thiên Ma Phệ Hồn Châu, đi! Hồn Thiên Đế vung tay lên, Thiên Ma Phệ Hồn Châu liền mang theo cuồn cuộn ma khí, hướng về Diệp Thần mi tâm bạo sát mà đi. Hắn lấy vô thượng đạo quân tư thái, toàn lực bộc phát ra tay, quả thực là kinh thiên động địa, hạt châu một chút tuôn ra, cường hoành ma đạo uy áp, trực tiếp xé rách Dược Vương cổ địa đại địa. Toàn bộ đại địa đều băng liệt bể nát, bể tan tành khe đất lớn khe hở bên trong, phun ra màu đen ma khí, hư không giống như pha lê răng rắc nứt ra, xuất hiện từng cái giống như mạng nhện vết rách, duy nhất không chịu ảnh hưởng, chỉ có trên trời viên kia kim đan thái dương, nhưng cũng bị ma khí che lấp che đậy tia sáng. Diệp Thần đồng tử co vào, liền chuẩn bị dẫn bạo tinh không đạo thư, vì đà chân kinh trở trí bảo phòng ngự, nhưng lúc này,
thiên đấu sát thần đã ra tay, thần hồn sôi trào, toàn bộ năng lượng trút xuống đến diệp thần kinh mạch bên trong. Thiên đấu sát thần sức mạnh, quá mức khổng lồ, lấy diệp thần kinh mạch, hoàn toàn không thể dung nạp. Thế là, từng sợi huyết sắc sát khí, liền từ trong cơ thể của diệp thần chảy ra, đó đều là thiên đấu sát thần sức mạnh, những thứ này huyết sắc sát khí hội tụ đến sau lưng diệp thần, tạo thành một đạo rộng rãi hình người đồ đằng. Cái này hình người đồ đằng, lại như thiên địa pháp tướng đồng dạng, giống như núi nguy nga khổng lồ, chính là thiên đấu sát thần bộ dáng. Thiên đấu sát thần thần hồn năng lượng, hóa thành đồ đằng, liền lơ lửng tại sau lưng diệp thần, trong tay nắm lấy một thanh kiếm, đúng là hắn trước kia binh khí tuyệt mệnh thiên kiếm. Hồn thiên đế thiên ma phệ hồn châu bắn mạnh tới, diệp thần còn không có ra tay, thiên đấu sát thần đã ra tay rồi, tuyệt mệnh thiên kiếm xoẹt một tiếng, cuồng bổ đi ra, mang theo kinh thiên phong bạo. Bộp một tiếng, thiên đấu sát thần chỉ một kiếm, liền đem hồn thiên đế thiên ma phệ hồn châu đánh bay. Diệp thần ngẩn ngơ, hắn cũng không có thụ thương, đây đều là thiên đấu sát thần che chở. Thiên đấu sát thần cường đại, so diệp thần trong tưởng tượng còn cường đại hơn, mặc dù không đủ để chiến thắng hồn thiên đế, nhưng ít ra có thể chống lại một hai. Thiên đấu sát thần, tại sao là ngươi? Hồn thiên đế nhìn xem diệp thần người đứng phía sau hình dáng đằng, lập tức kinh hãi. Hắn vạn vạn không nghĩ tới, thiên đấu sát thần lại còn không chết, thậm chí linh hồn ngay tại trong cơ thể của diệp thần, bây giờ hiển linh đi ra. Sát thần đại ca, xa xa thủy mẫu đế cơ, nhìn thấy thiên đấu sát thần nguy nga thân ảnh, cũng là choáng váng. Thì ra thiên đấu sát thần còn không có vẫn lạc sao? Vậy nàng một mực tha thiết ước mơ phục sinh, đây tính toán là cái gì? Nàng lâm vào trong ngượng ngùng, không dám tin vào hai mắt của mình. Mộ chủ, động thủ. Thiên đấu sát thần hướng về diệp thần truyền âm. Bây giờ hồn thiên đế thất thần trước mắt, chính là ra tay phản kích tốt đẹp thời cơ. Hảo! Diệp thần quát to một tiếng, đạo thiên kiếm cùng côn lôn đao cuồng chảm mà ra, chỉ thủy kiếm khí cùng vô tưởng đao ý phối hợp xen lẫn bộc phát, phong mang cực thịnh. Vừa mới hư nhược hắn, bây giờ có thiên đấu sát thần linh khí quán trú, lại trở nên long tinh hổ mãnh, lần này bộc phát 10 phần hung hãn, bất quá cũng là tiêu hao thân thể của mình. Chờ sau khi chiến đấu kết thúc, thân thể của hắn căn cơ nhất định bị hao tổn. Nhưng, vì sát phạt hồn thiên đế, cái kia cũng không lo được nhiều như vậy. Xì xì xì. Thiên đấu sát thần cũng nắm chặt tuyệt mệnh thiên kiếm, trên không huy kiếm chém giết xuống, cùng diệp thần liên thủ, thanh thế hùng vĩ. Hồn thiên đế lấy lại tinh thần, lập tức sầm mặt lại, trong lúc vội vàng, cũng không dám đón đỡ, mũi chân chĩa xuống đất, người nhẹ nhàng lui lại. Ma tinh lên. Thiên ma tịch diệt chú. Tại người nhẹ nhàng lui về phía sau đồng thời, hồn thiên đế toàn thân linh khí nổ tung, thậm chí bạo phát ra một tia trụ thần pháp tắc ảo diệu, cuồn cuộn linh khí tại phía sau hắn tạo thành một khỏa hắc ám ngôi sao, từ từ bay lên, hùng hồn ma khí phun ra, hội tụ đến hắn trên song trường. Hắn song trường đẩy, liền có một cỗ thiên ma mất đi khí chiều gào thét mà ra, quả thực là đem diệp thần cùng thiên đấu sát thần thế công cản lại. Diệp thần cùng thiên đấu sát thần liên thủ, uy thế cỡ nào rầm rĩ mãnh liệt, nhưng hồn thiên đế vậy mà có thể ngăn cản, trong lòng diệp thần rất là giật mình, nghĩ thầm hồn thiên đế thực lực, so với hắn trong tưởng tượng còn cường đại hơn. Hừ, hồn thiên đế lạnh rên một tiếng, khí tức cùng sau lưng hắc ám ngôi sao hòa làm một thể, cái trán liền dần dần mọc ra một đôi ác ma sừng nhọn, hình dáng tướng mạo cũng biến thành dữ tợn. Viên kia hắc ám ngôi sao, chính là ma tinh, hồn thiên đế tiền thân, là thất tinh thần một trong, liền kêu ma tinh la hầu. Hắn chấp trưởng ma tinh, chính là ma đạo vô thượng chúa tể. Bây giờ đối mặt diệp thần cùng thiên đấu sát thần, hắn đã vận dụng một tia kiếp trước sức mạnh, đây là phi thường chuyện nguy hiểm, bởi vì một khi kéo theo phần thiên đại kiếp, hắn đem vạn kiếp bất phục. Thiên đấu sát thần, ngươi còn không có triệt để chết, ta cũng không kỳ quái. Chỉ là không nghĩ tới, ngươi không có bất kỳ cái gì phòng hộ, dám hiện thân đi ra, thật không sợ ba quỷ thần nguyền rủa sao. Lúc này hồn thiên đế triệu hồi ra ma tinh trạng thái, khí thế cực thịnh, tựa như chí cao ma đạo chúa tể, nhưng hắn cũng không có dễ dàng động thủ, một cái ở đây tiêu hao nguyên khí, hắn tương lai đối mặt nguyên thiên đế sẽ phi thường khó giải quyết, thứ hai vận dụng trụ thần pháp tắc sức mạnh, rất có thể dẫn bạo phần thiên đại kiếp. Hắn đang chờ đợi, chờ lấy ba quỷ thần nguyền rủa đánh tới, tiếp đó thiên đấu sát thần liền sẽ bị bóp méo sa đọa thành một cái quái vật. Hắn biết rõ, ba quỷ thần vẫn giấu kín ở sau lưng, muốn phá hủy thế giới này. Phá hủy hết thảy trật tự, thiên đấu sát thần tất nhiên khôi phục, ba quỷ thần tuyệt đối sẽ không buông tha.
Bởi vì, thiên đấu sát thần là một thanh lợi kiếm, chỉ cần có thể điều khiển hắn, liền có thể tàn sát thiên hạ. Trên thực tế, tại không không lúc nào chống không theo quy tắc, còn có trụ thần khế ước hạn chế phía dưới, ba quỷ thần nguyền rủa, bây giờ đã lật không nổi cái gì gợn sóng, nhưng thiên đấu sát thần lại là một ngoại lệ. Thiên đấu sát thần, bản thân liền là một cái nghiệt vật, là kiếm hoàng oán niệm biến thành, hắn thì tương đương với là một cái thùng thuốc nổ, một điểm liền nổ tung. Ba quỷ thần nguyền rủa, ở các loại quy tắc hạn chế phía dưới, có thể ngay cả một cái bình thường võ giả đều nguyền rủa không được, nhưng thiên đấu sát thần đạo tâm tệ nạn quá lớn, rất dễ dàng bị nhóm lửa, chỉ cần ba quỷ thần nguyền rủa một phát, hắn liền muốn sa đọa. Nghe được hồn thiên đế lời nói, luân hồi mộ địa bên trong, thiên đấu sát thần sắc mặt liền trầm xuống. Ách, a. Tiếp đó, Diệp thần liền kinh ngạc nhìn thấy, thiên đấu sát thần linh hồn thân thể, đột nhiên trở nên bắt đầu vặn vẹo, hai tay ôm đầu quỳ trên mặt đất, một bộ đau đớn bộ dáng. Tiền bối. Diệp thần kinh hãi, chỉ thấy thiên đấu sát thần linh hồn như tê liệt, không ngừng vặn vẹo co rúm, phía sau lưng nứt ra, sinh ra bốn cái cánh tay, diện mạo cũng nứt ra, một cái đầu chia ra thành ba viên, trong khoảnh khắc lại đã biến thành một cái ba đầu sáu tay quái vật. Là nhiễu sóng lão tổ nguyền rủa. Làm sao lại, nơi này chính là luân hồi mộ địa a. Quỷ thần nguyền rủa sao có thể truyền đến ở đây? Một bên Thọ Ôn Hắc Mẫu thần kinh hãi, vạn vạn không nghĩ tới, thiên đấu sát thần linh hồn thân ở luân hồi nghĩa địa tình huống phía dưới, còn có thể lọt vào nguyền rủa ăn mòn. Nhìn hắn ba đầu sáu tay dị dạng bộ dáng, rõ ràng đã lọt vào nhiễu sóng lão tổ nguyền rủa. Nhiễu sóng lão tổ chính là ba quỷ thần một trong. Ba quỷ thần, ba đầu quỷ dị pháp tắc chính là nhiễu sóng, hư thối, ác mộng. Không phải, là ta phía ngoài linh khí bị ô nhiễm. Thiên đấu sát thần ba viên đầu, đều lộ ra cực đoan thần sắc thống khổ, nghiến răng nghiến lợi. Nếu như hắn một mực tại Diệp thần luân hồi trong mộ địa, không nói lời nào cũng không sống động, cái kia gần như không có khả năng bị ba quỷ thần để mắt tới. Ba quỷ thần còn không có thần thông quảng đại như vậy, có thể đột phá luân hồi nghĩa địa che chắn, bọn hắn thậm chí không biết luân hồi nghĩa địa tồn tại. Chỉ là, vừa mới bắt đầu ngày mới đánh giết thần mượn lực cho Diệp thần, thần hồn của hắn linh khí, đều trút xuống đến Diệp thần trong kinh mạch, còn có đại lượng linh khí tiết ra ngoài, ngưng kết thành đồ đằng, một chút liền xúc động ba quỷ thần nguyền rủa. Sức mạnh của nguyền rủa liền dọc theo khí thức của hắn, truyền vào. Diệp thần cực kỳ chấn động, lập tức cũng là hiểu ra thiên cơ, kỳ thực ba quỷ thần cũng không có nhanh như vậy liền phát hiện thiên đấu sát thần tồn tại, nhưng ở trước đây cực kỳ lâu. Ba quỷ thần liền bố trí xuống nhân quả luật pháp thì, chỉ cần thiên đấu sát thần khôi phục, bọn hắn nguyền rủa thì sẽ một đời công hiệu. Lần này thiên đấu sát thần linh khí, ở bên ngoài hiện lên, lập tức liền xúc động nhân quả luật nguyền rủa, nhiễu sóng lão tổ nhiễu sóng nguyền rủa đi trước ứng nghiệm, thiên đấu sát thần lập tức đã biến thành một cái ba đầu sáu tay quái vật, sức mạnh của nguyền rủa đang từng bước ăn mòn ý thức của hắn. Đáng chết! Nhìn rõ đến một màn này Diệp thần, lập tức điều động thần giáp mệnh tinh chúc phúc chi lực. Hạ xuống thiên đấu sát thần trên thân, nhưng không có mảy may hiệu quả, lời chúc phúc của hắn thẩm thấu đến thiên đấu sát thần trong thân thể đi, tựa như châu đất xuống biển đồng dạng. Tu vi của hắn còn chưa đủ. Trước mắt Diệp thần, chỉ là cửu đỉnh cảnh 9 tầng trời trung giai, hắn muốn che chở thiên đấu sát thần, không nhận nguyền rủa, ít nhất cũng phải có thực lực thông thiên cảnh. Nhiễu sóng nguyền rủa ứng nghiệm, còn có hư thối nguyền rủa, ác mộng nguyền rủa. Mộ chủ, ta không thể liên lụy ngươi. Thiên đấu sát thần cắn răng, toàn bộ thần hồn đều hướng bay ra ngoài, triệt để thoát ly luân hồi mộ địa. Phía ngoài hồn thiên đế liền thấy, Diệp thần người đứng phía sau hình dáng đằng, đột nhiên vặn vẹo biến động, giống như vụ hải kịch liệt lăn lộn, sau đó từng sợi kinh khủng hùng hồn thần hồn linh khí, không ngừng từ sau lưng Diệp thần dâng lên mãnh liệt, vô tận xé rách thê lương tiếng gầm gừ truyền ra, chấn động thiên địa, làm cho người sợ hãi. Trong khoảnh khắc, một bộ khổng lồ, vặn vẹo, xâm nghiêm đáng sợ linh hồn, ngay tại Diệp thần sau lưng xuất hiện. Đó chính là thiên đấu sát thần linh hồn, diện mục dữ tợn, có ba đầu sáu tay, toàn thân dâng lên lấy tàn phá bừa bãi huyết sát, cuồn cuộn huyết sát tạo thành sát lục hủy diệt tai ách, lật úp đại địa, nghịch trùng thiên khoảng không. Ba quỷ thần nguyền rủa ứng nghiệm a. Hồn thiên đế nhìn thấy thiên đấu sát thần cuối cùng hoàn toàn hiện thân, khẽ cười nở nụ cười, lại người nhẹ nhàng lui về phía sau thối lui. Hắn biết. Bây giờ thiên đấu sát thần, đã sắp lâm vào trong điên cuồng, đến lúc đó, thiên đấu sát thần liền sẽ liều lĩnh chém lung tung loạn giết, sa đọa thành một đầu chỉ biết giết hại quái vật, liền Diệp thần đều sẽ bị giết chết,
cũng không cần hắn ra tay rồi. Thiên đấu sát thần cái thùng thuốc súng này, đã bị đốt lên, hắn liền đợi đến nhìn pháo hoa. Mộ chủ, đi mau. Thừa dịp ta còn không có mất khống chế, đi mau. Ta tới ngăn chặn hồn thiên đế. Thiên đấu sát thần một tay nắm chặt tuyệt mệnh thiên kiếm, lưng đằng sau bốn cái cánh tay không nghe sai khiến giống như loạn vũ lấy, nhìn phi thường khủng bố, hắn nói chuyện âm thanh cũng tại phát run thở dốc, như dã thú người nào chết gầm nhẹ. Hắn đang liều mạng duy trì lấy chính mình ý thức thanh tỉnh, nhưng thức hải nhưng dần dần bị vẩn đục nguyền rủa bao phủ, đó là đạo thứ hai nguyền rủa, hư thối nguyền rủa. Đạo này hư thối nguyền rủa, đủ để cho thiên đấu sát thần ý thức, triệt để lâm vào hư thối sụp đổ hoàn cảnh, một khi ý thức sụp đổ, hắn thì sẽ hoàn toàn đọa biến thành giết hại quái vật. Tiền bối. Diệp thần ngơ ngác nói không ra lời, cảm thấy mười phần lo nghĩ. Nếu là hắn có thể nắm giữ dược vương bí điển mà nói, có lẽ có thể dựa vào dược vương bí điển bên trong y thuật cùng dược vật, hòa dịu thiên đấu sát thần sụp đổ, nhưng bây giờ hắn chỉ nắm giữ thọ ôn hỏa thuật, y thuật còn không có nắm giữ. Đen mẫu thần, nhanh giúp đỡ thiên đấu sát thần. Diệp thần hướng về phía luân hồi trong mộ địa thọ ôn hắc mẫu thần quát lên. Bây giờ duy nhất có thể trợ giúp thiên đấu sát thần có lẽ chỉ có thọ ôn hắc mẫu thần. Dù sao trước kia nàng và trượng phu của hắn từ hoài dược vương từng trợ giúp thiên đấu sát thần hóa giải qua. Thọ ôn hắc mẫu thần ngẩn ngơ, nàng mặc dù vẫn muốn thiên đấu sát thần chết, nhưng thấy đến thiên đấu sát thần bây giờ sắp muốn điên cuồng sụp đổ bộ dáng, trong nội tâm nàng cũng sinh ra âm thầm sợ hãi. Chỉ sợ chính mình cùng Diệp thần, đều muốn bị thiên đấu sát thần diệt sát. Ta không thông y thuật, muốn hòa dịu hắn triệu chứng, cần dùng thiên nhân hóa sinh đan, ta sẽ không luyện chế. Dược phương bí điển bên trong có một môn bí pháp, gọi thiên nhân hóa sinh trải qua, bên trong ghi lại thiên nhân hóa sinh, cùng thiên địa câu thông, hấp thu linh khí nội công pháp môn, cũng có thể dẫn động thiên địa linh khí nguyên chất, tới luyện chế đan dược, là vì thiên nhân hóa sinh đan. Trước kia từ hoài dược vương, chính là dựa vào thiên nhân hóa sinh đan, tới hòa dịu thiên đấu sát thần sụp đổ triệu chứng. Chỉ là đan dược, thọ ôn hắc mẫu thần cũng sẽ không luyện chế, nàng chỉ có thể hỏa thuật. Huống chi, cái gọi là y đạo, cao minh nhất, chính là chữa bệnh cho người tại không việc gì, nói đúng là người còn không có bệnh thời điểm, liền đã dùng linh dược chữa trị khỏi cơ thể, sẽ không bị bệnh, đều không cần trị liệu, điều lý liền có thể. Nhưng bây giờ thiên đấu sát thần đã phát bệnh, ba quỷ thần ba đạo nguyền rủa đã có hiệu lực hai đạo, như bệnh nguy kịch, lại nghĩ trị liệu khó khăn, coi như từ hoài dược vương tái sinh, lập tức cho thiên đấu sát thần ăn vào thiên nhân hóa sinh đan, cũng không khả năng trong khoảnh khắc khỏi hẳn. Diệp thần trong lòng nặng nhiên, nhìn xem thiên đấu sát thần sắp sụp đổ bộ dáng, thật chẳng lẽ không có thuốc nào cứu được. Đi mau! Mộ chủ, ta lập tức liền muốn lâm vào trong điên cuồng. Thiên đấu sát thần mặt mũi tràn đầy đau đớn, tay trái che lấy đầu mình, thừa dịp còn có chút thanh tỉnh ý thức, hắn như tê liệt giống giận, đột nhiên rút kiếm dậm chân hướng hồn thiên đế phóng đi, thiên đấu lớn đổ kiếm cuồng bạo chém ra, mang theo đỉnh phong đổ sát kiếm ý, như muốn chém chết hết thảy. Hồn thiên đế biểu lộ lập tức ngưng kết, lao nhanh lui lại, song trưởng đẩy ngang mà ra, ngăn cản thiên đấu sát thần cái kia cuồng bạo kiếm thế. Ngươi còn có thể thanh tỉnh. Hồn thiên đế không nghĩ tới. Tại ba quỷ thần nguyền rủa phía dưới, thiên đấu sát thần còn có thể bảo trì điểm thanh tỉnh ý thức. Tại ta biến thành một cái quái vật phía trước, ta trước hết giết ngươi. Thiên đấu sát thần nhếch miệng nhe răng cười, tiếp tục huy kiếm chém giết hướng hồn thiên đế. Hắn đương nhiên giết không chết hồn thiên đế, nhưng hắn chí ít có thể ngăn chặn hồn thiên đế, cho Diệp thần tranh thủ cơ hội rút lui. Diệp thần, chúng ta làm sao bây giờ? Thiên nữ đi tới bên cạnh Diệp thần. Nhìn xem dần dần điên cuồng thiên đấu sát thần, nàng cũng là mười phần lo nghĩ. Diệp thần rất là đau đớn, thiên đấu sát thần sức mạnh, đã hoàn toàn từ thân thể của hắn rút đi, phổ biên cảm giác suy yếu bao phủ đi lên, đầu hắn ong ong, đã mất đi sức chiến đấu. Mượn dùng thọ ôn hắc mẫu thần cùng huyết long sức mạnh, tất nhiên có thể chiến, nhưng cũng không cách nào nhúng tay đến thiên đấu sát thần cùng hồn thiên đế loại này cấp bậc trong chiến đấu đi. Đi a! Thiên đấu sát thần cuồng hống. Hai mắt đã triệt để huyết hồng, linh hồn hắn hoàn toàn thoát ly luân hồi mộ địa, chỉ có bị ba quỷ thần nguyền rủa ăn mòn, cuối cùng triệt để đánh mất lý trí, biến thành quái vật hạ tràng. Hắn cũng biết kết quả của mình, cho nên sớm đem chính mình hồn ấn, lưu tại luân hồi trong mộ địa. Sau trận chiến này, mạt sát ta hồn ấn, mộ chủ, ta không muốn lại biến thành một cái, giống,
Thiên đấu sát thần còn muốn nói nhiều cái gì, nhưng ý thức đã triệt để hỏng mất, chỉ còn lại điên cuồng sát nghiệp, hắn như một đầu bùng nổ như dã thú gầm thét, kiếm trong tay không có trình tự kết cấu cuồng vũ chém loạn, lưng phía sau bốn cái cánh tay, lại xoát xoát dài ra giống như xúc tu hướng hồn thiên đế chộp tới, tràng diện mười phần kinh khủng. Hồn thiên đế sầm mặt lại, không ngừng xê dịch thân pháp né tránh, tại thiên đấu sát thần điên cuồng dưới thế công, hắn trong lúc nhất thời lại cũng khó mà phản kích. Diệp thần nhìn xem thiên đấu sát thần điên cuồng như vậy bộ dáng, trong lòng lập tức mát lạnh. Hắn có thể cảm thấy, thiên đấu sát thần thức hải, đã triệt để hư thối rơi mất, tại hư thối nguyền rủa ăn mòn, hết thảy thanh tỉnh ý thức, cũng như trong vòng xoáy trang giấy giống như, triệt để hòa tan nát giữa chôn vùi. Diệp thần cảm giác trong lòng của mình, giống như cũng có cái gì trụ cột một dạng đồ vật sụp đổ. Chúng ta đi trước đi, Diệp thần. Thiên nữ mắt thấy thiên đấu sát thần điên cuồng bộ dáng, chỉ sợ chính mình cùng Diệp thần lọt vào tai họa, nàng liền vội vàng lôi kéo Diệp thần tay, hướng phía ngoài chạy đi. Sát thần đại ca, không. Thủy mẫu đế cơ nhìn thấy thiên đấu sát thần đã điên cuồng, hai mắt liền nước mắt chảy ròng, trong lúc nhất thời không biết như thế nào cho phải. Hỗn loạn cùng điên cuồng trong chiến đấu, một bóng người nhưng lại từ trong phế tích ngồi dậy, đó chính là Vân Chu, hắn sớm bị sụp đổ tinh không đế lăng cùng bùn đất bao phủ, toàn thân vết thương chồng chất, nhưng lúc này tỉnh lại, vết thương trên người lại phi tốc khép lại, từng sợi kim sắc dược phủ quanh quẩn hắn. Thực sự là điên cuồng a. Vân Chu nhìn xem nổi điên thiên đấu sát thần, hai tay đem chính mình méo xẹo đầu phủ chính, bác hảo xương cổ đầu, sau đó lắc lư mấy lần đầu, phát ra thở dài âm thanh. Lão phu cỗ này vật chứa, nhưng chịu không được các ngươi giày vò, vẫn là nhanh chóng chuồn đi thì tốt hơn. Vân Chu người nhẹ nhàng dựng lên, còn hết sức trẻ tuổi hắn, lại là một bộ bình chân như vậy, đôi mắt tang thương bộ dáng, chắp hai tay sau lưng, dậm chân hướng ra phía ngoài bay lượn mà đi. Hồn thiên đế nhìn thấy Vân Chu thân ảnh, lập tức lông mày nhíu một cái, nghĩ thầm, tiểu tử này là ai, thân phận tựa hồ không đơn giản. Nhưng, tại thiên đấu sát thần điên cuồng xâm bức phía dưới, hắn cũng không rảnh suy nghĩ nhiều, đành phải chào hỏi ứng đối. Thủy mẫu đế cơ cũng nhìn thấy Vân Chu, khi nàng nhìn thấy Vân Chu cái kia già nua ánh mắt, thân thể lập tức run lên, giống như nhìn ra cái gì, kêu lên, lão tiền bối, chậm đã. Liền bước nhanh hướng Vân Chu đuổi theo. Hai người ở phía sau, thiên nữ cùng Diệp thần đi ở phía trước, gặp được Dược Vương gia tộc tộc trưởng Vân Phi Hồng, còn có mấy cái người sống sót, tất cả mọi người là mười phần thê thảm bộ dáng. Diệp thần tử thần uy năng, thiên đấu sát thần sát lục huyết sát, hồn thiên đế tử vong ma khí, luân phiên ở giữa phiến thiên địa này tàn phá bừa bãi. Ngày xưa phồn hoa phì nhiêu Dược Vương cổ địa, đã trở thành hoàn toàn tĩnh mịch phế tích, đại địa dễ dàng sụp đổ. Đám người một bước đi ra. Phía trước đại địa liền không ngừng răng rắc nứt ra sụp đổ, trở thành vực sâu không đáy, đã không có bao nhiêu có thể đặt chân địa phương. Lên đây đi. Thiên nữ tế ra thần Chu Thiên Kiếm, hóa thành phương Chu, ôm lấy Diệp thần đi lên, lại gọi Vân Phi Hồng bọn người lên thuyền. Vân Phi Hồng bọn người sau khi lên thuyền, Vân Chu ở phía sau chạy gấp kêu to, chậm đã, các loại lão phu. Hắn tung người nhảy lên, lại thân hóa nhật nguyệt chi quang, phá không bay lượn mà đến. Trong nháy mắt liền leo lên thuyền. Diệp thần, thiên nữ, Vân Phi Hồng mấy người, nhìn thấy hắn cái này thần hồ kỳ kỹ thân pháp, đều là kinh ngạc. Cái này thân hóa nhật nguyệt chi quang thân pháp, không không lúc nào khoảng không cực kỳ hiếm thấy, liền hồn thiên đế loại này vô thượng đạo quân đều không làm được, bởi vì dính líu tới tinh không bị ngạn nhật nguyệt cảnh pháp tắc. Diệp thần nắm giữ lấy nhật nguyệt thân pháp, nhưng thân pháp của hắn, cũng tuyệt đối không thể cùng Vân Chu so sánh. Lão tiền bối. Mang theo ta. Thủy mẫu đế cơ ở phía sau kêu gọi, thở hổn hển hơi có điểm chật vật bay lên thuyền. Một thuyền người cũng chỉ có Vân Chu, có thể duy trì bình tĩnh bình tĩnh. Vân Chu, không, ngươi không phải Vân Chu. Vân Phi Hồng sợ hãi đứng lên, vô cùng rung động nhìn xem Vân Chu, đây không phải hắn trong trí nhớ nhi tử, con của hắn không có lợi hại như vậy. Hơn nữa nhìn Vân Chu biểu lộ tư thái, bộ kia trải qua tang thương bộ dáng. Hoàn toàn không có trước kia thiếu niên khí. Ha ha ha, xin lỗi, mượn con của ngươi thân thể dùng một chút, hắn bây giờ là lão phu vật chứa. Ngươi yên tâm, lão phu sẽ không tổn thương hắn. Vân Chu cười ha ha một tiếng, sờ lên cằm của mình, làm ra vuốt râu tư thế, lại phát hiện chính mình không có sợi râu, bàn tay cứng đờ, lại cười ha hả, giữa lông mày mặc dù bao hàm tang thương, nhưng tính khí lại tựa hồ như mười phần cởi mở mở rộng. Vân Phi Hồng sợ hãi nói,
xin hỏi các hạ là? Vân Chu nói, lão phu đi, lão phu tên thật. Hắn đang muốn trả lời, bỗng nhiên giữa thiên địa ầm ầm một hồi vang dội, một quả màu đen lôi cầu bạo phá hư không, lại hướng về Phương Chu oanh tạc xuống. Cái này màu đen lôi cầu, lại là hồn thiên đế phát ra, hắn mắt thấy thiên nữ muốn lái thuyền rời đi, đâu chịu bỏ qua, đấu với trời sát thần Chu Toàn trong lúc cấp bách, tuôn ra một phát lôi cầu, liền muốn oanh tạc Diệp Thần cùng thiên nữ. Trên thuyền đám người ngoại trừ Vân Chu, đều là giật nảy cả mình, không nghĩ tới hồn thiên đế thực lực, lại cường hãn đến nước này, cùng thiên đấu sát thần trong đánh nhau, lại còn có thừa thãi ra tay tập sát. Âm một cái, Phương Chu lọt vào hồn thiên đế lôi cầu oanh tạc, lập tức bị oanh ra một cái màu đen lỗ thủng, từ trên không trung rũ xuống đi. Ở dưới mí mắt ta, các ngươi còn nghĩ chạy. Hồn thiên đế hừ một tiếng, hắn một mực tại tránh né lấy thiên đấu sát thần tiến công, chỉ làm né tránh, cũng không đánh trả. Bởi vì hướng một người điên đánh trả, không có ý nghĩa, mục tiêu của hắn là Diệp Thần. Hắn tuyệt đối không thể để cho Diệp Thần liền như vậy đào thoát, đây là Chu Diệt Luân Hồi tuyệt hảo thời cơ. Đến nỗi thiên đấu sát thần, thế tiến công giống như mưa to gió lớn như vậy, khó mà bền bỉ, hồn thiên đế chỉ cần kéo dài thời gian, chờ thiên đấu sát thần kiệt lực, hắn liền có thể lấy được kẻ thắng lợi cuối cùng. Phương Chu lao nhanh hạ xuống, Diệp Thần bọn người đều là kinh hãi, đang muốn bỏ thuyền thoát đi, Vân Chu lại là bình tĩnh nói, đừng hoảng hốt đừng hoảng hốt, vấn đề nhỏ. Chỉ thấy bàn tay hắn nhẹ nhàng dựng đứng mạn thuyền, một tia kim sắc dược vụ từ lòng bàn tay truyền ra, cấp tốc tràn ngập, quanh quẩn cả chiếc Phương Chu bên trên lỗ thủng, thế mà cứ như vậy bổ tốt, cả con thuyền lại khôi phục ổn định, vững vàng lơ lửng ở giữa không trung, không tiếp tục rơi xuống. Mắt thấy một màn này, Diệp Thần, thiên nữ bọn người lại là một hồi kinh ngạc. Vân Chu thủ pháp, rõ ràng là dược vương bí điển bên trong bí thuật, hắn vừa mới tựa hồ là đang chữa bệnh, nhưng trị liệu không phải là người, mà là một chiếc thuyền. Hồn thiên đế xa xa thấy được, cũng là kinh ngạc vạn phần, nghĩ thầm, chẳng lẽ là từ hoài dược vương phục sinh, nhập thân vào người trẻ tuổi kia trên thân. Hắn biết từ hoài dược vương lợi hại, đó là viễn cổ thời đại cấp cao nhất y sư, có thể chữa trị không chỉ là người, thế gian vạn vật cũng có thể trị liệu. Tỷ như có người binh khí pháp bảo hư hại, cũng có thể đi tìm từ hoài dược vương, chỉ cần đi qua từ hoài dược vương tay, phì nhiêu tia sáng bao phủ, hết thảy tổn hại bại hỏng chỗ, đều có thể khôi phục. Từ hoài dược vương lại như thế nào, hôm nay có ta ở đây, ai cũng đừng nghĩ đi. Quyết tử ma nhãn, lớn áo nghĩa. Tại ngắn ngủi sau khi kinh ngạc, hồn thiên đế trong mắt lướt qua một vòng xâm nghiêm, lập tức đem quyết tử ma nhãn cực hạn bộc phát, bàng bạc cuồn cuộn ma khí từ trên người hắn bạo dũng mà ra, che khuất bầu trời rất nhanh biến thành tối om om bộ dáng, từng tầng mây đen áp đỉnh. Ầm ầm, kèm theo cửu thiên âm thanh sấm sét, bầu trời nứt ra, từng tầng trong mây đen, sinh ra từng khỏa con mắt màu đen tử. Từng khỏa tràn ngập tử vong ma khí quỷ dị trong mắt, răng rắc không ngừng nứt ra sinh ra, trong khoảnh khắc gắn đầy thiên khung, mỗi một khỏa nhãn cầu đều bộc phát ra kinh khủng tử vong phóng xạ, mà ngay cả không gian đều bị bóp méo tịch diệt, bầu trời cấp tốc mất đi trật tự, trở thành một mảnh vẩn đục hỗn độn. Không tốt, thiên nữ biến sắc, tại cái này tịch diệt vặn vẹo hỗn độn phía dưới, nàng nghĩ xông phá hỗn độn ra ngoài, cũng không phải cái gì chuyện dễ dàng. Hồn thiên đế quá cường hãn, dù sao cũng là vô thượng đạo quân, coi như chỉ là từ trong kẽ tay lộ ra một điểm uy áp, đều đủ để đem thiên nữ áp chế ở trong dược vương cổ địa bên trong, không cách nào thoát ly. Diệp Thần cũng là trầm xuống, nếu như hắn trạng thái đỉnh phong, hẳn là có thể xông phá hỗn độn gò bó ra ngoài, nhưng hắn bây giờ còn là bộ dáng yếu ớt, nhưng cũng khó mà xông phá. Hơn nữa thiên đấu sát thần còn ở nơi này, hắn lại sao yên tâm rời đi. Giống. Lúc này thiên đấu sát thần, càng điên cuồng, dày đặc bầu trời đen như mực trong mắt, mỗi một khỏa cũng là quyết tử ma nhãn, vô số viên con mắt theo dõi hắn, kinh khủng tử vong phóng xạ hàng lâm xuống, đem hắn ra thịt thiêu đốt đến vặn vẹo phòng. Hắn gầm thét, cuồng nhiên huy kiếm hướng hồn thiên đế bổ tới. Hồn thiên đế tại triệt để điên cuồng thiên đấu sát thần công kích đến, cũng không dám sơ suất, bàn tay cầm kiếm chào hỏi chống đỡ, nội tâm đã có một tia sốc nổi. Nếu như chỉ là thiên đấu sát thần cùng Diệp Thần hai người, hắn có lòng tin có thể ứng phó. Nhưng, bây giờ nhiều hơn một cái Vân Chu tựa hồ đã bị từ hoài dược vương phụ thể, hắn nhìn không thấu tương lai biến số. Mà lúc này, thiên kiếm Phương Chu phía trên, Vân Chu vẫn là một bộ bình chân như vại bộ dáng, nhìn thấy hồn thiên đế quyết tử ma nhãn lớn áo nghĩa bộc phát,
đầy trời cũng là quỷ dị trong mắt, hắn cũng không thèm quan tâm. Một chút xíu ôn nhuận kim sắc dược vụ, từ trong cơ thể hắn lan tràn ra, bao phủ cả chiếc phương chu, Diệp Thần Thiên Nữ bọn người, cũng không có bị bên ngoài tử vong phóng xạ ảnh hưởng, chỉ là không gian đã trở thành hỗn độn, bọn hắn cũng khó có thể xông phá hỗn độn rời đi. Tiền bối, chúng ta làm sao bây giờ? Thiên nữ nhìn ra Vân Chu lợi hại, vội vàng dò hỏi. Vân Chu sờ lên không có chòm râu cái cằm, chỉ bầu trời Thái Dương, nói, đến đó. Tử vong phóng xạ lồng che trời địa, nhưng dược phương cổ địa bầu trời kim đan Thái Dương, lại không nhận bất luận cái gì ăn mòn ảnh hưởng, vẫn là vàng óng ánh bộ dáng. Đi, trên Thái Dương sao, thiên nữ có chút kinh ngạc. Vân Chu cười híp mắt gật gật đầu. Vân Phi Hồng vội nói, không thể. Mặt trời kia là tam thanh thần vật, trụ thần kỳ quan, trên thực tế là một khỏa so dược vương kim đan còn muốn lợi hại hơn vạn lần đặc thù kim đan, liền từ hoài dược vương lão tổ tông, cũng không thể chấp trưởng. Cái này kim đan Thái Dương chỉ có thể ngước nhìn cúng bái, khẩn cầu chúc phúc, tuyệt đối không thể tới gần khinh nhờn, bằng không trên kim đan thần dương chi khí, đủ để trong nháy mắt đem chúng ta đốt thành cho tàn. Vân Chu nhàn nhạt khoát khoát tay, nói, đừng hoảng hốt, các ngươi cứ việc đi chính là. Hắn vẻ mặt ôn hòa hướng thiên nữ đạo, tiểu cô nương, mau đi đi, lão phu còn không quá thích ứng thân thể người khác, tu vi lúc được lúc không, chúng ta hay là trước tìm một chỗ nghỉ chân một chút a. Thiên nữ trong lòng hơi động, hỏi, tiền bối thế nhưng là từ hoài dược phương. Nghe được từ hoài dược phương bốn chữ, Vân Phi Hồng ngẩn ngơ, lên một thân nổi da gà, chợt tỉnh ngộ, đúng rồi, cũng chỉ có lão tổ tông khôi phục, mới có thể có như vậy trấn định như thường đại khí phách. Ôi! Ta thật đáng chết. Vân Phi Hồng hung hăng tát mình một cái, tiếp đó bịch một chút liền cho Vân Chu quỳ xuống, nói. Nguyên lai là lão tổ tông phục sinh, xin thứ cho đệ tử ngu dốt, lại không thể nhất thời nhận ra. Vân Chu thấy hắn quỳ xuống, cũng sợ hết hồn, cũng vội vàng quỳ xuống nói, đừng đừng đừng, lão ca, ta mà là ngươi nhi tử, không thể chịu ngươi quỳ lại. Một bên thủy mẫu đế cơ lại là nhíu nhíu mày, nhìn xem Vân Chu nói, lão tiền bối. Ngươi không phải từ hoài dược phương A. Thân phận của ngươi. Cơ thể của Vân Chu cứng đờ, quay đầu nhìn thủy mẫu đế cơ một mắt. Thủy mẫu đế cơ đột nhiên phát hiện, chính mình lại nói không ra lời, giống như bị đồ vật gì tắc lại cổ họng. Vân Chu cười ha hả, nói, lão phu chính là từ hoài dược phương, tạm thời mượn dùng hậu bối tử tôn cơ thể, còn xin chư vị chớ trách. Gặp qua lão tổ tông, Vân Phi Hồng dưới sự kích động, phanh 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 cho Vân Chu dập đầu ba cái. Đừng đừng đừng, ta là con của ngươi. Vân Chu cũng cuống quýt dập đầu hoàn lễ. Đừng, lão tổ tông, vẫn là ta dập đầu cho ngươi. Vân Phi Hồng tiếp tục dập đầu, chỉ sợ chậm trễ lão tổ tông. Đừng, ngươi là cha ta không thể chịu này đại lễ. Vân Chu cũng tiếp tục dập đầu trả lại, hai người phanh 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 lẫn nhau dập đầu không ngừng, tràng diện mười phần hoang đường. Diệp Thần đem hai người kéo ra, nói, hai vị tiền bối thỉnh an ngồi, bối phận sự tình. Cho sau lại nói. Hắn hướng thiên nữ nháy mắt ra dấu, thiên nữ hiểu ý, lập tức thúc giục thiên kiếm thần chu, hướng viên kia kim đan Thái Dương chạy tới. Tới gần đan dương, đám người liền cảm giác một cỗ nóng bỏng sóng nhiệt vọt tới, năng lượng hừng hực đến đủ để đem thiên đế hòa tan. Vân Chu phóng xuất ra một tia kim quang, ngăn cản được sóng nhiệt, để cho thiên nữ thuận lợi lái thuyền trèo lên ngày. Một đoàn người leo lên kim đan Thái Dương, Diệp Thần phóng tầm mắt nhìn tới. Liền thấy trước mắt là một mảnh ánh vàng rực rỡ thánh địa một dạng bộ dáng, hào quang vạn trọng lăn đất, đếm không hết linh tài dược thảo, xanh tươi lượt sinh, từng tòa thiên ngoại thần kim chế tạo thành sơn nhạc, liên miên vô tận, trong không khí lưu chuyển ấm áp kim sắc dược khí, không biết từ chỗ nào vang lên tiếng ngâm sướng, tựa như tự nhiên đồng dạng, gột rửa tâm trần. Cái này kim đan trên Thái Dương, càng là có động thiên khác, là một cái cùng ngoại giới hoàn toàn độc lập thế giới. Mảnh thế giới này từ xưa tới nay chưa từng có ai đặt chân qua, Diệp Thần, thiên nữ bọn người, là nhóm người thứ nhất. Lúc này, Thái Dương bên ngoài, tràn ngập tử vong phóng xạ sát khí, nhưng ở đây, lại là kim quang hà thải lượn lờ, thụy khí bốc hơi thần thánh cảnh tượng. Diệp Thần quay đầu nhìn về phía Thái Dương bên ngoài, lại nhìn thấy hồn thiên đế cùng thiên đấu sát thần, thế mà như pho tượng đứng im bất động, giống như bị người làm định thân chú, không khỏi một hồi ngạc nhiên, nói. Bọn hắn tại sao bất động? Vân Chu chắp hai tay sau lưng, ngắm nhìn trên mặt trời cảnh quan, ánh mắt híp lại, dường như đang trong hồi ức, nghe được Diệp Thần lời nói sau, hắn thản nhiên nói. Không phải bất động,
là động tác trở nên chậm mà thôi, vì nhiêu trên kim đan thời gian pháp tắc, cùng bên ngoài khác biệt, nơi này thời gian, so bên ngoài tốc độ chảy chậm mấy trăm lần, cho nên từ góc độ của chúng ta, quan sát thế giới bên ngoài, thế giới tựa như đứng im bất động đồng dạng. Diệp Thần như có điều suy nghĩ, nói, viên này kim đan Thái Dương, thì ra gọi phỉ nhiêu kim đan. Phỉ nhiêu kim đan, cùng cái kia dược phương kim đan, không biết lại có liên hệ gì. Vân Chu mỉm cười gật đầu. Diệp Thần, ta, đau đầu quá. Một bên thiên nữ, thân thể mềm mại lại là lung la lung lay, trong không khí có màu vàng dược khí bay tới, Diệp Thần cũng ngửi được, đó là phù quang huyễn ức mê huyễn dược khí. Trong khoảnh khắc, thiên nữ liền té xỉu ở Diệp Thần trong ngực. Vân Phi Hồng cùng Thủy Mẫu Đế Cơ hai người, cũng là ùm ùm ngã xuống đất ngất đi. Diệp Thần lại tựa hồ như có cái gì chúc phúc che chở đồng dạng, cũng không có bị mê huyễn, hắn ngạc nhiên nhìn xem Vân Chu, nói, tiền bối, ngươi. Vân Chu cười ha ha một tiếng, tiếng cười kia cũng không lại là thiếu niên tiếng nói, lại là mười phần già nua âm điệu, hắn híp mắt nhìn xem Diệp Thần nói. Bây giờ, chúng ta có thể nói một chút, luân hồi chi chủ. Hoặc, lão phu phải gọi ngươi một tiếng quang chi tử, vẫn là Diệp Thiên Đế đâu. Vân Chu ngồi xếp bằng xuống, màu vàng dược khí như sương khói giống như lượn lờ bốn phía, hết thảy cảnh vật lâm vào trong mê huyễn. Diệp Thần bàn tay không còn một mống. Lại phát hiện chính mình trong lồng ngực thiên nữ, lại như hơi khói giống như tiêu tan không thấy. Thủy Mẫu Đế Cơ cùng Vân Phi Hồng hai người, cũng như xương khói giống như tiêu thất. Diệp Thần kinh ngạc, biết là Vân Chu thủ đoạn, lường trước Vân Chu cũng sẽ không tổn thương thiên nữ bọn người, lập tức lấy lại bình tĩnh, cũng ngồi xếp bằng xuống, hít sâu một hơi, nói. Tiền bối không phải từ Hoài Dược Vương. Phì nhiêu trên kim đan dược khí rồi rào ôn nhuận, Diệp Thần trong lúc hô hấp, liền cảm thấy vô tận linh khí nhập thể, tư dưỡng hắn hư nhược kinh mạch, lực lượng của hắn đang nhanh chóng khôi phục. Hắn nhìn xem Vân Chu, trong mắt tràn đầy vẻ ngưng trọng, mơ hồ cảm nhận được kỳ quặc. Trước mắt Vân Chu, tự nhiên là bị người bám vào người, nhưng phụ thể hắn người, hẳn sẽ không là Từ Hoài Dược Phương. Bởi vì, Vân Phi Hồng đều nói qua, trước kia Từ Hoài Dược Phương thời kỳ cường thịnh, cũng không thể chấp trưởng kim đan Thái Dương, liền tới gần đều không làm được. Nhưng cái này Vân Chu, lại là nhẹ nhõm che chở lấy Diệp Thần bọn người, leo lên Thái Dương. Diệp Thần ẩn ẩn cảm thấy, phụ thân Vân Chu người, thân phận so với Từ Hoài Dược Vương, có thể còn kinh khủng hơn rất nhiều. Bây giờ, giữa thiên địa, cũng chỉ còn lại có Diệp Thần cùng Vân Chu hai người, thiên nữ, Thủy Mẫu Đế Cơ bọn người không thấy, Diệp Thần tinh thần, cũng như bị một tầng mây khói ngăn cách, không cách nào cùng luân hồi mộ địa câu thông, hết thảy thiên cơ đều bị ngăn cách, che đậy, phong tỏa. Tiền bối là trụ thần, là Từ Hoài Dược Phương sau lưng vị kia trụ thần, là tam thanh đại năng một trong, danh chấn chư thiên Từ Hoài Dược Phương, bất quá là tiền bối đệ tử. Diệp Thần nhìn xem Vân Chu, đại khái đã đoán được thân phận của hắn. Ha ha ha, người rất thông minh, không hổ là trong truyền thuyết luân hồi chi chủ. Vân Chu sờ lên cằm cười nói, tiếng nói vẫn là già nua tang thương lại cởi mở thoải mái bộ dáng, nhìn về phía Diệp Thần trong ánh mắt, cũng là nhiều hơn mấy phần thưởng thức. Kỳ thực ta sớm nên đoán được, Vân Chu lại có thể tiêu hóa dược vương kim đan, sau lưng tất có kỳ quặc, mà cái này kỳ quặc chỉ có một cái khả năng, chính là trụ thần. Diệp Thần nói, dược vương kim đan chính là dược vương bí điển đạo thống chỗ, người phàm không thể tiêu hóa, mà Vân Chu lại tiêu hóa thành công, cái này hiển nhiên không phải chính hắn sức mạnh, sau lưng có khác cao nhân. Vân Chu cười tủm tỉm nói, hắc hắc, lão phu cần một bộ vật chứa, vừa vặn cái này gọi Vân Chu người trẻ tuổi. Hắn nuốt lão phu dược vương kim đan, tính mệnh cùng kim đan xen lẫn, có lắng động nhân quả, lão phu liền phụ thân với hắn. Diệp Thần nói, vậy chân chính Vân Chu đâu? Đã chết rồi sao? Vân Chu cười nói, cái đó ngược lại không có, ha ha, lão phu đan y chi thuật có 102 chư thần, chỉ cần một điểm linh dược khí, liền có thể bảo hộ hắn chu toàn, như thế nào lại thương tính mạng hắn? Nếu là hắn chết, chẳng phải là lộ ra lão phu y thuật không tinh? Diệp Thần trong lòng hơi động, nhìn xem ngoại giới như pho tượng bất động thiên đấu sát thần cùng hồn thiên đế, hướng Vân Chu nói, tiền bối đã buông xuống, không biết có thể hóa giải khốn cục trước mắt. Thiên đấu sát thần lọt vào ba quỷ thần nguyền rủa xâm lấn, đã nổi điên, Diệp Thần muốn cứu chữa hắn. Vân Chu cười nói, đây là các ngươi kiếp, chỉ có tự độ, lão phu không thể nhúng tay quá nhiều. Nhưng, ngươi yên tâm, luân hồi chi chủ, lão phu nghĩ kết giao ngươi người bạn này. Có thể truyền cho ngươi một chút thần công bí thuật,
giúp ngươi thay đổi cục diện. Ha ha, suýt nữa quên mất nói, lão phu pháp hiệu gọi Phỉ Nhiêu Đế Quân, chính là một trong tam thanh, ngươi nhất định muốn nhớ kỹ tên của lão phu, bằng không về sau chúng ta có thể không cách nào lại gặp, dù sao cỗ này vật chứa. Hắn nhéo nhéo thân thể của mình, tựa hồ không hài lòng lắm bộ dáng. Có chút quá yếu, một khi xảy ra điều gì sai lầm, vật chứa sụp đổ, lão phu đã mất đi neo điểm, lại nghĩ buông xuống, nhưng là khó khăn. Nhưng, chỉ cần ngươi nhớ kỹ tên của lão phu, thì tương đương với có một cái neo điểm, có neo điểm tồn tại, lão phu liền có thể buông xuống. Diệp Thần chấn động trong lòng, lẩm bẩm nói, Phỉ Nhiêu Đế Quân, neo điểm. Phỉ Nhiêu Đế Quân bốn chữ này, hắn còn có ấn tượng, phía trước Siva tựa hồ đề cập tới, nhưng Siva lại là giữ kín như bưng bộ dáng, Phỉ Nhiêu Đế Quân cái danh hiệu này, dường như là một cái cấm kỵ. Bây giờ, Diệp Thần nghe được Vân Chu thẳng thắn thân phận, hắn kỳ thực chính là Phỉ Nhiêu Đế Quân, một trong tam thanh. Thân người tên này, Diệp Thần đầu óc ong ong, nội tâm có loại rung động dữ dội, tựa hồ kích phát cái gì cấm kỵ thần phạt, ngực phiền muộn đến kịch liệt. Vân Chu, không, nói đúng ra, hẳn là Phỉ Nhiêu Đế Quân, hắn nhìn thấy Diệp Thần bộ dáng như vậy, cũng tại trong dự liệu, liền phất tay phóng xuất ra một tia kim sắc linh dược khí, quanh quẩn Diệp Thần toàn thân. Chỉ một thoáng, Diệp Thần liền cảm giác thần thanh khí sảng, tinh thần một chút lại khôi phục lại, nội tâm của hắn đối với Phỉ Nhiêu Đế Quân tràn ngập khâm phục, nói, Đế Quân tiền bối hảo thủ đoạn, tại hạ bội phục. Phỉ Nhiêu Đế Quân cười nói, chỉ là một điểm đan y tiểu thuật thôi, người muốn học, lão phu có thể dạy ngươi. Nói xong, Phỉ Nhiêu Đế Quân hai tay bóp quyết, trên thân kim quang nở rộ, từng đạo diệu uẩn vô tận ký tự, liền từ hắn quanh người kim quang bên trong diễn hóa đi ra, cái kia rất nhiều ký tự, liên kết đứng lên, chính là Dược Vương Bí Điển Bí Pháp. Đây là, Dược Vương Bí Điển. Diệp Thần nhìn xem Phỉ Nhiêu Đế Quân trên thân hiển hóa ra ký tự, lập tức liền nhận ra. Phỉ Nhiêu Đế Quân cười nói, không tệ, cái kia Dược Vương Kim Đan, đã bị lão phu tiêu hóa, dùng để tăng cường cỗ này vật chứa thể phách, kim đan ẩn chứa đan y bí thuật, đều ở nơi này. Hắn nói chuyện ở giữa, lại một bên vận công, để cho trên thân hiển hóa ra bí điển ký tự, càng thêm kim quang lập lòe cùng rõ ràng. Diệp Thần từng chữ, đều thấy hết sức rõ ràng. Phỉ Nhiêu Đế Quân nói, cái này Dược Vương Bí Điển, nói đúng ra, phải gọi Phong Nhiêu Bí Điển, là lão phu sáng tạo đan y tuyệt học, nhưng, Phong Nhiêu, hai chữ, có thể sẽ xúc phạm cấm kỵ, vì để tránh cho tai họa phàm nhân, lão phu liền đem Phong Nhiêu Bí Điển đổi gọi thành Dược Vương Bí Điển. Ân, bất quá các ngươi, vẫn là tiếp tục gọi Dược Vương Bí Điển thì tốt hơn, dù sao tên của lão phu, cuối cùng vẫn là một cái cấm kỵ. Cái này Dược Vương Bí Điển, phân chính đạo thiên cùng tà đạo thiên pháp môn, người đã học được, bây giờ có thể lĩnh ngộ chính đạo thiên áo nghĩa. Cái này chính đạo thiên, áo nghĩa tinh túy là một cái, phong chữ, cùng tà đạo thiên, họa, chữ tương đối, phong tự quyết so họa tự quyết cao thâm hơn, dù sao họa là phá hư, mà phong là xây dựng vĩnh viễn muốn so phá hư gian khổ. Phỉ Nhiêu Đế Quân êm tai nói, hướng Diệp Thần giải thích Dược Vương Bí Điển chính đạo thiên huyền bí, hạch tâm chính là một cái phong chữ. Người có thể chậm rãi học, chậm rãi ngộ, luân hồi chi chủ, không cần gấp nhất thời, bởi vì chúng ta nơi này thời gian, tương đối bên ngoài là bất động, người không cần lo lắng sẽ chỉ hoãn cái gì, càng không thể bởi vì lo nghĩ chuyện ngoại giới, mà rối loạn tự thân trận cước. Tuy nói bởi vì thời gian pháp tắc bất đồng, ở chỗ này quá lâu, sẽ đối với cơ thể không tốt, nhưng có lão phu tọa trấn nơi này, hết thảy ương tội trạng đều có thể hóa giải. Phỉ Nhiêu Đế Quân hai tay bão nguyên, quanh thân ký tự ổn định lại, Dược Vương Bí Điển chính đạo thiên huyền bí, liền không giữ lại chút nào hiện ra ở Diệp Thần trước mắt. Diệp Thần ngưng mắt quan sát, quả nhiên liền phát hiện, chính đạo thiên pháp môn, so tà đạo thiên phức tạp thâm ảo rất nhiều. Chính đạo thiên tinh túy, là một cái phong chữ, trị bệnh cứu người đạo lý, chính là ban cho nhân thể Phỉ Nhiêu chúc phúc. Cái này Phỉ Nhiêu pháp môn, không chỉ có thể dùng đến trị bệnh cứu người, còn có thể trị liệu vạn vật, thậm chí là trị liệu thế giới, vô cùng cao thâm. Diệp Thần ngộ tính rất tốt, cái này Phỉ Nhiêu pháp môn mặc dù 10 phần thâm ảo, nhưng hắn nhìn mấy lần sau, cũng là hoàn toàn lĩnh ngộ thấu triệt, trong đầu như có một đạo lưu quang xẹt qua, các loại trước đó chưa từng tiếp xúc đại đạo, một chút dung hội quán thông. Chỉ là cỗ này ngộ đạo, liền để Diệp Thần đột phá, cơ thể ông một tiếng, kim quang nở rộ, hắn tu vi đã từ cửu đỉnh cảnh 9 tầng trời trung giai, đột phá đến 9 tầng trời cao cấp tình cảnh. Lần này đột phá, Diệp Thần chỉ cảm thấy toàn thân nhẹ nhàng khoan khoái,
trước đây chiến đấu tiêu hao nguyên khí, đang nhanh chóng khôi phục, toàn thân sức mạnh lại mạnh mẽ rất nhiều. Phì Nhiêu đế quân nhìn thấy Diệp Thần đột phá dị tượng, cũng đúng y một tiếng, nói, luân hồi chi chủ, ngươi như thế nào? Diệp Thần mở to mắt, trong đôi mắt tràn đầy hiểu ra thần quang, nói, đa tạ tiền bối truyền công, cái này dược vương bí điển chính đạo thiên Phì Nhiêu pháp môn, ta đã lĩnh ngộ. Phì Nhiêu đế quân giật nảy cả mình, kinh ngạc nói, nhanh như vậy liền lĩnh ngộ. Cái này, ngươi cũng đừng lừa gạt lão phu, đây không có khả năng, lão phu dốc hết tâm huyết sáng tạo ra Phì Nhiêu thần thuật, trước kia lấy từ hoài dược vương chi tư, muốn học chút ra lông đều phải hao phí vạn năm, ngươi cứ như vậy một cái chớp mắt, liền lĩnh ngộ. Diệp Thần nói, chính là. Phì Nhiêu đế quân vẫn là không tin, nói, vậy lão phu lại hỏi ngươi, lão phu cái này Phì Nhiêu thần thuật, có bao nhiêu loại biến hóa? Diệp Thần nói, tiền bối Phì Nhiêu pháp môn, chủ yếu có 9 loại, chính là ánh sáng của bầu trời thần dược thuật, phong nhương chú, thiên nhân hóa sinh trải qua, phù quang huyễn ức, bát quái đạo kinh, tiêu tan nghiệt giải ách chú, sinh mệnh tạo hóa lô, kỳ thích thần thụ, thần ân lớn phù hộ thuật. Cái này 9 loại pháp môn, trước kia từ hoài dược vương, chỉ học sẽ phía trước 4 loại, liền độc bộ chư thiên, danh chấn hoàn vũ, tiền bối sáng tạo chi thuật, đích thật là uyên thâm khó lường, ta mặc dù đã lĩnh ngộ, nhưng còn cần thời gian tiêu hóa, thậm chí muốn dung hội quán thông, cần tiêu phí không thiếu tinh lực cùng thời gian. Dược vương bí điển Phì Nhiêu pháp môn, thực sự quá cao thâm, chính là một tòa bảo tàng khổng lồ, Diệp Thần biết bảo tàng hết thảy, nhưng muốn triệt để tiêu hóa bảo tàng, biến hóa để cho bản thân sử dụng mà nói, cũng cần không thiếu thời gian. Nhưng bất kể như thế nào, có thể lĩnh ngộ dược vương bí điển 9 loại thần thuật, Diệp Thần cứu chữa thiên đấu sát thần liền có hy vọng, hơn nữa có hy vọng triệt để trị tận gốc. Trước kia từ hoài dược vương, cứu chữa thiên đấu sát thần, chỉ là chỉ phần ngọn, cũng không trị tận gốc, cũng không phải hắn không muốn, mà là y thuật có hạn, làm không được. Nhưng Diệp Thần mà nói, hiện tại hắn đã hoàn toàn lĩnh ngộ dược vương bí điển, tại trong chớp mắt, hắn đan y chi thuật, Phì Nhiêu chi pháp, đã vượt qua từ hoài dược vương. Từ hoài dược vương làm không được sự tình, hắn có lẽ có thể làm được. Phì Nhiêu đế quân chấn động trong lòng, nhưng vẫn là có chút không thể tin được, nói, ngươi thật sự hoàn toàn lĩnh ngộ. Vậy lão phu hỏi lại ngươi, cái này 9 loại Phì Nhiêu pháp môn bên trong, tiêu tan nghiệt giải ách chú có gì huyền bí? Diệp Thần suy nghĩ một chút, nói, tiêu tan nghiệt giải ách chú, hạch tâm chính là tiêu nghiệt, hai chữ, thế gian tồn tại đủ loại tội nghiệt, người từ xuất sinh đến tử vong, hoàn vũ chúng tinh từ sinh ra đến hủy diệt, một kiện đồ vật từ hoàn hảo đến tổn hại, trong lúc này quá trình, chính là tích nghiệt. Nghiệt, là hết thảy sa đọa cùng tử vong căn nguyên, chỉ cần có thể xóa đi tội nghiệt, thì có thể làm cho thụ thương vết thương khôi phục, tử vong thân thể thức tỉnh, phá diệt thế giới trùng sinh. Vừa mới chúng ta khống chế Phương Chu, leo lên Thái Dương trên đường, lọt vào hồn thiên đế công kích, Phương Chu tổn hại, tiền bối chính là thi triển tiêu tan nghiệt giải ách chú, để cho hư hại Phương Chu lại khôi phục bình thường. Vừa nói, Diệp Thần từ dưới đất nhặt lên một đoạn cành khô, bàn tay kim sắc linh dược khí phun lên mỏng, quán chú đến cành khô bên trong, cái kia cành khô hoa lạc một chút, thế mà một lần nữa bắn ra màu xanh biếc, rất nhanh liền đã biến thành một đoạn mới tinh ôn nhuận, giống như mới vừa từ trên cây bẻ tới cành, phía trên còn rút ra mầm non. Một màn này, giống như là Diệp Thần ra tay, chữa khỏi cành khô, nhưng trên thực tế, hắn cũng không phải trị liệu, mà là tiêu tan nghiệt. Chỉ cần đem cành khô phía trên nghiệt hóa giải mất, nghiệt không tồn tại, chết đi tiêu tụy đồ vật, liền có thể lần nữa khôi phục phồn vinh sinh cơ, đây chính là Phì Nhiêu thủ đoạn, lấy Phì Nhiêu tới tiêu tan nghiệt, giải ách, phá chướng. Môn này tiêu tan nghiệt giải ách chú, liền lợi hại đến nước này, có thể để người chết tô sinh, để cho phá diệt thế giới khôi phục, nghịch chuyển tội nghiệt, diệu pháp vô tận. Liền xem như năm đó từ hoài dược vương, cũng không thể lĩnh ngộ tiêu tan nghiệt giải ách chú, bởi vì thực sự quá phức tạp đi, tội nghiệt hàng tồn, muốn nghịch chuyển tội nghiệt là phi thường chật vật. Còn có, thi triển tiêu tan nghiệt giải ách chú, tiêu tan nghiệt trong quá trình, tự thân cũng có thể là bị tội nghiệt phản phệ, phong hiểm khá lớn. Nhưng Diệp Thần thủ pháp tinh diệu, cũng không có lọt vào bất luận cái gì phản phệ, hắn đã triệt để lĩnh ngộ tiêu tan nghiệt giải ách chú, hơn nữa thông thạo nắm giữ. Phì Nhiêu đế quân nhìn xem Diệp Thần trong tay một lần nữa bắn ra sinh cơ cành khô, lập tức liền ngây dại, không thể tin hít sâu một hơi, nói. Thực sự là, không thể tưởng tượng nổi. Luân hồi chi chủ, Cầm Minh đế quân nói không sai. Ngươi ngộ tính quả nhiên nghịch thiên. Xem ra, lão phu y thuật, có người kế nghiệp.
Thế gian lại có thiên tài như thế. Xem ra luân hồi chi chủ quả nhiên là trong truyền thuyết cái kia duy nhất có thể. Âm thanh hoàn toàn mà dừng. Diệp thần trong lòng hơi động, nói, cầm minh đế quân. Phì nhiêu đế quân nói, không tệ, chính là ban cho ngươi hỗ tự quyết lão gia hỏa kia, ha ha, hắn là hảo hữu chí giao của lão phu, ngươi nhớ lại hắn sao? Diệp thần chấn động, đầu một hồi như tê liệt kịch liệt đau nhức, trong chốc lát toàn bộ nghĩ tới. Trước đây tam thanh bên trong, một vị nào đó đại năng từng ban cho hắn một cái lẫn nhau chữ, nhưng về sau hắn quên rồi vị kia đại năng tên, bây giờ nghe Phỉ Nhiêu đế quân nói tới, mới đột nhiên nhớ tới. Vị kia đại năng, liền kêu cầm minh đế quân. Ta, nhớ ra rồi. Vì cái gì, làm sao lại, ta phía trước là thế nào sẽ quên đi vị tiền bối kia? Chẳng lẽ có người phá hủy trí nhớ của ta? Diệp thần một hồi mê mang. Phỉ Nhiêu đế quân thở dài, bởi vì cái gọi là tam thanh, kỳ thực là một cái cấm kỵ, cầm minh đế quân cùng ngươi liên lạc còn chưa đủ sâu, cho nên ngươi sẽ quên đi hắn. Thậm chí, chờ lão phu sau khi rời đi, ngươi cũng có thể sẽ quên đi tên của lão phu. Diệp thần nói, làm sao lại? Phỉ Nhiêu đế quân nói, biết, vì để tránh cho chuyện này phát sinh, chúng ta cần tăng cường liên lạc, ân. Ngươi học được lão phu dược vương bí điển, trên người ngươi đã có ta neo điểm, nhưng trên người của ta, còn không có ngươi neo điểm. Lão phu quyết định, muốn đem tên của ngươi, khắc vào trên thân thể, đã như thế, lão phu trên người có dấu vết của ngươi, song phương neo điểm lẫn nhau tồn, ngươi cũng sẽ không lại quên đi lão phu. Đây cũng là duy nhất biện pháp. Nói xong, Phỉ Nhiêu đế quân lại giải khai quần áo, ngón tay tại hư không vạch một cái, vạch ra Diệp thần hai chữ. Hai chữ này sau đó hóa thành quang, dung nhập trong thân thể của hắn. Một màn kinh người liền xuất hiện, chỉ thấy Phỉ Nhiêu đế quân trên thân thể, lít nha lít nhít, liền hiện đầy ký tự, mỗi một đạo ký tự, phá giải ra tới, cũng là Diệp thần tên. Hắn càng là đem Diệp thần tên, khắc ở trên thân thể. Diệp thần lấy làm kinh hãi, chỉ thấy Phỉ Nhiêu cơ thể của đế quân, lúc này lại như lưu ly trở nên nửa trong suốt, tràn đầy quang. Có thể nhìn đến trong thân thể của hắn tạng phủ cùng xương cốt, còn có kinh mạch. Chỉ thấy Phỉ Nhiêu đế quân xương cốt, tạng phủ, kinh mạch, thể nội từng tấc một, đều khắc đầy Diệp thần tên, viên kia đại não phía trên, đại não nếp gấp bên trên cũng rậm rạp chẳng chịt, hiện đầy ký tự, tất cả đều là Diệp thần tên. Cứ như vậy, người có lão phu neo điểm, lão phu cũng có người neo điểm, sâu như vậy ấn ký, người cuối cùng sẽ không quên lão phu. Phỉ Nhiêu đế quân cởi mở nở nụ cười. Tựa hồ đối với cách làm của mình phi thường hài lòng. Diệp thần nói, cái này neo điểm đến thực chất là cái gì? Phỉ Nhiêu đế quân suy ngẫm một chút, nói, ân, cái gọi là neo điểm đi. Kỳ thực chính là một cái định vị tọa độ. Có neo điểm định vị, coi như thế giới triệt để bị vực sâu nuốt hết, hoặc triệt để bị ánh sáng của bầu trời che giấu, lâm vào vô tận trong ngượng ngùng, chúng ta lẫn nhau đều có thể tìm được sự tồn tại của đối phương, cũng sẽ không quên lẫn nhau. Diệp thần đại khái đã hiểu, như có điều suy nghĩ, gật đầu một cái, nhưng trong lòng còn có rất nhiều nghi vấn chỗ, liền lại hỏi, cái kia cái gọi là cấm kỵ, lại là cái gì? Tiền bối, vì cái gì các ngươi tam thanh, sẽ trở thành cấm kỵ? Nghe Diệp thần tra hỏi, Phỉ Nhiêu đế quân trong đôi mắt, lập tức liền lướt qua một vòng ngưng trọng, thở dài, đó đều là thái sơ thủ bút. Diệp thần nói, thái sơ. Phỉ Nhiêu đế quân nói, ân, đúng vậy, cái gọi là 72 trụ thần. Là kế tục thái sơ chi quang ý chí sinh ra, thái sơ ban sơ mục đích, là muốn lợi dụng 72 trụ thần, đi giúp hắn chế tạo hoàn mỹ thế giới, áp chế vực sâu hắc ám. Chỉ có đem vực sâu áp chế hoàn toàn, thế giới mới có thể vĩnh viễn bảo trì quang minh, đây là thái sơ mục đích, hắn muốn thiết lập một cái vĩnh hằng quang minh thế giới, chỉ có quang tồn tại, chỉ có hắn vĩ đại nhất, không có bất kỳ cái gì hắc ám. Nhưng, chỉ có quang, không có có hắc ám, thế giới như vậy. Căn bản không thể xưng là hoàn mỹ, chân chính hoàn mỹ, là âm dương hòa hợp, thiên địa đồng thời sinh, đây mới thật sự là cả ngày chi đạo. 72 trụ thần sinh ra sau đó, ra chút sai lầm, mặc dù tuyệt đại bộ phận trụ thần, đều tin phụng quang chi đạo, đều mơ ước biến thành quang, nhưng lão phu, còn có cầm minh đế quân, kim vũ đế quân, ba người chúng ta, cũng không phải muốn như vậy. Chúng ta nhìn thấy thế giới trung cực, cũng không phải thái sơ miêu tả loại kia vĩnh hằng quang minh thế giới. Mà là âm dương đồng thời sinh thế giới, cả ngày chi đạo là âm dương thái cực, không phải riêng. Trong lúc nói chuyện, Phỉ Nhiêu đế quân ngữ khí, cũng dần dần trở nên phẫn uất, sau lưng hiển hóa ra một cái âm dương bát quái thái cực đồ, đó là hắn thờ phụng cả ngày chi đạo.
Quang lừa gạt chúng ta, chân chính trung cực không phải hắn. 72 trụ thần bên trong, Ban Sơ nhìn thấy chân tướng, có 6 người, Lão Phu, Cầm Minh Đế Quân, Kim Vũ Đế Quân, được xưng là Tam Thanh, còn có Nhiễu Sóng Lão Tổ, Hư Thối Lão Tổ, Ác Mộng Lão Tổ, bọn hắn được xưng là ba quỷ thần, chúng ta cũng là nhìn thấy trung cực chân tướng tồn tại. Khác trụ thần, đều bị Quang lừa gạt, Quang còn đem trên người mình sống nhờ u ác tính, các loại vực sâu u ác tính sát khí, đều trồng trọt đến trụ thần trên thân, sản xuất ra phần thiên đại kiếp. Hắn phải dùng phần thiên đại kiếp đau đớn, dày vò chư thần, khiến cho trụ thần tại trong thống khổ, tìm kiếm siêu thoát, liền sẽ không tiếc bất cứ giá nào, đi hoàn thành nhiệm vụ của hắn, chính là cái gọi là sáng thế, sáng tạo hắn trong giấc mộng vĩnh hằng quang minh thế giới. Phì Nhiêu Đế Quân ngữ khí càng thê lương, Diệp Thần nghe dùng mình. Nói như vậy, cái gọi là Thái Sơ Chi Quang, ngược lại là hết thảy âm mưu hắc thủ sau màn. Đây thật là, khó có thể tưởng tượng. Diệp Thần suy nghĩ xuất thần, không thể tin được, đột nhiên cảnh giác lên, nói. Tiền bối, chúng ta ở đây thảo luận, vạn nhất kinh động Thái Sơ, chẳng phải là. Phì Nhiêu Đế Quân khoát khoát tay, nói, không sao, Lão Phu đã dùng phù quang huyễn ước mê huyễn chi thuật, ngăn cách chân thực, bây giờ hai người chúng ta, cũng là tại trong ảo mộng, hết thảy thiên cơ cứ nói đừng ngại. Huống chi, Thái Sơ bị ký sinh u ác tính, dày vò đến càng ngày càng đau đớn. Hắn hẳn là không để ý tới chúng ta, cũng chính bởi vì Thái Sơ suy sụp, Quang Huy không còn đỉnh phong thời điểm hừng hực, chúng ta Tam Thanh mới có khả năng hồi phục. Diệp Thần gật gật đầu, vẫn có chút thất thần bộ dáng, nói, Thái Sơ càng là hắc thủ sau màn, ta vẫn khó có thể tưởng tượng. Nhưng Thái Sơ là người xấu, chẳng lẽ vực sâu u ác tính, lại trở thành người tốt? Có lẽ, chúng ta giữa hai bên, đều cũng khó phân đúng sai, chỉ là lập trường khác biệt thôi. Thế gian vĩnh viễn không có tuyệt đối đúng và sai. Diệp Thần ánh mắt dần dần ngưng luyện, cũng không có bị đơn giản thiện ác tốt xấu nhiễu loạn đạo tâm. Phì Nhiêu Đế Quân nói, đúng vậy, Thái Sơ có Thái Sơ mưu đồ, hắn muốn thành lập một cái vĩnh hằng quang minh thế giới, trong mắt hắn, có lẽ không có sai, khác trụ thần hậu tới nhìn thấy chân tướng, biết ngoại trừ Thái Sơ, còn có vực sâu tồn tại, nhưng bọn hắn vẫn như cũ lựa chọn tin tưởng Thái Sơ. Bởi vì theo bọn hắn nghĩ, vĩnh hằng quang minh thế giới không có cái gì không tốt, không có hắc ám, thế giới cũng sẽ không chung kết, tất cả mọi người đều có thể hoàn mỹ không sầu sống sót, tốt đẹp dường nào lại vĩ đại nguyện vọng. Diệp Thần không nói gì suy ngẫm, Thiên Tổ, Shiva, Phản Thiên, Vishnu các loại trụ thần, đều nghĩ biến thành quang, còn có Nguyên Thiên Đế, cũng đã nói hắn sẽ đứng tại quang phía bên kia. Thái Sơ hứa hẹn thế giới, vĩnh hằng quang minh, đích xác rất hấp dẫn người. Phì Nhiêu Đế Quân nói, nhưng, Lão Phu khác biệt. Lão Phu từ đầu đến cuối cho rằng, thiên địa có thứ tự, âm dương có luân, chỉ có quang minh thế giới, bất quá là kính hoa thủy nguyệt, cuối cùng nhất định đọa hướng kinh khủng hơn vực sâu. Lão Phu, Cầm Minh Đế Quân, Kim Vũ Đế Quân ba người, chúng ta rất sớm đã lĩnh ngộ một chút âm dương song sinh pháp môn, chúng ta cũng sẽ không chịu phần thiên đại kiếp dày vò, bởi vì chúng ta có thể tại thể nội bảo trì âm dương hòa hợp trật tự, chỉ cần âm dương không mất hoành, liền sẽ không có đau đớn. Không có đau đớn. Không có phần thiên đại kiếp, toàn thân kết sạch như lưu ly, là vì thanh, cho nên chúng ta ba huynh đệ liền gọi, Tam Thanh. Diệp Thần chấn động, nói, tiền bối, thì ra. Các ngươi không cần chịu phần thiên đại kiếp dày vò sao. Phì Nhiêu Đế Quân cười nói, đúng vậy, ngươi phải Cầm Minh Đế Quân truyền thụ hỗ tự quyết, lại lĩnh ngộ Lão Phu Dược Vương Bí Điển chính tà chi tiêu đề chương, ngươi cũng có thể ký kết âm dương trật tự, miễn dịch phần thiên đại kiếp. Diệp Thần như có điều suy nghĩ. Trên thực tế, hắn bây giờ đã có thể miễn cưỡng làm đến, chỉ cần thiêu đốt đầy đủ vật có giá trị, liền có thể triệt tiêu phần thiên đại kiếp mang tới đau đớn. Đây hết thảy thủ pháp, đều nguồn gốc từ âm dương quân hành cả ngày chí lý. Tất nhiên âm dương cân đối, pháp tắc thần diệu như thế, vì cái gì khác trụ thần, còn khốn tại vô tận trong thống khổ. Diệp Thần lại hỏi, Phì Nhiêu Đế Quân nói, muốn đạt tới âm dương quân hành trạng thái, không dễ dàng như vậy, hơn nữa cả ngày đạo âm dương. Bị Thái Sơ định vì cấm kỵ, bất luận cái gì dám can đảm tu luyện âm dương người, đều sẽ bị Thái Sơ coi là phản đồ, một khi Thái Sơ hạ xuống thiên phạt, trụ thần tướng lâm vào tình cảnh vạn kiếp bất phục. Tại Thái Sơ trong mắt, chỉ có vĩnh hằng quang minh pháp tắc, mới thật sự là vĩ đại chính xác pháp tắc, thể nội có kiếp nạn đau đớn, có âm khí, đó đều là vì đăng lâm vĩ đại nhất định chịu lịch luyện, chỉ cần tâm cầm thuần khiết ánh sáng của bầu trời, liền có thể xua tan hắc ám đại kiếp đau đớn, gột rửa tự thân. Trong sáng không một hạt bụi,
chứng đạo vĩnh hằng. Ha ha, lời nói dễ nghe, nhưng thực tế đi. Ngươi xem một chút những cái kia trụ thần, xem Thái Sơ, thậm chí ngay cả Thái Sơ chính mình, đều bị ký sinh u ác tính chỗ giày vò, âm dương mất cân bằng chính là như thế, chỉ làm cho tự thân mang đến vô tận đau đớn. Trước kia chúng ta Tam Thanh ba huynh đệ, cũng là bởi vì tu luyện đạo âm dương, lọt vào Thái Sơ căm thù, Thái Sơ tự mình ra tay, chu diệt Tam Thanh. Bất quá may mắn, đến hôm nay, Thái Sơ quang huy suy yếu, chúng ta Tam Thanh cuối cùng là hồi phục. Chỉ là, tên của chúng ta, còn có đạo âm dương bản thân, đều bị Thái Sơ đánh thành cấm kỵ, hắn là sợ người khác nhìn trộm đến sự hiện hữu của chúng ta, đối với đạo âm dương sinh ra ước mơ, hủ thực vĩnh hằng quang minh tín niệm, cho nên đem hết thảy cùng đạo âm dương tương quan pháp tắc, đều phong làm cấm kỵ. Bất luận cái gì dám can đảm nhìn trộm cấm kỵ người, đều biết lọt vào Thái Sơ trừng phạt. Luân hồi chi chủ, người trước đây sẽ quên cầm minh đế quân tên, kỳ thực chính là cấm kỵ pháp tắc có hiệu lực, là từ nơi sâu xa, nguồn gốc từ Thái Sơ sức mạnh, xóa đi chúng ta Tam Thanh tồn tại vết tích. Diệp Thần nhíu mày suy ngẫm, trong lòng thoáng qua đủ loại ý niệm, nói, thì ra là thế. Phì Nhiêu đế quân chậm rãi cầm quần áo mặc, hỏi, luân hồi chi chủ, ngươi là đứng ở bên nào? Diệp Thần nói, cái gì? Phì Nhiêu đế quân nói, quang minh Thái Sơ, hắc ám vực sâu, cả ngày âm dương, cái này tam đại trận doanh, ngươi chọn cái nào? Diệp Thần nói, ta sao? Hẳn là cả ngày âm dương a, nhưng có thật nhiều chân tướng, ta còn không biết, tương lai có thể thay đổi ý nghĩ, cũng không nhất định. Diệp Thần chính mình liền nắm giữ hỗ tự quyết, còn có Phì Nhiêu đế quân phong chữ, hỏa chữ, hắn biết đạo âm dương huyền bí, cho nên càng ước mơ âm dương hòa hợp đạo lý. Nhưng người là sẽ biến đổi, bây giờ như thế, Diệp Thần lại không thể cam đoan tương lai. Phì Nhiêu đế quân nghe được Diệp Thần trả lời, rất là hài lòng, cười nói, ha ha, phải không? Vậy là tốt rồi, ít nhất bây giờ, chúng ta là bằng hữu. Diệp Thần nói, tiền bối cần ta làm những gì? Phì Nhiêu đế quân khoát tay một cái nói, bây giờ còn không cần, chờ ngươi tu vi lại tinh tiến một chút lại nói, lão phu cần phải đi, bằng không dừng lại quá lâu, vẫn có khả năng bị Thái Sơ phát hiện. Diệp Thần nói, tiền bối muốn đi sao? Phì Nhiêu đế quân nói, ân, đúng vậy, ngươi nhất định muốn nhớ kỹ tên của lão phu a, lão phu tên Phì Nhiêu đế quân. Còn có lão phu hai cái huynh đệ, một cái gọi Cầm Minh đế quân, người đã thấy qua, còn có một vị khác Kim Vũ đế quân, về sau lão phu sẽ thay người dẫn kiến. Chờ ngươi tu vi lại lớn mạnh một chút, chúng ta lại đến mưu đồ bước kế tiếp động tác, Thái Sơ không phải người tốt, vực sâu cùng ba quỷ thần, cũng hung ác vô cùng, đều không phải là người tốt, chúng ta muốn đi chúng ta đạo. Chúng ta dưới chân Thái Dương, tên Phì Nhiêu Kim Đan, coi như là lão phu đưa cho ngươi lễ vật a. Kỳ thực cái gọi là Dược Vương Kim Đan, là Phì Nhiêu Kim Đan mảnh vụn biến thành, chân chính Kim Đan tại chúng ta dưới chân, năng lượng so với Dược Vương Kim Đan, muốn đầy đủ ức vạn lần. Tại không không lúc nào giữa không trung, người coi như trở thành thiên đế, đạo quân, cũng là không có cách nào hoàn toàn tiêu hóa viên này Kim Đan năng lượng, muốn đi đến tinh không bỉ ngạn mới có thể. Nhưng, cái này Phì Nhiêu trên Kim Đan, có một tòa âm dương thần trì, phân chia âm dương. Chia làm Phì Nhiêu linh thủy cùng Thọ Ôn Họa thủy, người điều động âm dương thần chỉ linh khí, cũng đủ để tăng tiến thực lực, nhưng tăng lên rất nhiều Dược Vương bí điển chính tả hai pháp uy năng, người tốt nhất lợi dụng. Diệp Thần nói, âm dương thần chỉ, Phì Nhiêu linh thủy, Thọ Ôn Họa thủy. Hảo, tiền bối, ta nhớ kỹ rồi. Phì Nhiêu đế quân vừa cười nở nụ cười, nói, trước khi đi, lão phu lại ban thưởng ngươi điểm tạo hóa, trong cơ thể ngươi âm dương chi khí, còn chưa đủ hòa giải. Cần hái ít nguyên âm bồi bổ. Cái kia gọi Nhậm Thiên nữ cô nương, nàng nguyên âm rõ ràng nhuận tinh khiết, chính thích hợp ngươi bổ thân thể. A, à, Diệp Thần nghe Phì Nhiêu đế quân lời nói, một hồi kinh ngạc, liền thấy trước đây như mộng huyễn giống như tiêu tán thiên nữ, lại lần nữa xuất hiện trong ngực mình. Thiên nữ còn tại trong mê ngủ, óng ánh trong suốt da thịt, như phấn điêu ngọc trác một dạng ngũ quan, nhìn xinh đẹp động lòng người, lại thanh lệ thuần triệt, không nhiễm trần thế. Diệp Thần ôm nàng mềm mại thân thể, quá khứ hồi ức từng cái xông lên đầu, nội tâm không hiểu một hồi sao động. Phì Nhiêu đế quân nói, tốt, ta cũng nên rời đi, chúc các ngươi may mắn, luân hồi chi chủ, ngươi phải nhớ kỹ, âm dương bổ sung, mới thật sự là cả ngày chi đạo, cũng hy vọng ngươi một mực tuân theo trong lòng ngươi công nhận đạo. Ngươi dương khí quá thịnh, quá mức cương mãnh bá liệt, cần nhiều điểm thải bổ nguyên âm tới cân bằng, cô gái tốt muốn chân quý, nữ nhân xấu cũng đừng lãng phí.
không cần buông tha hết thảy có thể thải bổ nguyên âm cơ hội. Có cơ hội, tương lai người có thể nếm thử đi hái bổ thần sắc đẹp, nàng là đúc nóng bất hủ tinh long tôn, cũng chính là nguyên thiên đế, tất cả nguyện vọng tốt đẹp dáng sinh ra thần nữ, cũng là tập hợp thiên địa chi linh tú, hội tụ thế gian hết thảy mỹ hảo quang huy thuần mỹ chi thần, người ngàn vạn lần không thể bỏ lỡ. Nói đi, Phì Nhiêu đế quân mỉm cười, chỉ một ngón tay, một tia kim sắc dược khí quang huy, bao phủ lại Diệp thần cùng thiên nữ. Diệp thần chỉ cảm thấy đại não chóng mặt, cảnh sắc xung quanh một hồi điên đảo, như mộng như ảo, hắn rất nhanh liền không phân rõ chỗ nào là mộng cảnh, chỗ nào là thực tế. Phì Nhiêu đế quân đã không thấy, chung quanh thiên địa phong cảnh cũng không nhìn thấy, Diệp thần ôm thiên nữ, trong mắt chỉ thấy nàng, sau đó cảm giác cơ thể một hồi ấm áp ẩm ướt, không biết bắt đầu từ lúc nào, hắn cùng thiên nữ cũng đã ngâm tại trong ao, thủy giống như suối nước nóng ấm áp, ướt đẫm y phục của hai người. Thiên nữ quần áo ướt đẫm phía dưới, dáng người càng lộ ra đường cong động lòng người, linh lung bay bổng. Diệp thần. Thiên nữ lông mi thật dài run rẩy, từ từ mở mắt, nàng nhìn thấy Diệp thần gương mặt, thấy được Diệp thần dần dần ánh mắt nóng bỏng, ánh mắt nàng một hồi mê ly, đưa tay nhẹ vỗ về Diệp thần gương mặt, đạo. Chúng ta là trong mộng sao? Diệp thần tâm thần hơi hơi dạo dực, rất nhiều khinh niệm xông lên đầu, cười nhẹ một tiếng, nói khẽ, mộng cảnh cùng thực tế. Đều không trọng yếu, trọng yếu là, người ở bên cạnh ta, chúng ta cùng một chỗ. Hắn tế ra một bức tranh cuốn, đó là trời nếu có tình đồ, đồ quyển dung nhập trong ao, trời nếu có tình đồ bên trong bể tình chi thủy, cũng toàn bộ chút xuống, tràn đầy bốn phía. Diệp thần cùng thiên nữ hai người, liền trực tiếp ngâm tại bể tình bên trong, hai người nhiệt độ cơ thể cấp tốc kéo lên, giữa hai bên tình cảm mạn sinh, nhìn về phía lẫn nhau trong ánh mắt, đều là đầy nhu tình, sau đó thân thể hai người. Rất nhanh liền quấn giao cùng một chỗ, hừng hực ôm hôn, cấp tốc rơi vào bể tình chỗ sâu. Gió xuân ngọc lộ một gặp gỡ, liền thắng lại, nhân gian vô số. Cực điểm quấn quýt si mê bên trong, cơ thể của Diệp thần như gặp phải đến băng hỏa lưỡng trọng thiên xung kích, đó là hai cỗ nước chảy xung kích, hắn cùng thiên nữ chỗ ao nước, chính là Phì Nhiêu đế quân nói tới âm dương thần trì. Âm dương thần trì, phân chia âm dương hai nửa, lẫn nhau tuần hoàn song sinh. Một nửa là Thọ Ôn Hỏa Thủy, một nửa khác là Phì Nhiêu Linh Thủy. Cực hạn âm dương pháp tắc, ở đây đan sen, Diệp thần cùng thiên nữ, tại trong cực điểm quấn quýt si mê, cũng là lấy được Phì Nhiêu Linh Thủy cùng Thọ Ôn Hỏa Thủy song trọng chúc phúc, giữa hai bên âm dương hòa giải, cực điểm thăng hoa, đạt đến sinh mệnh đại hài hòa. Cái này Phì Nhiêu Linh Thủy cùng Thọ Ôn Hỏa Thủy, đơn độc hấp thu một loại, đều sẽ có hại, nhưng hai loại đồng thời hấp thu, âm dương hòa giải, lại là đại đại bổ dưỡng.